Lão đại, Long Uyên cũng đang kêu gọi. Đáng tiếc, nó này bản mệnh khí cũng không gọi tỉnh chủ nhân. Hoặc là nói, chủ nhân ý thức không tại thể phách bên trong, quỷ hiểu được chạy cái kia thần du thái hư. Tiểu lôi tử, ta cái này thân kiếm chói mắt không? Một đống phế liệu, lão tử một kích cho ngươi chém nát. Ai nha, ra lại ngứa rồi. Chớ cùng ta cả sự tình, cẩn thận ta bão nổi. Trời tối người yên, Long Uyên cùng tiên lôi lại không an phận, một cái trên nhảy dưới tránh, một cái ong ong thẳng run, rất có một lời không hợp ngay tại chỗ hẹn một khung xúc động. Vẫn là hỗn thiên hỏa trung thực, treo tại kia một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này hai đều đại lão, hắn cái này ngay cả lời cũng sẽ không nói con tôm nhỏ, vẫn là ngoan ngoãn vi diệu. Cái này hai đùa bức. Vân Thương Tử cái này một lời nói chân thành. Thật sự là dạng gì chủ nhân, liền có dạng đó tiểu tùy tùng, như thanh kiếm này cùng cái này đạo lôi điện, chính là hai cái đường đường chính chính tên dở hơi, đều có siêu cao linh trí linh tính, cũng đều rất có nhân tính hóa. Đến nha, chả lẽ lại sợ ngươi? Hai hàng còn tại chửi nhau, một lời không hợp thật sự chơi lên. Lại nói Long Uyên, không biết nuốt bao nhiêu pháp khí tinh túy, càng thêm độn giáp chữ thiên, nó toàn bộ thân kiếm, đều là vàng óng ánh, lại tự mang kiếm uy cùng kiếm ý, quả nhiên bá đạo. Lại nói cái kia đạo lôi đình, cũng không phải đóng, chủ nhân là một đường gặp sét đánh tới, gặp có thiên kiếp, nó so với ai khác đều sinh động, nó lôi điện cũng là tiềm ẩn thiên uy. Đều có ỷ vào, hai hàng trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Có người. Hai hàng làm chính ra sức, chợt nghe Vân Thương Tử một câu. Lời này dễ dùng, vô luận Long Uyên vẫn là tiên lôi, đều nháy mắt ngưng chiến. Chọc cười về chọc cười, nhưng không thể bỏ bê chính sự. Vân Thương Tử cảm giác một chút không giả, hoàn toàn chính xác có người. Kia là một cái máu phát xanh năm, như một đạo màu đỏ kinh hồng, tại tinh không xẹt qua. Đi ngang qua ngôi sao nhỏ lúc, cảm thấy dị dạng, lúc này mới từ trên trời giáng xuống, lần theo một vòng mịt mờ khí tức, đi vào sơn lâm trên không. Thái hư cảnh. Vân Thương Tử một tiếng trầm ngâm, không ngừng dùng truyền âm kêu gọi Triệu Bân. Thái hư cấp tu sĩ, một kiếm này một hỏa một lôi điện là ngăn không được. Đồng dạng đang kêu gọi còn có Long Uyên bọn hắn, cái này máu phát xanh năm không thế nào dễ trêu, đừng nhìn là thanh niên hình thái, kỳ thực. Là một cái lão gia hỏa. Chỉ có điều, ăn vĩnh bảo thanh xuân đan dược. Đang khi nói chuyện, máu phát xanh năm đã từ trên trời giáng xuống. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là một cái ngã đầu ngủ say nhỏ huyền tiên, nó bên cạnh thân, còn treo lấy một thanh kiếm, một tia chớp cùng một đám lửa, nhìn hắn ánh mắt rạng rỡ, cái này đều là tốt vật. Tạo hóa a, máu phát xanh năm không khỏi cười. Ai nghĩ đến cái này chim không thèm ị ngôi sao nhỏ, lại vẫn cất giấu bảo bối. Hắn không kịp chờ đợi lấy tay, chụp vào chính là Long Uyên, thanh kiếm kia rất bất phàm. Thái hư cảnh không tầm thường. Long Uyên không sợ, một kiếm vạch ra một đạo tinh hà. Máu phát xanh năm thấy chi, lông mày chọn cái kia lão cao. Huyền tiên cấp một thanh kiếm, lại biết nói chuyện, lại có cao như thế linh trí, quả thực vượt qua hắn đoán trước, nguyên nhân chính là không ngờ đến, mới đánh giá sai thực lực của đối phương, thậm chí mới một trường, hắn chỉ dùng nửa phần lực. Đánh chết ngươi. Tiên lôi một tiếng gào to, một tia chớp bổ tới. Nhưng, hắn một trận này thao tác mãnh như hổ, chiến lực liền có một chút đồ ngốc, bá đạo lôi uy, tại máu phát xanh năm trước mặt, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là, liền chút điểm ánh lửa cũng không cọ sát ra. Có ý tứ. Máu phát xanh năm lông mày lại chọn, cái này đạo lôi điện lại cũng biết nói. Còn có cái kia đạo hỏa diễm, nhìn xem thật xinh quen mặt a. Hỗn thiên ma viêm. Không. Không phải hỗn thiên ma viêm, nên hỗn thiên ma viêm lưu lại một mạch chi nhánh, so sánh thanh kiếm kia, so sánh cái kia đạo lôi, cái này hỏa diễm coi như bình thường, nhảy nhót dù hăng hái, lại không biết nói chuyện. Không biết lượng sức, máu phát xanh năm một tiếng lạnh quát, một trường quét ngang Long Uyên, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa. Chịu thái hư một trường, cái này ba hàng cũng không tốt thụ. Long Uyên vẫn lấy làm kiêu ngạo màu vàng thân kiếm ánh sáng, nháy mắt chôn vùi. Tiên lôi tự nhận không tầm thường bá đạo lôi uy, cũng là một cái chớp mắt tận diệt, ỉu xìu không kéo mấy, thảm nhất chính là hỗn thiên hỏa, suýt nữa bị một trường đả diệt. Máu phát xanh năm cũng không bỏ được đưa chúng nó đả diệt. Nếu không phải cái này ba không thành thật, hắn cũng sẽ không ra tay độc ác. Sự thật chứng minh, ra tay độc ác là rất có cần thiết. Nhìn một trường này hô tới, toàn bộ thế giới đều an tĩnh.
Cấm. Máu phát xanh nam nhàn nhạt một tiếng, Phong Long Uyên, cấm lôi cùng hỏa. Làm xong những cái này, hắn mới nhìn hướng Triệu Bân, có nhiều như vậy không tầm thường chi vật, vị này nên không đơn giản, nhìn kia tinh thuần khí huyết, liền biết là một mạch đặc thù huyết thống, lại là so sánh nghịch thiên cái chủng loại kia. Lão đại, nhanh chóng tỉnh lại. Long Uyên tuy bị phong, cũng gào to vang dội. Còn có tiên lôi, gào thét so với nó còn càng hăng hái. Máu phát xanh nam nghe muốn cười, vẻn vẹn một cái nhỏ huyền tiên, cho dù hắn tỉnh lại, có thể lật lên bao lớn sóng lớn, hắn nhưng là thái hư cảnh, nói câu không dễ nghe, hắn một cái dám đều có thể bắn chết huyền tiên. Hắn lại lấy tay, đem Triệu Bân cách không hút tới. Ngủ say Triệu công tử, liền như vậy bị nắm lấy cổ áo, bị nâng ở giữa không trung, nghiễm nhiên như một cái không có linh hồn người chết sống lại, hai mắt nhắm chặt, hai tay cùng hai chân cũng đều vô lực rũ cụp lấy. Nhìn Triệu công tử trên cổ tay vân thương tử, rung động cái kia lợi hại. Lúc trước nói quả nhiên không giả, cùng tiểu tử này một đường tất cả đều là kinh hãi. Như lúc này cục diện, có vẻ như liền không ra thế nào hài hòa, thời khắc đều có thể chôn thây. Vô ý thức, máu phát xanh nam liếc mắt thấy rõ, tiểu tử này sợ là tại thần du thái hư. Chẳng qua không quan trọng, cho dù có ý thức tại, cũng chạy không thoát hắn chấn áp. Hắn nhìn lên. Triệu công tử tỉnh ngủ, chậm rãi mở mắt, ba lượng nháy mắt khôi phục thanh minh, lại là một mặt ngây ngốc, đây là cái gì cái cục diện, hắn đây là bị người nắm chặt cổ áo nâng tại giữa không trung sao. Lão đại, tiên lôi hô to nói lớn nói. Long Uyên bọn chúng cũng có phần đến tinh thần, chủ nhân tỉnh liền vạn sự đại cát. Mắc tiểu vân thương tử, cũng là ổn ép một cái, con hàng này có thể chống đỡ chàng tử. Tiền bối, ngươi làm gì vậy? Triệu Bân chưa dãy ruộn. Chỉ cười nhìn máu phát xanh năm. Hắn nụ cười này không quan trọng, máu phát xanh năm có chút kinh ngạc, cái này nhỏ huyền tiên thế nào không chút nào sợ, hay là nói, là hắn dáng dấp quá tuấn tú quá hiền lành, thậm chí cho người ta một loại rất an tâm cảm giác. Tuy là như vậy nghĩ, nhưng con hàng này cười quả thực có chút khiếp người. Triệu công tử là càng cười càng sán lạn, trước mặt đây chính là một tòa bảo tàng. Cong! Tiếng kiếm reo nổi lên. Là Hạo Thiên mang theo tiên vương kiếm giết ra tới. Máu phát xanh năm từ không kịp phản ứng, đầu tại chỗ bị chặt. Còn chưa xong. Cùng Hạo Thiên không phân tuần tự Hạo Vũ, tỏa định thì là hắn nguyên thần. Phốc, nguyên thần chi quang chói mắt, thành một đạo huyết sắc đường cong. Chỉ nghe máu phát xanh năm kêu thảm, nguyên thần tại chỗ hủy diệt, tàn tạ thân xác tàn khu, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất vũng máu một mảnh, lăn xuống đầu lâu, thì tràn ngập phiền muộn. Toàn bộ mơ mơ hồ hồ. Oanh! Triệu Bân cũng rơi xuống đất, tâm tình không tệ. Cái này là một cái mộng đẹp, tỉnh lại liền có công việc tốt. Bổ một đao, hắn còn sống, vân thương tử đột nhiên một tiếng. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở vẫn là chậm nửa nhịp, không đợi dứt lời, liền thấy máu phát xanh năm tàn khu bên trong, lại có một đoàn huyết nhục lao ra, giống một cái hình người phôi thai, như huyết quang xông lên trời. Huyết thai! Triệu Bân nhướng mày. Rút kiếm đuổi tới. Như máu thai cái này quỷ quyệt chi pháp, hắn tại thế gian gặp qua không ít, là tại thể nội uẩn dưỡng sinh mạng thứ hai, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để cản đao, không nghĩ, tiên giới lại cũng có loại này người tài. Là hắn chủ quan, không ngờ tới một màn như thế. Cũng là vân thương tử chủ quan, trước một cái chớp mắt mới phát giác. Siêu! Huyết thai nhanh như thiểm điện, phảng phất một vệt ánh sáng xông ra ngôi sao nhỏ. Nó tại bỏ chạy lúc. Huyết nhục không ngừng nhúc nhích, triệt để tố ra hình người, chỉ có điều khí tức uể oải, tu vi cảnh giới cũng giảm lớn, cũng không sợ huyền tiên, mà là sợ tiểu tử kia hai đại hộ pháp. Đến tận đây, hắn mới biết bị ai đánh lén. Là tiên vương cấp con rối, mà lại còn là hai tôn. Hắn thật bất ngờ, nhỏ huyền tiên ở đâu ra tiên vương con rối. Nguyên nhân chính là không biết đối phương át chủ bài, hắn mới bị làm trở tay không kịp, đường đường một tôn thái hư cảnh. Lại bị một cái nhỏ huyền tiên tính toán như vậy thảm thiết, may có huyết thai bảo mệnh, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối, chạy nhanh như vậy làm gì? Triệu Bân kêu gọi một tiếng. Nhỏ nghiệt xúc, lão phu ngày khác nhất định chém ngươi. Máu phát xanh nam nghiến răng nghiến lợi nói. Ông! Đáp lại hắn, thì là Triệu Bân phong lôi nhất kiếm. Máu phát xanh nam nhìn cũng không nhìn, nhấc chân vượt ngang hư không. Hạo Thiên Hạo Vũ nhanh như kinh hồng. Một cái mang theo đao một cái mang theo kiếm, tại phía sau đuổi sát không buông, một đường truy một đường đánh,
làm sao bọn hắn là con rối, chỉ vật lý công phạt cơ bản rất khó trúng đích. Đánh chết ngươi nha. Triệu Bân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dẫn lôi bao trùm tinh không. Lần này, máu phát xanh năm lại một lần kinh dị, cái này lôi điện thật sinh quỷ dị, vì sao tiềm ẩn thiên uy đâu. Dù đối với hắn không tạo được tổn thương, nhưng một màn kia thiên kiếp sức mạnh, lại là để hắn rất cảm thấy tim đập nhanh. Răng rắc. Nhưng gặp hắn một tay mở ra một khe hở không gian, nghĩ cũng không nghĩ liền độn đi vào. Đợi Triệu Bân giết tới lúc, vết nứt không gian cũng đã hợp, cũng không gặp lại máu phát xanh năm bóng dáng. Ai? Triệu Bân một tiếng thở dài. Thái hư cấp huyết thai như mưu đủ sức lực mở trốn, hắn đuổi kịp tỷ lệ gần như là không. Hắn ngược lại là dùng thiên nhãn làm đánh dấu, làm sao đối phương dùng chính là không gian độn pháp, ngăn cách truy tung. Đuổi không kịp liền chớ đuổi, mau mau rời đi, Vân Thương Tử nói. Triệu Bân không đáp lời nói, tiện tay tế trận đài. Trong thông đạo, hắn không ngừng vò mi tâm. Lại là một giấc mộng, mà lại còn là rất chân thực mộng. Cũng là bởi vì quá mức chân thực, hắn mới cảm giác đầu rất choáng, trước sau hai lần mộng thấy Vân Yên, để hắn chưa phát giác coi là, Vân Yên liền sống ở giấc mộng của hắn bên trong, thậm chí hắn mỗi lần tỉnh mộng Thiên Tông Tử Trúc Phong, đều có thể gặp phải người sư tôn kia, nàng là như vậy máu có thịt, lại sống rất có tình cảm. Người gần đây, rất không bình thường, Vân Thương Tử lời nói ung dung. Có sao, Triệu Bân còn tại vò mi tâm, tổng cảm giác quên một chút cái gì. Sợ không phải đạo xảy ra vấn đề, Vân Thương Tử một lời ý tứ sâu xa. Có lẽ vậy, Triệu Bân thì thào một tiếng, hắn đoạn đường này đều đang bôn ba, là nên tìm cái thời gian, thật tốt lắng đọng một chút, về phần cái kia mộng cảnh, đợi hắn năm thấy Tú Nhi lại giải tỏa nghi vấn nghi ngờ. Từ từ tinh không, Triệu Bân một đường phong trần. Đi hướng hồng hoang con đường, vẫn như cũ vô cùng xa xôi. Hắn không chỉ một lần nhìn tinh không đồ, trên đó một vòng, hiện thực lại là đến ngàn vạn dặm đường xá, hắn chạy vội mấy tháng, cũng không chân chính đi ra niết bàn tinh vực, phiến tinh không này quá lớn quá mênh mông. Chẳng biết lúc nào, hắn mới có chút định thân. Cũng không phải là mệt mỏi, là vĩnh hằng giới khác thường hình. Cái gọi là dị trạng, chính là Đại La Thánh Nữ trên người phong ấn, đang từ từ trở nên buông lỏng, hoặc là nói, Đại La Thánh Nữ lại tới dị biến, giấu tại trong cơ thể lực lượng thần bí, lại tại va chạm phong cấm phù. Là hắn tu vi đang thức tỉnh, Vân Thương Tử lo lắng nói. Nhưng vì sao như vậy cuồng bạo, Triệu Bân một tiếng nghi hoặc. Là mặt trời lặn cấm chú trong bóng tối xuyên tạc, Vân Thương Tử giải thích nói, này cấm chú nếu là không phá, nàng sẽ mất tâm bùng nổ, sẽ bị mặt trời lặn thần giáo, điều khiển thành một tôn lãnh huyết giết người vũ khí. Ở tiền bối xem ra, nàng đỉnh phong lúc là loại cảnh giới nào? 800 năm trước chính là thánh nữ, hẳn là một tôn thái hư cảnh. Thái hư cảnh, ta có thể phong không ngừng, Triệu công tử một tiếng ho khan. Ông, hai người chính nói lúc, chợt nghe phía trước tinh không oanh run lên. Xong, lại là một tòa kình thiên cửa lớn, trống rỗng trống ra, trên cửa có cổ xưa bí văn khắc họa, càng có không gian chi lực rong chơi, là một tòa truyền tống vực môn, xa không phải tinh không đại trận có thể so sánh. Siêu, Triệu công tử có phần cơ trí, chân chu trốn ở thiên thạch về sau. Đợi vực môn ổn định, mới thấy trong đó có hai đạo nhân ảnh đi tới, cũng không phải là mặt trời lặn thần giáo cường giả, là một nam một nữ, nam áo trắng tóc đen, nữ thì là trùng hợp tương phản. Tóc trắng áo đen. Thật, xứng a. Triệu Bân nhìn, trong lòng đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Dùng trai tài gái sắc hình dung hai người kia, một chút mau bệnh không có. Có thể sử dụng vực môn chuyển giao, kia hai nên lai lịch không cạn, tu vi cũng không tầm thường. Đều nửa bước thái hư cảnh, lại không phải bình thường nửa bước thái hư, bởi vì hai người đạo uẩn dị tượng, vậy mà là liên kết. Giấu kỹ, kia là hắc bạch song sát, Vân Thương Tử nhỏ giọng nhắc nhở. Người người quen biết không ít a, Triệu công tử một bên nhìn một bên trả lời một câu. Kia hai, cùng Bất Niệm Thiên là cùng một đời người. Không thể đi, hai người bọn họ mới chỉ nửa bước thái hư cảnh a. Tự phong biết hay không? Vân Thương Tử ung dung nói, bọn hắn công pháp kỳ dị, truyền thừa chính là một mạch không tầm thường mà quỷ dị huyết thống, cách mỗi bên trên một khoảng thời gian, liền cần tự phong, hoặc 10 năm hoặc 100 năm, còn nhớ kỹ bọn hắn thăng cấp động hư cảnh lúc, ta vẫn chỉ là một vị tiên nhân, chớ nhìn bọn họ chỉ nửa bước thái hư cảnh, nhưng chuẩn tiên vương thấy hắn hai người, cũng là đi vòng qua. Mạnh như vậy, cùng ngươi sư tôn cùng thời đại, ngươi cho rằng là bầy biện nhìn.
mở mang hiểu biết. Triệu công tử một tiếng nói thầm, giấu kín không kẽ hở. Hắn nhìn lên, hắc bạch song sát đã bước vào tinh không, như giống như du sơn ngoạn thủy, một đường cùng nhau mà đi, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều 360 độ không góc chết xứng, tuyệt đối là thần tiên quyến lữ. Đi tới, họa phong liền liền biến, rất hương diễm. Hai người tìm một tòa thiên thạch, mang lên một tòa băng ngọc đại dương. Xong việc, chính là điên loan đảo phượng tên vở kịch, nam tử thở mạnh âm thanh cùng nữ tử kiều. Tiếng rên, đều rõ ràng có thể nghe, nhìn Triệu công tử hai mắt đăm đăm, hơn nửa đêm lại còn có phúc lợi. Cái này, cũng là một loại thu hành, Vân Thương tử ngữ trọng tâm trường nói. Hắn thực sự nói thật, song sát phương pháp tu luyện, toàn bộ hồng hoang đều biết. Lời nói thật không giả, nhưng Triệu công tử căn bản liền không có nghe, bởi vì cái kia hình tượng quá đặc sắc. Nhưng so sánh đồ Tết đẹp mắt nhiều, hai người này cũng là có tư tưởng, chạy chim không thèm ị tinh không đánh giã chiến, thật vừa đúng lúc bị hắn đụng chính, cái này không nhìn vài lần đi. Là không là có lỗi với lão tổ tiên. Người cái danh con, ngắm hai mắt được, Vân Thương tử mắng. Ta hiếu kỳ bọn hắn phương pháp tu luyện, Triệu công tử nói chứng chạc đàng hoàng. Hắn có cái kỳ quái ý nghĩ, giờ phút này như đến một cuống họng quét. Hoàng, có thể hay không đặc biệt hợp thời sấn cảnh. Quét, hoàng không có, biến cố ngược lại là có một cái. Nhìn chính ra sức lúc, vĩnh hằng giới lại run lên. Sau đó, liền thấy đại la thánh nữ bị ném ra tới. Cái này quăng ra không quan trọng, còn tại điên loan đảo phượng hai vị, đều trong cùng một lúc bên cạnh mắt, cũng là cùng một thời gian đen trắng sát khí bỗng hiện, mảnh này băng lãnh cô quạnh tinh không, lại còn cất giấu người. Siêu, siêu, hai người thoát y phục rất nhanh, mặc quần áo càng nhanh. Mà nhanh nhất vẫn là Triệu công tử, kéo đại la thánh nữ liền chạy còn một bên đang thầm mắng, ngươi cái bại gia nương môn, lúc nào ra tới không tốt, hết lần này tới lần khác chọn tại cái này mấu chốt bên trên. Lưu lại, hắc sát một câu băng lãnh, năm ngón tay đại thủ bao trùm tinh không. Bạch sát thì ngọc thủ phất động, phác họa ra một đạo tiên hà. Ta đột, Triệu bân tiên nhãn óng ánh sinh huy, lại mang theo thánh nữ một khối thuấn thân. Hình tượng rất huyết tinh, không chỉ thánh nữ thân nhiễm máu tươi, liền khí lực của hắn cũng nhiều ra mấy đạo khe rãnh, bởi vì lần này thuấn thân, hắn tiên nhãn đồng lực hao tổn sạch sẽ, mới cưỡng ép né qua bắt. Nho nhỏ huyền tiên, cái kia chạy. Hắc sát sắc mặt đen nhánh, đuổi sát không buông. So sánh hắn, bạch sát hỏa khí có vẻ như càng lớn, càng quét ngập trời sát khí, bao phủ tinh không, gò má nàng ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngọn lửa nở rộ. Rất có một bộ không chơi chết kia hay không coi là xong tư thế. Hiểu lầm. Triệu Bân vuốt một cái máu mũi, trốn cũng không quay đầu lại. Chuyện này là hắn đối lý, thật sự nhìn nhiều như vậy vài lần. Hắn là tập trung tinh thần trốn, nhưng nàng bên cạnh thân vị này mà. Liền mơ mơ hồ hồ làm dối, có lẽ là lại tới dị biến, có lẽ là mặt trời lặn cấm chú lại tại âm thầm quấy phá, trong cơ thể nàng lực lượng thần bí, biến dị thường cuồng bạo. Thậm chí Triệu Bân gia chỉ ở trên người nàng phù chú, đều bị chấn bạo diệt. Phốc, Triệu công tử vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng chịu lực lượng va chạm. Không đợi đứng vững, liền thấy hắc bạch song sát truy đến phiến tinh không này. Hắc sát hỏa khí trùng thiên, lại là một đạo che trời khổng lồ giấu năm ngón tay, bàn tay ở giữa có chữ triện khắc họa, từ phía trên mà xuống giống như Thái Sơn áp đỉnh, Triệu công tử cái này tiểu thân bản, nháy mắt lốp bốp. So sánh hắn. Đại la thánh nữ lại là không chút nào thụ áp chế. Gặp nàng ngọc thủ nhẹ giơ lên, lật tay một chưởng đánh nát dấu năm ngón tay. Một màn này, nhìn Vân Thương tử kinh hãi không thôi, đại la thánh nữ còn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi, bây giờ cũng còn tại ngây ngô trạng thái, đúng là đem hắc sát đổ nhào, phải biết hai người kém lấy cảnh giới đâu. Oanh! Hắc sơn rơi xuống đất vang một tiếng bang, giẫm sập một mảnh tinh không. Hơi chậm nửa phần bạch sát. Bước liên tục rơi xuống lại là một mảnh tinh không. Đến tận đây, hai người mới chậm rãi ngừng, không nhìn Triệu Bân chỉ nhìn đại la thánh nữ, hai người hai mắt nhắm lại, cũng là thần sắc kỳ quái, cô nương này nhìn xem có chút quen mặt, có phải là Trường Sinh Tiên Đồ Nhi? Là nàng không thể nghi ngờ, bạch sát một tiếng khẽ nói. Như thế nào lưu lạc ở đây? Hắc sát lông mi hơi nhíu. Dứt lời, hai người lại cùng nhau bên cạnh mắt, tiếp cận Triệu công tử. Như vậy xem xét, hai người lại tập thể chọn lông mày, nói thực ra, tiểu tử này nhìn thấy cũng quen mặt, có lẽ là không thế nào xác định, hắc sát còn cầm một bức tranh, trên bức họa miêu tả chính là Triệu công tử,
cũng là trong truyền thuyết Đại La Thánh Chủ, như dạng này chân dung, tại nhiều ngày trước liền đã truyền ra. Như vậy so sánh đúng, ai nha, giống nhau như đúc. Cũng chính là nói, cái này mao đầu tiểu tử chính là Đại La Thánh Chủ. Thật mẹ nó có ý tứ, thánh chủ thánh nữ tụ tập như nhìn trộm. Hiểu lầm, đây là cái hiểu lầm. Triệu Bân lay động một chút, mới miễn cưỡng đứng vững. Nên bị chấn quá ác, đầu còn choáng. Hắc Bạch song sát không nghe hắn nói linh tinh, một trái một phải giết tới đây, Bạch sát thẳng đến Đại La Thánh Nữ, Hắc sát thì mang theo đao thẳng đến Triệu Công Tử, người nhà cái nhỏ biết độc tử, nhìn ta không đập chết ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Oanh! Bạch sát cùng Đại La Thánh Nữ dẫn đầu khai chiến. Đừng nhìn là tiên tử, nhưng hai người đánh nhau không chút nào hàm xúc. Bạch sát lệ khí mãnh liệt, quỷ quyệt tiên lực cùng đạo tắc cùng múa. Không thanh tỉnh thần trí Đại La Thánh Nữ, thì là mất hết tính người, nàng dị thường lực lượng cuồng bạo, diễn dịch chính là hủy diệt dị tượng, tuy là cùng Bạch sát kém cảnh giới, nhưng nàng khí chàng lại mạnh hơn Bạch sát. Khai chiến chục lần hợp, càng lộ vẻ chật vật chính là Bạch sát. So sánh cái này phương, một phương khác liền có một chút huyết tinh. Cái này huyết tinh là chỉ Triệu Công Tử, huyền tiên cấp thu vi, cái kia làm qua nửa bước thái hư cảnh, mà lại, đối phương còn không phải phổ thông nửa bước thái hư, theo Vân Thương Tử lời nói, chuẩn tiên vương thấy bọn họ, đều là đi vòng. Tiền bối, thật sự là hiểu lầm. Triệu Bân vừa đánh vừa lui, dành thời gian, còn bôi một cái máu mũi. Cũng chính là hắn cái này bôi máu mũi động tác, để Hắc sát phá lệ phát hỏa, chớ nói ở đây không có Đại La Tiên Tông trưởng bối. Cho dù là Trường Sinh Tiên cùng Bất Niệm Thiên ở đây, hắn đồng dạng chiếu đánh không lầm. Triệu Công Tử đối lý, càng nhiều thời điểm là bỏ chạy. Hắc sát thì mang theo đao chết truy không thả, một đường truy một đường đánh. Oanh, ầm, yên tĩnh tinh không, bởi vì hai phe đại chiến, biến hỗn loạn không chịu nổi. Từ nơi xa nhìn, đó chính là một mảnh tịch diệt chi địa, bởi vì cuồn cuộn sát khí, đã hình thành hải dương, từng tia từng sợi đều nặng nề như núi. Tu vi không tốt người đọa thân trong đó, tất bị ép thành cho bụi. Nói sớm để ngươi thiếu nhìn vài lần, nhìn, bị đánh đi. Vân Thương Tử mắng, cực điểm thu lại hồn lực, không dám chút nào ngoi đầu lên. Triệu Công Tử cũng không rảnh rỗi phản ứng hắn, đầy tinh không tán loạn, mở độn sau khi, vẫn không quên nhìn một phương khác, nếu không thế nào nói là Đại La Tiên Tông Thánh Nữ, quả nhiên có hùng hậu nội tình, tung tại ngây ngô trạng thái, vẫn như cũ khủng bố đáng sợ. Bạch sát không những bắt không được nàng, ngược lại còn liên tiếp đẫm máu. Ai tại trong cơ thể nàng phong ấn lực lượng, Bạch sát đôi mắt đẹp nhắm lại. Thân là người trong cuộc, nàng xem nhất là rõ ràng, bây giờ Đại La Thánh Nữ, trạng thái dị thường quỷ dị, tu vi dù không tại đỉnh phong, nhưng nó trong cơ thể lực lượng thần bí, lại bổ cảnh giới chống chỗ. Nhất làm cho nàng không hiểu là, Đại La Thánh Nữ vì sao không thanh tỉnh thần trí. Đối phương không nhận ra nàng, chính là chứng minh tốt nhất. Khai chiến chính là mất hết tính người. Đang khi nói chuyện, Đại La Thánh Nữ lại giết tới, một bước giẫm nát tinh không, càn quét cuồng bạo tiên lực, thành một mảnh tử sắc tiên biển, tiên trong biển có dị tượng diễn dịch, vẫn là như vậy cô quạnh cùng hủy diệt. Bạch sát một tiếng lạnh quát, lấy sát khí hải dương đứng vững tử sắc tiên biển. Cũng là cái này một cái chớp mắt, Đại La Thánh Nữ mắt biến sắc, được một tầng tử sắc vầng sáng, kia là tiên thiên liền có thần nhãn, cũng tại ngây ngô bên trong mở ra. Trong mắt giống như tiềm ẩn minh mông đại thế giới. Thấy chi, Bạch sát xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, một bước lên trời mà đi. Nàng cái này vừa đi, liền gặp nàng lúc trước chỗ vùng tinh không kia, bị một cỗ lực lượng hủy diệt xé rách, kia là Đại La Thánh Nữ thần nhãn chi pháp, chính là một loại không gian loại bí pháp, mục có thể bằng chi địa, nhưng cực điểm hủy diệt không gian, mà thân ở trong không gian người, cũng giống vậy sẽ bị xé diệt. Cái này, cũng chỉ là thần nhãn cơ sở bí pháp. Chân chính thần nhãn cấm thuật, so cái này đáng sợ nhiều. Thật, châu bò a. Triệu Công Tử nhìn âm thầm nhổ nước miếng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều lạnh lẽo. Là hắn đánh giá thấp Đại La Thánh Nữ, cũng đánh giá thấp kia tiên thiên thần nhãn, cái này như Đại La Thánh Nữ, tại ngây ngô trạng thái cho hắn đến một cái thần nhãn bí pháp, hắn sẽ bị không gian chi lực, nháy mắt xé vỡ nát. Kia là hư không tuyệt diệt, tiên thiên thần nhãn cơ sở bí pháp. Vân Thương Tử nói. Nửa câu đầu Triệu Công Tử không có thế nào nghe, chỉ nghe thấy cơ sở hai chữ, như vậy biến thái không gian hủy diệt, vẫn chỉ là thần nhãn cơ sở bí pháp, cái này như đến một đạo cấm thuật, chẳng phải là hủy thiên diệt địa. Hai hai so sánh,
hắn cái này tiên nhãn thiên nhãn hình như là đùa giỡn. Cũng đúng, treo một cái thần chữ, vậy dĩ nhiên là giá trị tràn đầy. Cái này cũng biến tướng chứng minh, không có mấy cái bàn trải, làm không được Đại La Tiên Tông thánh nữ. Bá đạo chi pháp, từ cũng có bá đạo tiêu hao. Vân Thương Tử lại bồi thêm một câu, tựa như hiểu rất rõ tiên thiên thần nhãn. Đạo lý kia, Triệu Bân tất nhiên là hiểu, như hắn tiên nhãn dùng một lần thuấn thân, liền hao tổn hơn phân nửa đồng lực, hắn cái này còn khá tốt, có chút cái đặc thù đồng tử, chỗ thi triển bí pháp cấm thuật, là cùng tuổi thọ móc nối, là lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, nói trắng ra, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Cái kia chạy, hắc sát lại đuổi tới, sát khí thành một mảnh tấm màn đen, che đậy phiến tinh không này. Triệu Bân một bước không có đứng vững, bị nghiền một trận lảo đảo, trong cơ thể xương cốt nổ tung. Thân ở sát khí tấm màn đen dưới, đầu vai của hắn như gánh một tòa 8000 trượng cự nhạc. Trừ đây, chính là đáng sợ hóa diệt lực lượng, hắn tiên lực cùng huyết mạch chi lực, lại đều bị hóa thành vô hình, nói cho đúng, là bị hút vào kia phiến tấm màn đen bên trong, thành sát khí chất dinh dưỡng. Chạy, sao không chạy rồi? Hắc sát mặt, đen như than cốc. Hắn chưa hề nghĩ tới, bắt một cái huyền tiên lại như vậy tốn sức. Tiền bối, có chuyện thật tốt nói. Triệu Bân cười ha ha. Hết lần này tới lần khác, hắn nói chuyện lúc lại chảy máu mũi, mà lại. Vẫn là một cái lỗ mũi lưu. Càng là như thế, Hắc Sơn càng ép không được hỏa khí, nhìn hiện trường trực tiếp là muốn trả giá đắt. Oanh! Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến oanh minh, còn có một đạo huyết quang chợt hiện. Lần này, đẫm máu chính là Đại La Thánh Nữ, ai bảo nàng trạng thái không tốt đâu. Chỉ có cuồng bạo lực lượng, lại không thanh tỉnh thần trí, căn bản không cách nào hoàn mỹ vận dụng, cùng cao thủ đối chiến là sơ hở trăm chỗ. Bạch sát chính là chui cái này chỗ trống, suýt nữa một kiếm bổ Đại La Thánh Nữ. Nhà dột còn gặp mưa, Đại La Thánh Nữ thần nhãn, cũng không ra thế nào bình thường. Nhưng nghe nàng một tiếng đau khổ than nhẹ, vùi đầu che hai mắt, giữa ngón tay còn có máu tươi trôi tràn, cũng không biết gặp phản phệ, vẫn là thần nhãn đồng lực thiếu thốn, dù sao chính là trạng thái rất tồi tệ. Triệu Bân hít sâu một hơi, không thể lại che giấu. Lại không động át chủ bài, hắn cùng thánh nữ hôm nay đều muốn bàn giao ở đây. Kiếp sau, chớ nhìn không nên nhìn. Hắc sát hừ lạnh một tiếng, giơ lên màu đen đao. Triệu Bân thì trong lòng một câu, kêu gọi Hạo Thiên con rối. Ngươi! Hắc sát vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Hạo Thiên một bàn tay vung mạnh lộn ra ngoài. Không đợi hắn định thân, Hạo Vũ tựa như quỷ mị giết tới, một bàn tay đánh hắn thể phách lốp bốp, Triệu công tử không có ra tay độc ác, không phải, Hắc sát hẳn phải chết không nghi ngờ, ai bảo bọn hắn đuối lý đâu. Tiên vương con rối! Hắc sát phản ứng đầy đủ nhanh, cưỡng ép định ra thân hình. Đúng lúc gặp hai con rối giết tới trước người, bị hắn một chưởng một đao toàn bộ bức lui. Hắn tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không chấn kinh, đây là cái huyền tiên không giả, nhưng thân phận của hắn đặc thù a. Đại La Tiên Tông thánh chủ, chạy đến đi lung tung du lịch, sao có thể không có một chút thủ đoạn bảo mệnh đâu. Mà cái này hai tôn tiên vương cấp con rối, chính là hắn hai đại hộ pháp. Không hổ Đại La Tiên Tông, cho thánh chủ bảo tiêu đều là tiên vương con rối. Bọn ta không phải cố ý, Triệu Bân nghiêm túc nói. Còn dám nói, Hắc sát giận không chỗ phát tiết, lại càn quét ngập trời ma sát. Tùy theo mà đến, còn có đầy trời như lợi kiếm đạo tắc, kiếm ngân vang âm thanh chói tai. Triệu công tử vốn còn muốn tâm sự, nhưng hướng nơi xa liếc nhìn về sau, hắn tạm thời bỏ đi ý niệm này, bởi vì Đại La Thánh Nữ đã bại, không chỉ bại, còn bị bạch sát cho tại chỗ bắt sống. Như thế, hắn cũng phải bắt một cái. Đem Hắc sát bắt, đi đổi thánh nữ. Phong. Hắc sát đã giết tới, sát khí cùng đạo tắc cùng múa, thành năm chỉ đại thủ. Triệu Bân đương nhiên sẽ không đứng bị phong, Hạo Thiên con rối nháy mắt trở về, nghịch thiên một kiếm chém nát đại thủ, Hạo Vũ thì ở phía sau, trông coi mang theo một cái gậy sắt chùy, cho Hắc sát gõ một cái lớn ám côn. Ngô. Lúc này đổi Hắc sát không có đứng vững, kêu đau một tiếng u ám. Xét thấy con hàng này là cái chống đánh chủ, Hạo Vũ lại bổ một côn. Này một côn lực đạo, có phần đủ phân lượng, đánh Hắc sát là thất khiếu chảy máu, một bước lung la lung lay, suýt nữa một đầu cắm kia, từ hắn tu tiên pháp, đầu vẫn là đầu về như vậy chua thoải mái. Vẫn là Triệu công tử khéo hiểu lòng người, trơn tru tiến lên cho người ta đỡ lấy. Hạo Thiên cùng Hạo Vũ thì một trái một phải, gắt gao chống chọi cánh tay của hắn.
Đợi Bạch Sát mang theo Đại La Thánh Nữ khi đi tới, Hắc Sát đã bị hắn trấn áp, thấy một màn này, Bạch Sát thần sắc bỗng nhiên băng lãnh, Đại La Thánh chủ quả nhiên không tầm thường, mà ngay cả Hắc Sát đều bị tính kế. Thả ta tướng công, Bạch Sát lạnh lùng một tiếng. Thả vợ ta, A Phi, thả nhà ta thánh nữ. Triệu công tử xách ra Long Uyên, nằm ngang ở Hắc Sát đầu vai, cũng không phải là thật muốn giết người, chỉ muốn đem Đại La Thánh Nữ đổi lại. Hắn vừa nói chuyện, chỉnh có phần không có lực lượng. Chủ yếu là đỏ mặt, lúc trước nhìn không nên nhìn. Hết lần này tới lần khác mũi không cố gắng, lại là một dòng nước ấm trôi tràn. Một màn này nhìn Bạch Sát kém chút nổ, Đại La Tiên Tông lịch đại thánh chủ, là thuộc cái này không muốn mặt, tuổi quá trẻ không nghĩ tu đạo, chỉ toàn cả những thứ vô dụng này, không có nàng dâu đi tìm a. Thả người. Người trước thả. Như vậy muốn để nàng chết. Có tin ta hay không thiến hắn? Hai người một đông một tây, cách không hò hét. Một màn này ta có ý tứ, trong tay hai người đều có con tin, cũng đều không sợ, một cái không cần mặt mũi, một cái thì mắt tỏa ngọn lửa, nếu là ánh mắt có thể giết người, nào đó hàng đã tiếp nhận mạnh bà bát. Ông! Hai người rằng co lúc, chợt nghe tinh không một tiếng oanh minh. Xong việc, liền thấy một hơi hư ảo mà khổng lồ đồng lô, đem phiến tinh không này đều bao bọc vào. Không chỉ Triệu Bân cùng Hắc Sát, liền Bạch Sát cùng Đại La Thánh Nữ, cũng đều bị vây ở đồng lô bên trong. Hai người đều nhíu mày, cùng nhau nhìn về phía một phương. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo bóng trắng từ tinh không mà tới. Kia là cái áo trắng lão nhân, thân pháp cực kỳ quỷ quyệt, nên tinh thông không gian chi pháp, thậm chí cả, hắn đi ra mỗi một bước, đều là nghịch loạn càn khôn đại Na-di, khó mà bắt giữ nó chân hình. Áo trắng phía sau lão nhân còn đi theo một người. Triệu Bân thấy, lông mày nháy mắt chọn lão cao. Người kia hắn nhận ra, chính là lúc trước tại ngôi sao nhỏ đánh lén máu của hắn Phát Xanh Năm, bởi vì hắn quá bất cẩn, chưa nhìn ra mánh khóe, mới khiến cho kia hàng huyết thai bỏ chạy, không nghĩ nhanh như vậy lại gặp mặt. Bây giờ cái này quang cảnh, hắn đã không khó suy đoán. Máu Phát Xanh Năm chuyển cứu binh, mà lại còn là một tôn tiên vương. Là bọn hắn cùng đen trắng song sát đánh quá nhiệt liệt. Thậm chí xem nhẹ cảm giác, chưa từng ngờ tới, phiến tinh không này còn cất giấu người, tại hắn cùng Bạch Sát rằng co khẩn yếu quan đầu, chạy đến nhặt có sẵn. Đến cái không dễ chọc, Vân Thương Tử tàn hồn run lên. Làm sao, ngươi nhận ra hắn, Triệu Bân truyền âm hỏi một câu. Kia là Phệ Tiên Lão Vu, Vân Thương Tử chậm rãi nói, chớ nhìn hắn sinh tiên phong đạo cốt, thực chất bên trong lại không phải người tốt, là cái âm trầm tàn nhẫn hạng người, coi như hắn cùng nhà ngươi tông môn. Cũng có chút mâu thuẫn, năm đó Bát Đại Thánh Địa liên hợp vây công Đại La Tiên Tông, cũng có phần của hắn. Đi đâu đều là cừu gia. Triệu Bân một bên nói, một bên vòng nhìn hư ảo đồng lô. Tòa này đồng lô rất quỷ dị, là dùng không gian chi lực ngưng tụ. Đã là không gian chi lực, vậy hắn thuấn thân cùng trận đài liền không cách nào xuyên qua. Lão già này ngắm rất chuẩn na. Vân Thương Tử tàn hồn lại rung động, hùng hùng hổ hổ. Tinh không như vậy mênh mông, sao trời đều nhỏ bé như đất cát, càng không nói đến là tìm người, hết lần này tới lần khác đối phương, đến chính là trùng hợp như vậy, là tiên thiên tự mang định vị sao. Vẫn là nói trong lúc vô tình gặp được. Nhìn Bạch Sát, thần sắc cũng không thế nào đẹp mắt. Vân Thương Tử nhận ra Phệ Tiên Lão Vu, nàng từ cũng nhận ra. Luận bối phận, Phệ Tiên Lão Vu còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc, nhưng nếu luận tu vi, nàng liền kém nhiều. Không phải bọn hắn thiên phú không được, là bọn hắn thường cách một đoạn năm tháng, liền sẽ rơi vào tự phong trạng thái. Mà tự phong trong lúc đó, người khác nhưng không có sống uổng thời gian. Này lên kia xuống, quá nhiều hậu bối tu vi đều cao hơn bọn họ. Oanh! Phệ Tiên Lão Vu một bước rơi xuống, dẫm tinh không một trận lắc lư. Chợt nhìn, hắn cũng không giống người xấu, bởi vì thật tiên phong đạo cốt, lại trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ ảo diệu đạo uẩn. Cặp kia thâm thúy lão mắt, càng nhiều hơn chính là hiền lành ôn hòa, cho dù ai nhìn, cũng bất giác coi là lão đầu nhi này là cao nhân lánh đời, như cái hiền lành lão gia gia. Nhưng, người không thể xem bề ngoài. Đối con hàng này, hiểu được đều hiểu. Tiên giới là cái vở kịch đài, cho tới bây giờ cũng không thiếu hí tinh. Mà hắn, chính là trong đó tương đối tài năng xuất chúng một cái. Một tổ cá lớn. Phệ Tiên Lão Vu dù chưa ngôn ngữ. Nhưng trong mắt thần thái cho thấy hết thảy. Đen trắng song sát mà, hắn sao có thể không nhận ra, so hắn còn rất dài một đời, cái này hai trưởng bối thế nhưng là bảo bối, đều là đặc thù huyết thống, không
không biết bao nhiêu năm tháng, đều tại Tự Phong bên trong lắng đọng đạo tắc nội tình. Như hai người này, năm nào như vấn đỉnh đạo hư cảnh, tuyệt không phải một loại tiên vương có thể địch nổi. Như đem bọn hắn sách trở về nghiên cứu một phen, hai người kia tạo hóa chính là cơ duyên của hắn. Lại nói kia hai tiểu bối, có vẻ như cũng là cục cưng quý giá, a à không đúng, trong đó một cái không tính tiểu bối, như chưa nhìn lầm, bị Bạch Sát cưỡng ép vị kia, hẳn là Đại La Tiên Tông Thánh Nữ. Đại La Thánh Nữ chính là Trường Sinh Tiên Đồ Nhi, cùng hắn là cùng thế hệ phân. Hắn thật bất ngờ, biến mất nhiều năm Đại La Thánh Nữ lại này xuất hiện. Mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên, vẫn là cái kia nhỏ huyền tiên, nhìn tấm kia soái khí tuấn lãng gương mặt, cùng gần đây truyền ra bộ kia chân dung, sinh chính là giống nhau như đúc, chẳng lẽ Đại La Tiên Tông Thánh Chủ. Cho nên nói, đây là một tổ tử cá lớn. Tiểu tử, tìm ngươi thật lâu. Máu phát xanh nam nhe răng cười, chết chằm chằm là Triệu Bân. Lúc trước hắn không biết, bây giờ đã nhìn ra thân phận đối phương, khó trách đối phương có hai tiên vương con rối hộ đạo, nguyên là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, đây chính là một con cá lớn, có thể ép ra rất nhiều bất thế bí mật. Triệu Bân không nói, chỉ nhìn Phệ Tiên Lão Vu. Tôn này Lão Tiên Vương, không phải bình thường mạnh. Tiểu bối, đây là ý gì? Bạch Sát thản nhiên nói. Sớm nghe tiền bối đại danh, ở đây nhìn thấy quả thực vinh hạnh cực kỳ, muốn thỉnh hai tiền bối trở về uống trà. Phệ Tiên Lão Vu yếu ớt cười một tiếng, lời nói xinh đẹp, nhưng trong mắt tham lam không cách nào che giấu. Uống trà liền không cần, đem kết giới mở ra. Bạch Sát một câu bình bình đạm đạm, nhìn con hàng này cũng rất khó chịu. Sao như vậy không cho vãn bối mặt mũi? Lão Vu cười nói, nghiễm nhiên không có rút kết giới tư thế, khó được bắt được như thế một tổ tử cá lớn, nào có thả đi đạo lý, đây là cơ duyên tạo hóa. Bạch Sát thần sắc, không khỏi băng lãnh một điểm. Mặc dù sớm biết kết quả, nhưng vẫn là ép không được hỏa khí. Đang khi nói chuyện, hôn mê Hắc Sát đang say giấc nồng tỉnh lại, thấy trước mắt một màn, chỉnh có chút mộng, Phệ Tiên Lão Vu từ đâu xuất hiện, đem bọn hắn vây ở đồng lô bên trong, là muốn chuẩn bị hỏa táng sao. Đồng dạng thức tỉnh, còn có Đại La Thánh Nữ. Nàng vẫn như cũ là ngây ngô, cả người đều ngốc ngốc. Triệu Bân cùng Bạch Sát liếc nhau, Bạch Sát thả Đại La Thánh Nữ, hắn thì trả lại Hắc Sát, Đại La Thánh Nữ không có gì, ngơ ngơ ngác ngác mà. Ngược lại là Hắc Sát gương mặt kia, lại một lần đen lấy, tại một cái huyền tiên trong tay kinh ngạc, hơn nữa còn bị gõ ám côn, quả thực thật mất mặt. Còn có, lúc trước rình coi sự tình vẫn chưa xong đâu. Có điều, lúc này không phải lật tính nợ cũ thời điểm. Khẩn yếu quan đầu, là đối phó Phệ Tiên Lão Vu cái này nhỏ tạp mao. Hai vị tiền bối, đắc tội. Phệ Tiên Lão Vu u cười, một tay bóp ấn quyết. Theo ấn quyết dừng lại, toàn bộ lò đan đều ông run lên, nhiều từng đầu bay tán loạn pháp tắc dây xích, kia là đáng sợ phong ấn, khóa đám người tay cùng chân, hàng thật giá thật tiên vương phong cấm. Tiên giới thời đại, thật sự là biến. Năm đó tôm tép nhãi nhép, lại cũng dám đối bản tôn ra tay. Hắc Sát cái này một lời băng lãnh cô quạnh, nói chuyện thời điểm, hắn biến hình thái, bản áo trắng tóc đen hắn, biến thành áo trắng tóc trắng, mi tâm còn khắc ra một đạo cổ xưa phù văn, khí thế cũng đại biến. Đồng dạng tại biến, còn có hắn bên cạnh thân Bạch Sát. Áo đen tóc trắng Bạch Sát, đã biến thành áo đen tóc đen. Chờ một lúc kết giới phá, trơn tru mở đột, Vân Thương Tử nhắc nhở. Hai cái dưới bước thái hư cảnh, có thể phá tiên vương phong cấm. Triệu Bân ngạc nhiên nói. Đen trắng song sát nếu chỉ độc sách ra tới, cũng không đáng sợ, nhưng nếu là hai bọn họ góp một khối, vậy liền khác nói, tuy là chiến không được tôn này tiên vương, phá nó phong ấn, vẫn có thể làm được dễ dàng. Không dám. Triệu Bân hiệu lệnh hai con rối, chặt đứt khóa lại hắn pháp tắc xích sắt. Hắn xách ra một túi bột đá, muốn đem Đại La Thánh Nữ nhét vào vĩnh hằng giới. Nhưng, không đợi hắn chạm đến Thánh Nữ, này nương môn nhi lại biến không bình thường, cuồng bạo lực lượng bỗng hiện, chân hắn lật ngã nhào một cái, trong cơ thể lốp bốp tiếng vang, lại là liên tiếp. Đợi đứng dậy, Thánh Nữ lại đặt kia che lấy mắt than nhẹ. Tiên thiên thần nhãn lại chảy máu, có mảng lớn đồng lực tại tán loạn. Phệ Tiên Lão Vu không nhìn thẳng hắn, tiếp cận chính là đen trắng song sát, hắn đã là nhận ra cái này hai tiền bối, từ cũng biết hai người này quỷ dị, hợp tại một khối, có thể dựng dụng ra một loại lực lượng hủy diệt. Cong! Cùng với một tiếng kiếm ngân vang, Hắc Sát đỉnh đầu bay ra một cái hắc kiếm. Bạch Sát bên kia cũng giống vậy, đỉnh đầu bay ra một cái màu trắng kiếm.
hai kiếm như hai đạo đen trắng kinh hồng, xuyên thẳng trời tiêu mà đi, lại trong hư vô, hợp hai làm một, thân kiếm một mặt nhuộm bạch quang một mặt nhuộm hắc quang, tuyệt diệt lực lượng nháy mắt diễn dịch ra tới. Thật mạnh! Máu phát xanh năm nhìn giật mình, tâm linh đang run rẩy. Hắn có lý do tin tưởng, cho dù là tại trạng thái đỉnh phong, chịu một kiếm này, cũng là thập tử vô sinh, trong truyền thuyết đen trắng song sát, quả nhiên so trong tưởng tượng càng quỷ dị, hợp nhất khối thần uy vô song. Triệu công tử cũng kinh hãi, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi phản ứng bên kia. Hắn quan tâm vẫn là thánh nữ, cũng không thể đem nàng lưu tại cái này. Lúng túng là, vị này cuồng bạo lực lượng đụng hắn không cách nào tới gần. Đem nàng cầm xuống, Triệu Bân một tiếng lạnh quát. Ra lệnh, Hạo Thiên Hạo Vũ cùng lên trước, Triệu Bân tới gần không được, bọn chúng lại có thể. Tiên vương con rối xuất mã, quả nhiên rất dễ sử dụng, thuần thục, trực tiếp cầm xuống. Phá! Nhưng nghe đen trắng song sát hét lên một tiếng, đen trắng tiên kiếm lăng thiên chém xuống. Sau đó, chính là một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, khổng lồ mà hư ảo đồng lô, tại chỗ tan vỡ, nhịn không được kiếm uy cùng kiếm ý, vỡ ra từng đạo khe hở, rất có băng diệt điềm báo. Đi! Đen trắng song sát một bước lên trời, từ khe hở thoát ra. Triệu công tử tốc độ cũng không chậm, lôi kéo thánh nữ trơn tru thoát ra. Đi đâu? Phệ tiên lão vu cười lạnh, tiếp cận chính là đen trắng song sát. Phá hắn tiên vương phong ấn, không có nghĩa là liền có thể bình yên rời đi. Đen trắng song sát không chút nào ham chiến, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, vẫn thật là chiến không được cái này tiên vương. Đi đâu? Đồng dạng tại hét to, còn có máu phát xanh năm. Hắn truy sát thì là Triệu Bân, toàn cảnh là dữ tợn sắc. Đương nhiên, lấy hắn một người tất nhiên là không đáng chú ý. Bởi vì cái kia nhỏ huyền tiên có hai tiên vương con rối, nguyên nhân chính là biết những cái này, phệ tiên lão vu mới lưu lại một tay, cho con hàng này phối hợp một tôn đạo thân trợ chiến, đạo này thân có bản tôn tám thành chiến lực, khuyết điểm duy nhất, chính là có đặc biệt thời hạn. Thu thập một cái nhỏ huyền tiên, đây chính là đầy đủ. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, lôi kéo thánh nữ một đường mở đột. Hắn không phải sợ máu phát xanh năm, là sợ kia lão vu đạo thân, chỉ hắn một người cái gì đều dễ nói. Vấn đề là đại la thánh nữ, cái này trong lúc mấu chốt, sửng sốt không phong được, không cách nào đưa vào hắn vĩnh hằng giới. Chống đỡ, cái kia đạo thân có thời gian hạn chế. Vân Thương Tử tàn hồn run lên, đối với cái này pháp rất có nghiên cứu. Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chuyển ra truyền tống trận đài. Ngăn lại hắn, máu phát xanh năm lạnh lùng nói. Cũng không cần hắn nói nhảm, lão vu đạo thân cũng đã cách không lấy tay. Tiên vương một tôn đạo thân, kế thừa bản tôn đủ tám thành chiến lực, hắn thủ đoạn từ không cạn, Triệu Bân trước đây một cái chớp mắt mới bỏ chạy, một giây sau, trận đài khung không gian thông đạo liền bị chém đứt. Oanh! Thông đạo đồng dạng bị chém đứt, còn có đen trắng song sát vực môn. Hai người ngược lại là muốn đi, nhưng phệ tiên lão vu bản tôn thần thông lớn hơn. Oanh! Oanh minh tùy theo vang vọng tinh không. Là song sát cùng lão vu khai chiến. Chính như Vân Thương Tử lúc trước nói tới như vậy, đen trắng song sát không phải tiên vương đối thủ, chủ yếu là, đây không phải phổ thông tiên vương, tại lúc tuổi còn trẻ cũng là một hào nhân vật, cùng loại cuồng anh kiệt loại kia yêu nghiệt. Ầm, đồng dạng tiếng ầm ầm, Triệu công tử bên này cũng có. Bọn hắn bên này vừa ngã ra thông đạo, máu phát xanh năm cùng lão vu đạo thân liền giết tới, không cần nói nhảm nhiều lời, tại chỗ mở làm, Triệu Bân tất nhiên là chơi không lại, xông pha chiến đấu. Là hắn hai tôn hộ pháp. Ta nói tỉ tỉ, ngươi đừng làm rộn. Không có con rối kiềm chế, thánh nữ lại không an phận. Hắn cái này không an phận, cho Triệu công tử chỉnh sức đầu mẻ chán, bột đá vẩy một tầng lại một tầng, phong ấn cũng là thêm một đạo lại một đạo, vấn đề là nàng không phối hợp, từ đầu tới đuôi đều không phong được nàng. Vân Thương Tử có tâm hỗ trợ, nhưng cũng là có lòng mà không có sức. Thánh nữ ngụy biến, nghiễm nhiên đã vượt ra trưởng khống phạm vi. Tựa như lúc trước, theo hắn đoán chừng, ít nhất phải 2-3 ngày mới phá phong, ai có thể nghĩ, lại mẹ nó sớm, xấu hai người bọn họ công việc tốt, cũng xấu đen trắng song sát chuyện tốt không có, nghênh đón một trận ách nạn. Nhỏ nghiệt xúc, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Huyết y thanh niên rút kiếm giết tới, cười âm trầm đáng sợ. Cũng không biết Triệu công tử thế nào nghĩ, tại chỗ vung lên đại la thánh nữ, đem cái này xinh đẹp cô nương, xem như một thanh kiếm hoặc một cây đao. Đối mặt hướng đánh tới huyết y thanh niên. Vung mạnh quá khứ. Mà mẹ nó. Tiên vương tàn hồn như Vân Thương Tử,
cũng nhìn không được bạo nói tục. Nhưng, Triệu công tử cái này sóng thao tác mà, không phải bình thường dễ dùng. Nhìn máu phát xanh năm, chân trước mới giết tới cái này, còn không đợi khoe khoang đâu. Liền bị vung mạnh lộn ra ngoài, bay ngược trên đường, một hơi lão huyết phun bá khí ầm ầm, cả người hơi kém tan ra thành từng mảnh. Tổn thương không phải là hắn đại la thánh nữ, mà là đại la thánh nữ trên người cuồng bạo lực lượng. Thật vừa đúng lúc, nàng kia một cái chớp mắt cuồng bạo lực lượng, đến không phải bình thường hung mãnh. Lại đến, Triệu Bân quát một tiếng âm vang, mang theo đại la thánh nữ liền đi qua. Một màn kia từ nơi xa nhìn, không phải bình thường bá khí ầm ầm, người khác thấy cô nương xinh đẹp, hơn phân nửa thương hương tiếc ngọc, hắn này cũng tốt, dứt khoát không cầm mỹ nữ làm người nhìn, dùng đến còn rất tiện tay. Oanh! Máu phát xanh cuối năm là rơi xuống, đập sập một mảnh tinh không. Hắn cái này nửa bước không có đứng vững, một hơi lão huyết phun nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, bản giữ tợn âm trầm hắn, giờ phút này nhìn Triệu công tử ánh mắt, đều tràn ngập phiền muộn, kia mẹ nó chính là cái gì cái đồ chơi, còn mang làm như vậy cầm. Cái này một đập không sao, cả người hắn đều suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Xem chiêu! Triệu công tử mang theo đại la thánh nữ tới, một đường phong lôi treo sấm sét. Máu phát xanh năm cười lạnh một tiếng, nếm qua một lần thua thiệt, hắn cũng sẽ không hai lần trước làm. Gặp hắn một bước lên trời, lật tay chính là một đạo năm ngón tay đại ấn, khí thế rộng rãi, nặng như núi non. Phá! Triệu Bân mang theo thánh nữ liền lên đi, mượn thánh nữ lực lượng, phá che trời đại thủ. Không chờ lại công phạt, liền thấy máu phát xanh năm như quỷ mị giết tới, mi tâm có u quang đang lóe lên, ngưng tụ thành một thanh huyết đao, hướng Triệu Bân bổ tới. Không nhìn thân xác, công kích trực tiếp nguyên thần. Diệt! Triệu Bân một tiếng lạnh quát, thiên diệt nguyên thần kiếm ra tay bá đạo. Chớ nhìn hắn chỉ là cái huyền tiên, nhưng hắn nguyên thần kiếm lại lạ thường bá đạo, không chỉ là bởi vì hấp thu tuyệt trần thiên mệnh, còn bởi vì hắn kiếp, một đường bị sét đánh người tài, nguyên thần cũng bị thiên kiếp tẩy lễ, sớm đã không phải bình thường nguyên thần. Răng rắc! Cùng với thanh thúy thanh, huyết đao tại chỗ vỡ tan. Máu phát xanh năm kinh dị. Cái này nhỏ huyền tiên nội tình rất mạnh a. Oanh! Ầm ầm. Hắn kinh dị một cái chớp mắt, chợt nghe cửu tiêu sấm sét nổ vang. Là Triệu Bân thi thái sơ thiên lôi quyết, pháp này đối cường đại tu sĩ vô dụng, nhưng đối huyết thai hình thái máu phát xanh năm, lại cực kỳ dễ dùng, bá đạo thiên uy, đối âm tà chi vật thực dụng nhất. Thái sơ thiên lôi quyết. Máu phát xanh năm hai mắt nhắm lại, cũng là lịch duyệt phong phú chủ, nhận ra đây là cái gì cái bí pháp, nhưng hắn không hiểu. Lôi bên trong vì sao tiềm ẩn thiên uy, tuy chỉ một tia, cũng đầy đủ hắn kinh hãi. Phải biết, hắn đã không phải bản tôn. Phải biết, chỉ là bản tôn nuôi ra một cái máu khôi, vô luận thân xác vẫn là nguyên thần, đều xa không phải ngày xưa có thể so sánh, chính yếu nhất chính là tu vi, sớm đã rơi xuống thái hư, mà lại, có cảnh giới vô ý uẩn. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Bân hét lớn một tiếng, lôi điện tụ thành kiếm từ phía trên đánh xuống. Máu phát xanh năm không dám ngạnh kháng, phi thiên bỏ chạy. Nhưng, Triệu Công dẫn tới lôi điện, cũng không chỉ lôi đình kiếm, còn có từng đầu nguy nga kỳ lân, chính một đầu tiếp một đầu vào tới máu phát xanh năm, thêm nữa thiên uy trợ uy lực phách tuyệt. Đáng chết! Máu phát xanh năm sợ, quay đầu liền đột. Hắn sợ sấm điện, nhưng sư tôn đạo thân không sợ. Nói đến sư tôn đạo thân, đó mới là thật khủng bố, hai tôn tiên vương con rối đã bị trùy không có hình người. Rất có tại chỗ bạo diệt tư thế. Hắn thấy được, Triệu Bân từ cũng thấy được. Hôm nay, hắn hai đại hộ pháp sợ là muốn gãy tại cái này. Sư tôn cứu ta. Máu phát xanh năm kêu gào, vừa sải bước qua tinh không. Phía sau hắn, là liên nguyên lôi đỉnh kiếm, còn có từng đầu lôi đỉnh kỳ lân. Có ý tứ, lão vu đạo thân thấy chi, cũng không khỏi kinh ngạc, thái sơ thiên lôi quyết hắn là có chút nghe thấy, nhưng lôi bên trong cất giấu một vòng thiên uy. Vậy liền phá lệ mới mẻ. Trò mèo, lão vu đạo thân một câu cô quạnh, một trường sát qua tinh không, thành một mảnh tịch diệt ánh sáng, bổ tới lôi đình kiếm cùng đánh tới lôi đình kỳ lân, đều bị nháy mắt băng diệt. Trừ đây, hắn còn bắn ra một tia sáng trắng, cách không bổ về phía Triệu Bân. Hắn cũng không nghĩ khó khăn, đem đại la thánh chủ thu thập, cái này hai con rối tự nhiên an phận. Ông, Triệu Bân xách ra Long Uyên, nằm ngang ở trước người. Bạch quang đánh không sai không kém, đánh Long Uyên kiếm thể cự chiến. Nó là đầy đủ có thể chịu lão vu đạo thân một kích, thân kiếm tuyệt không vỡ nát.
Dù vậy, thân là chủ nhân Triệu Bân cũng có rất thê thảm, bị chấn cánh tay nứt toác, như một cái huyết sắc đống cát, chỉ lên trời hoành lộn ra ngoài. Đây chính là cảnh giới tuyệt đối áp chế, cho dù là một tôn đạo thân, cái kia cũng có bản tôn tám thành chiến lực. Đối phương là không muốn giết hắn, không phải, một kích này liền đủ lấy mạng của hắn. Sở dĩ không giết hắn, khẳng định là tính toán càng nhiều, ai bảo thân phận của hắn đặc thù đâu. Bên ngoài hắn là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, vẻn vẹn cái thân phận này, liền đầy đủ người điên cuồng. Nhỏ nghiệt xúc, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Máu phát xanh nằm nhe răng cười, không ngờ giết trở về. Lần này hắn là rất có lực lượng, bởi vì ngay tại trước một cái chớp mắt, sư tôn đạo thân, cho hắn ra chỉ một đạo thủ hộ chi quang, đối cái khác công phạt có lẽ vô hiệu, lại là có thể phòng lôi điện. Sự thật chứng minh, cái kia đạo thủ hộ chi quang, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, tiềm ẩn thiên uy lôi điện, đụng phải nó liền bị hóa thành vô hình, lôi điện uy hát yêu ta không có, còn không mặc hắn tùy tiện lãng. Tới, Triệu Bân thông suốt ngừng lại thân hình, mang theo thánh nữ liền lên đến. Máu phát xanh năm nhớ ăn không nhớ đánh, cho là có thủ hộ chi quang liền vô địch thiên hạ, đúng là chính diện va chạm. Cái này va chạm, cảm giác cũng không thế nào tốt, trong cơ thể lại là một trận lốp bốp, đặc biệt là nguyên thần, hơi kém bị Đại La Thánh sao sao bên trong cuồng bạo lực lượng càng đụng nát. Đập chết ngươi! Triệu Bân quát một tiếng âm vang, muốn cho con hàng này bổ một đao. Nhưng, lần này hắn không có kéo động thánh nữ, hoặc là nói, thánh nữ đã chạm đất, thể phách nặng nề vô cùng, hắn sửng sốt không có túm động, càng chớ nói vung lên đến. Còn có, nàng ngây ngô mắt, lại khôi phục thanh minh. Về phần phải chăng khôi phục ký ức, tạm thời không rõ. Ngươi, làm cái gì, thấy Triệu Bân dắt lấy nàng tay, thánh nữ một tiếng khẽ nói. Ta, bảo hộ ngươi đây, Triệu Bân nói chứng chạc đàng hoàng, cũng nói hiên ngang lẫm liệt. Nghe lời này, Đại La Thánh Nữ ánh mắt, biến phá lệ nghiêng, lão nương là ký ức không trọn vẹn, nhưng cũng không đại biểu ta liền ngốc, làm sao cái ý tứ, coi ta là thành một cái binh khí rồi. Đừng nói, còn dùng rất tốt. Cái này, là Triệu công tử tâm ngữ. Nhìn kia máu phát xanh năm, trước sau bị nện hai lần, nhanh tan ra thành từng mảnh có hay không? Hắn, giao cho ngươi, thánh nữ lười nhác so đo, thẳng đến lão vu đạo thân. Nàng mặc dù không biết đây là cái gì cái cục diện, nhưng lão vu đạo thân, nàng vẫn là nhận ra, năm đó bát đại thánh địa vây công Đại La Tiên Tông, cũng có người này phần, nếu không phải sư tôn của nàng ngăn cơn sóng dữ, Đại La truyền thừa sớm thành lịch sử bụi bặm. Bây giờ gặp được, mà lại còn là một tôn đạo thân, kia trước tiên cần phải lấy một chút lợi tức trở về. Ngươi được hay không a? Triệu Bân hô kêu một tiếng. Nhất định phải đi, thánh nữ nhàn nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đóng mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng có thông suốt đóng mở, tiên thiên thần nhãn nở rộ tia sáng, có một cỗ lực lượng hủy diệt, dòng chơi trong đó, chiến không được phệ tiên lão vu bản tôn, nhưng nàng có thể miễn cưỡng thu thập tôn này đạo thân. Gặp nàng giết tới, lão vu đạo thân lông mi hơi nhíu. Hắn cũng không phải sợ Đại La thánh nữ, mà là sợ cặp kia tiên thiên thần nhãn, ẩn giấu vô cùng hủy diệt, đỉnh phong thời kỳ nàng, còn từng để hắn tiên vương cấp bản tôn, nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Oanh! Thánh nữ vượt qua tinh không mà đến, đối mặt liền tới một cái hư không tuyệt diệt. Lão vu sớm có dự kiến, một bước trốn vào hư vô, nhưng hắn đánh giá thấp thần nhãn, vẫn là gặp dư chấn, một đầu cánh tay tại chỗ bị không gian xé thành mảnh nhỏ, lại còn có không gian lực lượng xâm nhập thể phách, tùy ý hỏa loạn. Có hy vọng! Thấy thánh nữ ác liệt như vậy, Triệu Bân cũng tinh thần tỉnh táo. Trường sinh tiên đồ nhi, đỉnh phong thời kỳ từng vì thái hư cảnh. Hôm nay tung không còn đỉnh phong, nhưng cũng có thể sử dụng tám thành chiến lực, đối đầu một tôn đạo thân, có ngạnh cương tư bản, chính yếu nhất chính là, thời khắc này thánh nữ, có thanh minh thần trí, nhìn mới kia một đạo hư không tuyệt diệt, xa không phải ngây ngô trạng thái dưới có thể so sánh. Như thế, vậy liền không kém cạnh. Đã là có một mảnh, sao có thể không đến tinh thần. Giết! Máu phát xanh năm phẫn nộ gào thét, càn quét ngập trời huyết sát mà tới. Triệu Bân ánh mắt một cái chớp mắt lóe sáng, không hề nghĩ ngợi liền mở tuyệt cảnh, nếu là đối phương là thái hư cảnh bản tôn, hắn tự nhận chiến không được, nhưng bây giờ máu phát xanh năm, cũng chỉ là một cái yếu đuối huyết thai, đã rơi xuống thái hư cảnh, liền nửa bước thái hư cảnh cũng không tính, đâu còn sợ cái chim này đây. Ngươi, vĩnh hằng tiên thể, máu phát xanh năm thần sắc khẽ giật mình. Không sai, đây tuyệt đối là vĩnh hằng tiên thể, nhìn kia cổ xưa dị tượng, cái kia tóc vàng trạng thái. Chính là chứng minh tốt nhất,
là hắn mắt phụng về, Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, đúng là một mạch nghịch thiên truyền thừa, khó trách một cái nhỏ huyền tiên, có thể làm tiên tông trưởng giáo, tiểu tử kia có cái kia nội tình. Đúng là vĩnh hằng tiên thể. Lão Phù đạo thân cũng một tiếng kinh ngạc, đồng dạng kinh ngạc còn có bản tôn. Đâu chỉ đồ nhi mắt phụng về, hắn tôn này lão tiên vương, cũng là mới biết được. Mà thần sắc kỳ quái nhất, vẫn là Đại La Thánh Nữ, kia bé con giấu rất sâu na. Oanh! Triệu Bân một bước đạp nát khung tiêu, tiếc trời một quyền bá đạo vô song. Còn tại kinh dị máu phát xanh năm, bị một quyền oanh máu xương bắn bay. Đại tạo hóa! Máu phát xanh năm một tiếng nhe răng cười, hôm nay nhặt được bảo. Có lẽ là quá phấn khởi, hắn tại không tự giác gặp, mở một loại cấm pháp, mi tâm khắc ra một đạo cổ xưa bí văn, vô luận là uy áp vẫn là khí tràng, đều trong nháy mắt niết bàn, nhìn sau người, còn diễn xuất huyết sắc dị tượng. Dị tượng bên trong cất dấu núi thây biển máu, tựa như một mảnh địa ngục đại thế giới. Chân áp, máu phát xanh năm kêu gào, lấy địa ngục đại giới cưỡng chế Triệu Bân. Chân áp em gái ngươi, Triệu Bân tâm niệm vừa động, mở vĩnh hằng tiên vực dị tượng. Cùng là dị tượng đại thế giới, máu phát xanh năm thiếu chút nữa nhị ý tứ, trước một cái chớp mắt mới thành hình, một giây sau liền bị đụng băng diệt, thân ở trong đó hắn, cũng suýt nữa nổ thành một mảnh huyết nhục. Đại La Thiên Tay. Triệu Bân bước lên trời, năm ngón tay đại thủ từ phía trên phủ xuống. Máu phát xanh năm nghiến răng nghiến lợi, nghịch thiên một chưởng oanh diệt đại ấn. Cùng một giây lát, trong cơ thể hắn hóa ra một sợi huyết khí, thành một đầu dày đặc huyết long, chỉ lên trời mà đến, long thể là nguy nga, huyết sắc mắt rồng to như vạc rượu, có sấm sét cùng liệt diễm phun ra. Triệu công tử liền dị thường hung hãn, lăng thiên một chân dẫm diệt huyết long đầu lâu. Tùy theo xuống tới. Còn có vĩnh hằng tiên vực dị tượng đại giới, ép tinh không nứt toác. Cho ta, mở. Máu phát xanh năm cắn chặt hàm răng, lấy đạo tắc ngưng tụ thành kiếm, lại bổ ra vĩnh hằng tiên vực. Hắn kiếm uy vô song, thậm chí mới giết tới Triệu Bân, chịu một đạo dư chấn, dày đặc máu khe, từ lồng ngực xuyên qua lưng, mà vĩnh hằng tiên vực bị phá, lại để cho hắn gặp một đạo phản phệ. Cực pháp, phệ tiên. Máu phát xanh năm thấy khe hở cắm châm, mi tâm mở thứ ba mắt. Có huyết kiếm đứng ra. Triệu Bân tuyệt không tránh né, nháy mắt mở trời ngự, ngạnh kháng một kiếm, lật tay chính là một đạo chu tiên quyết, đem máu phát xanh năm nửa cái đầu lâu, đều chém thành thịt nát nát xương, não máu giải đầy tinh không. Oanh, ầm. Mênh mông thâm thúy tinh không, cũng không bình tĩnh, tiếng oanh minh liên tiếp không dứt. Ngóng nhìn mà đi, kia là một mảnh sát khí gâu. Dương, hai loại đạo tắc xen lẫn cùng múa. Không sai, là đen trắng song sát. Hai người thời khắc này trạng thái, cũng không làm sao tốt. Dù sao, đối thủ là phệ tiên lão vu, hàng thật giá thật tiên vương, lại tinh thông không gian chi pháp, bọn hắn mỗi lần cùng bỏ chạy, đều bị cản trở về, mấy lần chuyển ra vực môn, cũng đều bị chém nứt thông đạo. Hai vị tiền bối, chớ lại dãy giụa. Phệ tiên lão vu nhạt nói, lấy không gian chi lực thành kiếm, lại một phân thành hai, đều nhuộm trắng noãn ánh sáng, một trái một phải, mang theo vòng quanh tuyệt diệt lực lượng. Suýt nữa đem đen trắng song sát tại chỗ sinh bổ. Người đi trước. Hắc sát đẩy ra bạch sát, rút kiếm ngạnh chiến phệ tiên lão vu. Hắn nên bị buộc đến tuyệt cảnh, không biết dùng bao nhiêu cấm pháp. Vì gia trì chiến lực, đại giới là thảm thiết, không biết hao tổn bao nhiêu thọ nguyên. Muốn chết. Phệ tiên lão vu trong mắt hung quang chợt hiện, chân chính mất kiên nhẫn. Hoặc là nói, hắn chú ý điểm cũng không ở đây, mà tại đạo thân bên kia. Ai có thể nghĩ đánh lấy, lại đánh ra một con vĩnh hằng tiên thể, trong truyền thuyết huyết mạch, lại còn có truyền thừa trên thế gian. So sánh đen trắng song sát, Đại La Tiên Tông Thánh Chủ, có vẻ như mới là cái bánh trái thơm ngon. Nhưng, đều đánh tới cục diện này, như vậy thả song sát rời đi, hắn hiển nhiên không cam tâm. Nguyên nhân chính là không cam tâm, hắn tiếp xuống công phạt, mới biến chiêu chiêu muốn mạng, không thể bắt sống song sát, vậy liền đưa bọn hắn bên trên hoàng tuyền. Tỉnh ngày sau phiền phức, hắn như vậy cũng tốt bước ra đi bắt vĩnh hằng. Hắn cái này quyết tâm, hắc sát cũng là liều mạng. Còn có bị đẩy đi bạch sát, không ngờ vòng trở lại. Đen trắng song sát tại một khối, mới có thể khiến ra tuyệt diệt lực lượng. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến lại kéo ra huyết sắc màn che, toàn bộ tinh không đều một trận lắc lư. May tinh không cô quạnh, tươi không có người ra vào, không phải định rước lấy không ít người. Bên này chiến khí thế ngất trời, khác một mảnh tinh không, cũng là đánh hừng hực khí thế.
Lại nói Đại La Thánh Nữ, cùng hai tôn Tàn Tạ Tiên Vương con rối liên thủ đối kháng Lão Vu đạo thân, tuy là liên tiếp bị thương, lại có thể miễn cưỡng ổn định trận cước, mấy lần đánh Lão Vu đẫm máu tinh không. Đáng chết! Lão Vu đạo thân diện mục dữ tợn, thật sự là bị đánh kinh. Hắn tuy là đạo thân, lại kế thừa bản tôn tám thành chiến lực. Có như thế nội tình, lại bắt không được hai con rối cùng một cái liền thái hư đều không phải thánh nữ, quả thực cho hắn bản tôn mất mặt, lửa giận của hắn, đều tại cái này mấy nháy mắt, hóa thành ngập trời sát khí. So hắn hỏa khí càng lớn, là hắn đổ nhi. Nhìn máu phát xanh năm, giờ phút này đâu còn có người bộ dáng. Hắn tu vi vượt trên nhỏ huyền tiên, lại bị nhỏ huyền tiên truy tìm không ra bắc. Đương nhiên, Triệu Bân cũng đồng dạng thê thảm, cho dù có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, vẫn là máu xương đầm đìa, vượt cấp đánh nhau cũng là có cái cực hạn, bây giờ một trận chiến này, liền đã siêu cực hạn của hắn. Đánh bại máu phát xanh năm dễ dàng, giết hết máu phát xanh năm khó. Đây là hắn thăng cấp đệ cửu trọng về sau, lần thứ nhất chiến lực toàn bộ triển khai. Sư tôn, máu phát xanh năm ô gào thét, lại một lần kêu gọi sư tôn. Lần này, sư tôn không cho hắn đáp lại, bởi vì sư tôn cũng thê thảm, Đại La Thánh Nữ càng đánh càng quỷ dị, đặc biệt là cặp mắt kia, cấm pháp nhiều lần ra, mấy lần hiểm đem hắn mang hộ đi, quả thực không rảnh quan tâm chuyện khác. Kêu người nào đều vô dụng. Triệu Bân tay cầm Long Uyên mà đến, ra tay chính là bá đao phách thiên trảm. Máu phát xanh năm cũng một đầu hán tử, đúng là tay không ngạnh hám trăm trượng kiếm mang. Triệu Bân bị đẩy lui, hắn cũng một bước lảo đảo, máu thịt be bét bàn tay phải, tại chỗ nổ thành xương máu. Hắn diện mục điên cuồng, tụ tập huyết mạch không bản nguyên. Cũng không biết hắn dùng cái gì bí pháp, càng đem bản nguyên hóa thành một đạo phù. Chính là đạo phù này, để Triệu Bân tâm linh run lên, lực lượng đủ có thể đem hắn tội diệt. Nhỏ nghiệt xúc, xuống địa ngục đi. Máu phát xanh năm một bước lay động, hôm sau tế ra bản nguyên huyết phù. Huyết phù nhanh như thiểm điện, như một đạo u quang, chớp mắt giết tới Triệu Bân trước người. Xong, chính là một tiếng càn quét phiến tinh không này oanh minh, lấy bản nguyên ngưng tụ ra huyết phù, ầm vang nổ tung, có đạo hủy diệt vầng sáng, tùy ý hướng ra ngoài lan tràn, nghiền tinh không nứt thành từng khúc. Hoàn toàn chính xác, như thế hung tàn lực sát thương, đủ có thể nháy mắt hủy diệt một tôn huyền tiên. Đáng tiếc a, Triệu công tử không phải bình thường huyền tiên, hắn có vĩnh hằng giới có thể tránh thân. Ngươi diệt không được ta, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, lại giết ra vĩnh hằng giới. Thật sao, máu phát xanh năm nhe răng cười, nhúm máu bàn tay, kết động ấn quyết. Triệu công tử thấy chi, bỗng nhiên thần sắc đột biến, bởi vì còn có đạo thứ hai bản nguyên huyết phù, chỉ có điều, cái này đạo huyết phù hắn chưa nhìn thấy, là liễm ở vô hình, chỉ ở mở nổ nháy mắt mới hiển hóa. Xem ra, đối phương hiểu rất rõ vĩnh hằng một mạch, biết có vĩnh hằng giới. Nguyên nhân chính là sớm biết, mới một sáng một tối chuẩn bị hai đạo bản nguyên huyết phù. Oanh! Lại là một tiếng oanh minh, so trước một lần lớn hơn. Cái này một nổ, nhìn Phệ Tiên Lão Vu đạo thân cùng bản tôn đều một trận thầm mắng, đây chính là vĩnh hằng tiên thể, nghịch thiên huyết thông a. Để ngươi cái này bại ra đồ chơi, sinh sôi nổ đến hồn phi phách tán. Cái này, chính là trêu chọc ta đại giới. Máu phát xanh năm cười tùy tiện, đứng cũng không vững. Vì cái này hai đạo huyết phù, hắn hao hết huyết mạch bản nguyên, đại giới là có thể so với hủy diệt căn cơ thảm thiết. Quá trình là huyết tinh một chút, nhưng hắn không quan tâm. Bây giờ kết quả này liền rất tốt, vĩnh hằng tiên thể táng diệt. Tiền bối, ngươi sẽ không ít a. Máu phát xanh năm tùy tiện lúc, chợt nghe một đạo lời nói lạnh như băng. Lời nói còn chưa rơi, liền thấy máu sắc khói lửa bên trong, chậm rãi đi ra một người. Chính là Triệu công tử, bị nổ không có hình người, nửa bên thân thể đều hủy diệt, sán sán gân cốt, chảy xuống máu tươi lộ ra ngoài. Liền đầu lâu cũng chỉ thừa nửa viên, tựa như địa ngục leo ra lệ quỷ. Ngươi, cũng không thể. Máu phát xanh năm hai mắt nổi bật, đạp đạp lui lại. Hắn chấn kinh, hắn cũng khó có thể tin, đây chính là hắn bản nguyên huyết phù, uy lực cỡ nào hủy diệt, vậy mà không thể giết chết một cái nhỏ huyền tiên, cho dù có trường sinh quyết, cũng nhịn không được tuyệt diệt đi. Cái gì quái thai, Đại La Thánh Nữ cũng một trận kinh hãi. Thế hệ này vĩnh hằng tiên thể, cũng không tránh khỏi quá trống đánh đi. Nhìn Lão Vu đạo thân, tuy là ngơ ngác, lại cất giấu một vòng mừng thầm. Trống không trống đánh không quan trọng, chủ yếu là vĩnh hằng tiên thể còn sống. Tiểu tử ngươi,
thật sự là da dày thịt béo. Vân Thương Tử thổn thức, cũng là kinh hãi tột đỉnh. Triệu Bân không có trả lời, dẫn theo chảy máu Long Uyên thẳng đến máu phát xanh năm, bản nguyên huyết phù hoàn toàn chính xác bá đạo, hắn cũng suýt nữa bị nổ chết, nhưng Vĩnh Hằng một mạch huyết thống, cũng không phải như vậy hiếu sát. Đương nhiên, cái này cũng có nhà hắn Tú Nhi công lao. Từ hắn trùng tu võ đạo, mỗi ngày đều tại rèn luyện thể phách. Ung dung trăm năm như một ngày, hắn chưa hề hoang phế qua luyện thể, hắn cường hãn nội tình, chính là như vậy, từng giờ từng phút góp nhặt lên, nếu không phải căn cơ hùng hậu, cái kia gánh vác được bản nguyên huyết phù. Không, cái này có thể hay không có thể. Máu phát xanh năm sợ, sợ đến đạp đạp lui lại. Hắn là át chủ bài ra hết, vẫn là diệt không được đối phương. Kiếp sau, đừng chọc họ Triệu, Triệu Bân nhanh như kinh hồng, vạn kiếm quy nhất dễ như trở bàn tay. Sư tôn, cứu ta, máu phát xanh năm quay người mở độn, vừa mở độn một bên thê lương kêu rên. Chỉ tiếc, giết hắn người càng nhanh. Vạn kiếm quy nhất đã đến, là tuyệt sát một kiếm. Chói mắt huyết quang, trong tinh không thành đỏ bừng một vòng. Máu phát xanh năm thân thể liên quan nguyên thần, đều bị một kiếm xuyên thủng. Đây là tuyệt sát một kiếm, còn tại kêu rên máu phát xanh năm, ầm vang ngã xuống đất, thân xác tại tan nát, nguyên thần tại diệt vong, chân chân chính chính hồn phi phách tán, đến chết đều mang phiền muộn cùng phiền muộn. Phốc, Triệu Bân phun máu, có lẽ là thương thích quá nặng, suýt nữa một đầu cắm kia. Hắn vận chuyển vạn pháp trường sinh tâm quyết, cực điểm khép lại tự thân thể phách. Hắn chưa dừng lại. Lại mang theo Long Uyên lay động lắc chạy về phía khác một mảnh tinh không. Oanh! Ầm ầm! Khác một mảnh tinh không đại chiến, mới là thật băng thiên diệt địa. Lão Vu đạo thân bí thuật huyền pháp nhiều lần ra, từng cái đều liên quan đến không gian chi lực, để người khó lòng phòng bị, đại la thánh nữ còn tốt, nhìn Hạo Thiên cùng Hạo Vũ, có vẻ như đã cùng thịt nát nát xương không có gì khác nhau. Liền cái này, hai con rối còn tại công phạt. Chỉ vì chủ nhân thời khắc đều tại hạ mệnh lệnh. Triệu Bân đã đuổi tới, lại là thật vừa đúng lúc đụng vào một đạo dư chấn, lại bị đụng đổ ra ngoài, vốn là có tổn thương, bây giờ lại tổn thương càng thêm tổn thương, kia hai ngoan nhân đấu chiến tình cảnh quá khủng bố cũng to lớn, hắn cái này chớ nói đi trợ chiến, liền hướng phía trước góp một góp đều tốn sức, dự uy rộng rãi bàng bạc. Tôn kia đạo thân thời hạn, còn bao lâu? Triệu Bân miễn cưỡng đứng vững. Tính toán thời gian, đã rất tiếp cận. Vân Thương Tử trầm ngâm một tiếng. Triệu Bân hai mắt cực điểm nhắm lại, tiếp cận chính là đạo thân, có lẽ là đặc biệt thời hạn dần dần tiếp cận, đạo thân khí chàng cũng đang chậm rãi yếu bớt, liền sợ hắn bản tôn, giờ phút này ngay tại chạy qua trên đường tới. Nhà ngươi thánh nữ trạng thái không tốt ha, Vân Thương Tử lo lắng nói. Triệu Bân bên cạnh mắt, nhìn chính là đại la thánh nữ, trạng thái hoàn toàn chính xác không thế nào tốt. Cái gọi là không hề tốt đẹp gì. Là chỉ trong cơ thể nàng mặt trời lặn cấm chú, tại thời khắc mấu chốt nhảy ra quấy rối, họa loạn lấy tâm cảnh của nàng, thậm chí nàng cặp kia vốn đã thanh minh mắt, lại dần hiển ngây ngô. Hắn có thể nhìn ra, lão Vu đạo thân từ Yemen nhi thanh. Trừ tiên thiên thần nhãn, hắn điều này thực không có gì thật là sợ. Khó chịu nhất vẫn là đại la thánh nữ, muốn tâm cảnh không minh, làm sao mặt trời lặn cấm chú không ngừng quấy phá, nàng đang đối kháng với lão Vu đạo thân sau khi... Còn phải phân tâm này cấm chú, áp lực có thể nghĩ. Nhữ, còn có thể chống bao lâu? Lão Vu đạo thân yếu ớt cười một tiếng. Diệt ngươi đầy đủ, đại la thánh nữ một tay đánh ra một mảnh tiên hà. Cũng là trong chớp nhoáng này, cấm chú ăn mòn tâm cảnh, thậm chí trưởng uy chợt giảm. Nàng thần sắc càng lộ vẻ đau khổ, tiếng rên nhẹ không gián đoạn, thời khắc đều có thể luân hãm. Chanh! Nhưng vào lúc này, tiếng đàn du dương đột nhiên vang lên. Tất nhiên là Triệu Bân đang gảy đàn, đạn chính là tỉnh thế tiên khúc, hắn không biết phải chăng là hữu dụng, nhưng lúc này, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thánh nữ cần thanh minh mới có phần thắng, ngây ngô lúc nàng thiếu xa nhìn. Đừng nói, hắn khúc đàn này hoàn toàn chính xác rất có tác dụng. Sắp ngây ngô thánh nữ, con người trong veo không ít. Lão Vu đạo thân thì nhăn lông mi, cái này nhỏ huyền tiên thủ đoạn không cạn mà. Mà ngay cả mặt trời lặn cấm chú. Đều có thể vững vàng khắc chế, cái này một khắc chế không quan trọng, đại la thánh nữ tiên thiên thần nhãn lại nở rộ quang huy. Vậy liền trước thu thập ngươi. Lão Vu đạo thân ánh mắt hung lệ một điểm, trong nháy mắt chính là một đạo u mang. Đại la thánh nữ hét lên một tiếng, nháy mắt tại Triệu Bân trước người hiển hóa, phật tay một trưởng vỗ diệt u mang, lão Vu không cho thời gian thở dốc,
giống như quỷ mị xuyên qua không gian, một kiếm cách không chém tới. Cực pháp, thần thiên môn. Đại La Thánh Nữ không động, cái này nhẹ môi hé mở. Nàng ngôn xuất pháp tùy, dứt lời liền nghe sau lưng hư không run lên, một tòa kình thiên cửa lớn kiên quyết ngoi lên mà ra, trên đó tuyên khắc cổ xưa bí văn, còn có ảo diệu đạo tắc bay múa, lực lượng thần bí hoành bày bát phương. Ngô! Lão Vu đạo thân rên lên một tiếng, bị thiên môn lực lượng đụng hoành lật tinh không. Hắn chém ra một kiếm kia, từ cũng bởi đó diệt vong, kiếm huy không còn sót lại chút gì. Cái cửa này, thật tốt dùng. Triệu công tử đánh đàn lúc, vẫn không quên ngoái nhìn xem xét. Này cửa lớn nguy nga cao lớn, khí chàng chính xác ngang qua cửu tiêu. Không được hoàn mỹ chính là, cửa này hiển hóa một cái chớp mắt liền tiêu tán. Chưa mở thần thiên môn, lúc này mới cái kia đến đó. Vân Thương Tử nói, như cửa này mở rộng, đủ có thể nháy mắt tuyệt sát lão Vu đạo thân, đáng tiếc nhà ngươi thánh nữ cảnh giới tu vi không tốt, không cách nào mở thiên môn. Là ta cô lậu quả văn, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Lấy Đại La thánh nữ đáng sợ nội tình, lại đều không thể mở thiên môn. Hắn khó có thể tưởng tượng, này thiên môn mở rộng lúc lại là bực nào hủy diệt. Ta cần thời gian, thánh nữ nhẹ giọng nói. Ta hết sức, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn cái gọi là hết sức, chỉ có thể là hai đại tiên vương con rối. Tự làm hắn hai đại hộ pháp, bọn chúng vẫn là đầu về thảm như vậy. Thánh nữ đã nhắm mắt, khóe mắt có máu tươi trôi tràn, sợ là muốn góp nhặt đồng lực, thi triển thần nhãn cấm thuật, lấy mau chóng kết thúc trận chiến này, thật chờ lão Vu bản tôn giết tới, đỉnh phong lúc nàng cũng không đáng chú ý. Giết! Cùng với kêu gào âm thanh, lão Vu đạo thân giết trở về. Hắn là dần dần suy yếu, nhưng không chịu nổi trước khi chết phản công. Ngăn trở hắn. Triệu Bân trong lòng một quát, cho hai con rối hạ tử mệnh lệnh. Mà hắn thì không ngừng chấn động dây đàn, thánh nữ cũng không thể ngây ngô. Hai con rối vô tình cảm giác, tất nhiên là vô điều kiện chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, kéo lấy tàn tạ máu thân, một trái một phải công hướng lão Vu đạo thân, dùng đều vật lý công phạt, dùng cái này đến kéo dài thời gian. Nho nhỏ con rối cũng dám công lão Phu. Lão Vu đạo thân tiếng quát chấn thiên, phật tay quét ngang hai con rối. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hạo Thiên Hạo Vũ lại một trước một sau đỉnh đi lên. Cút! Lão Vu hóa thân hừ lạnh, một trường vung mạnh lật Hạo Thiên. Đợi cho Hạo Vũ giết đi lên lúc, đã thấy hắn phi thân sau đột. Không trách hắn như thế, chỉ vì Hạo Vũ trên thân khắc ra trên trăm đạo phù chú, đều là Triệu Bân kiệt tác, cũng là hắn lưu chuẩn bị ở sau, phù chú cấp bậc đều không thấp, chính là một loại tự bạo cao giai tiên phù. Vì tranh thủ thời gian, hắn cũng phát hung ác. Tự bạo tiên vương con rối, thật là hành động bất đắc dĩ. Oanh! Nói nổ liền nổ, Hạo Vũ ầm vang bạo diệt. Tiên phù uy lực, thành một mảnh vầng sáng lan tràn. Khoảng cách gần đây lão Vu, tất nhiên là chịu nhất ngay ngắn, bị nổ một đường hoành lật tinh không 800 trượng, đầu ong ong một mảnh, không ngờ tới có một màn như thế, mới bị nổ vội vàng không kịp chuẩn bị. Răng rắc! Hạo Thiên cũng gặp dư chấn, như vứt bỏ thi thể ngã xuống sâu trong tinh không. Đồng dạng bị dư chấn còn có Triệu Bân cùng thánh nữ, cũng bị đụng lộn ra ngoài. Liền cái này, Triệu Bân còn chết ôm lấy thạch đàn, dành thời gian còn đạn như vậy hai ba lần. Còn có gì ỉ vào? Lão Vu đạo thân tóc tai bù xù, đạp trời mà quay về. Vân Thương Tử thấy chi, tàn hồn lại nhập Hạo Thiên ấn, nghênh trời đụng tới. Đáng tiếc, hắn cũng còn thiếu rất nhiều nhìn, Triệu đạo thân một trường, cũng đi theo ngã hướng sâu trong tinh không, còn tốt cái này một tôn tiên vương cấp pháp khí, đầy đủ cứng rắn, không phải chắc chắn bởi đó nổ diệt thành cho. Tới. Vân Thương Tử về sau, chính là Triệu Công Tử. Hắn là ôm lấy thạch đàn, chính diện đối đi qua. Gặp hắn tới, lão Vu đạo thân không khỏi trọn lông mày, cái này nhỏ huyền tiên, sợ là đầu óc nước vào, chính mình có bao nhiêu nội tình, trong lòng không có điểm bức số sao. Lấy người tu vi có thể thương đến lão Phu. Cũng tốt, cũng bớt đi hắn đợi chút nữa đi đuổi bắt. Hắn dò xét đại thủ, đủ có thể đem tại chỗ chân áp. Triệu Bân thì hai mắt tia chớp, cưỡng ép sử xuất tiên nhãn thuấn thân, dùng cái này né qua lão Vu đại thủ, giết tới lão Vu trước người, hai tay nắm thạch đàn, đoàng một tiếng nện não người trên cửa. A! À, bên trên một cái chớp mắt còn lòng tin tràn đầy lão Vu đạo thân, cái này một giây tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chủ yếu là Triệu Bân trong tay món đồ kia, không phải bình thường vật, dù không biết lai lịch, nhưng dùng để nện người tặc dễ dùng,
dù đối đạo thân không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cũng có thể buồn nôn hắn một phen, đối phương vừa rồi cái này một tiếng hét thảm, giờ phút này nghe tới, rất êm tai có hay không? Nhữ quả thật nên chết, lão phù đạo thân nghiến răng nghiến lợi. Triệu công tử đi đứng cũng trơn tru, thấy tình thế không ổn quay người liền đột. Lão phù đạo thân từ không cho hắn cơ hội, lại cho hắn hút trở về. Cái này một cái chớp mắt, nhắm mắt đại la thánh nữ, thì chậm rãi nhấc ngọc thủ, thì không gian dịch chuyển chi pháp, cưỡng ép đem Triệu Bân chuyển đến khác một mảnh tinh không, thậm chí lão phù đạo thân một tay bắt hụt. Thiên đạo, thần tế. Đại la thánh nữ một tiếng khẽ nói, cũng là thông suốt mở mắt. Nàng trong veo mắt, giờ phút này đúng là biến hỗn độn một mảnh. Lão phù đạo thân thấy chi, bỗng nhiên biến sắc, đúng là quay đầu liền chạy, tựa như biết kia là cái gì bí pháp, năm đó hắn bản tôn, chính là ở đây thuật bên trên, ăn thiệt thòi lớn, đến nay còn có bóng tối. Hắn là muốn chạy trốn, làm sao đã muộn, nhưng gặp hắn trên thân, đột nhiên nhiều một đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoáy cũng không phải là đứng im bất động, nó tại cực tốc xoay tròn, chuyển lão vu thể phách, cũng đi theo vòng xoáy vặn vẹo, từng tấc huyết nhục, từng tấc nguyên thần. Đều bị cuốn vào vòng xoáy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. A, à, lão phù đạo thân kêu thảm, có thể so với lệ quỷ kêu rên. Khả nhân hắn như thế nào thi triển tiên lực, đều không làm nên chuyện gì. Triệu Bân là người chứng kiến, cũng là nhìn ánh mắt kỳ quái, đại la thánh nữ thiên đạo thần tế, có vẻ như cùng ma tử ma vòng huyết tế, thánh thiên thần tử cực đạo tuyệt diệt, có phần có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là một loại liên quan đến không gian bí pháp, chỉ có điều thiên đạo thần tế cường thế hơn bá đạo. Hắn từng chịu qua cực đạo tuyệt diệt, phá đi cũng không khó. Ma vòng huyết tế tới không sai biệt lắm, đạo lý cũng giống nhau. Nhưng thiên đạo thần tế, hắn tự nhận phá không được, cái kia quỷ dị vòng xoáy màu đen một khi vận chuyển, chính là cực điểm thôn vệ cùng hóa diệt, muốn chém đều chém không xong, đây chính là thiên nhãn cùng thần nhãn chênh lệch. Đương nhiên, nếu là đại thần thông giả chịu pháp này, vậy liền khác nói. Thiên đạo thần tế cũng không phải là vô địch, các đại lão hơn phân nửa đều có ứng đối chi pháp. Tiếng kêu thảm thiết chẳng biết lúc nào chôn vùi, lão phù đạo thân đã bị triệt để cuốn vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa, hắn không phải bản tôn, cũng chỉ tám thành chiến lực, không có cường hãn nội tình đối kháng thiên đạo thần tế. Có lá bài tẩy này không còn sớm lấy ra. Triệu Bân một tiếng nói thầm, nhìn về phía thánh nữ. Vừa thấy thánh nữ một bước lảo đảo, ngã quỵ xuống, đã là bá đạo cấm thuật, tự có bá đạo tiêu hao, một cái thiên đạo thần tế, hao hết nàng tất cả đồng lực, cưỡng ép thi triển còn tác động đến căn cơ. Nàng cũng muốn bắt đầu liền đến một chiêu như vậy, làm sao điều kiện không cho phép a? Cấm thuật hao tổn đồng lực to lớn, lấy nàng giờ phút này tu vi cần trước góp nhặt hàm ý. Triệu công tử vừa sải bước qua tinh không, tại thánh nữ đổ xuống di chuyển về phía trước nháy mắt. Đưa nàng vững vàng tiếp được, động thần nhãn cấm pháp, tình trạng của nàng càng hỏng bét, thêm nữa cấm chú quấy phá, lại tại ngây ngô bên trong ngủ say. Nơi đây, không nên ở lâu. Triệu Bân tìm về Hạo Thiên cùng Vân Thương Tử, ngay lập tức bỏ chạy. Đi là không đuổi lội, hắn phải một đường phi nước đại, lão phụ bản tôn thời khắc đều có thể đuổi tới cái này, về phần Hạo Vũ con rối, triệt để thành lịch sử bụi bặm, hai đại hộ pháp đặt cái này ném một cái. Còn nhìn hiện trường trực tiếp không? Vân Thương Tử ỉu xìu không kéo mấy mà hỏi. Không nhìn, Triệu Bân một câu thâm trầm, trận này họa loạn giải trí nhớ. Vân Thương Tử thì một tiếng ho khan, hương diễm hình tượng, hắn cũng ngắm thêm vài lần. Vạn sự đuổi quá khéo, hết lần này tới lần khác gặp được đen trắng song sát, hết lần này tới lần khác kia hai chạy cái này đánh giã chiến, hết lần này tới lần khác bọn hắn nhìn nhiều mấy lần, hết lần này tới lần khác thánh nữ bị ném ra vĩnh hằng giới. Hết lần này tới lần khác lão phu từ đây trải qua. Trận này hiện trường trực tiếp, nhìn quả thực có chút huyết tinh. Trận này hiện trường trực tiếp, còn nhìn ném một tôn tiên vương con rối. Nói đến hắc sát cùng bạch sát, không biết giờ phút này như thế nào, như bởi vậy bị phệ tiên lão phu diệt, vậy cái này món nợ liền thiếu đại phát, vô luận trùng hợp vẫn là cố ý, bọn hắn đều chú định trốn không được liên quan. Triệu Bân đi, tinh không cuối cùng là rơi vào bình tĩnh. Nhưng phần này bình tĩnh không lâu liền bị đánh vỡ. Là khoan thai tới chậm phệ tiên lão vu, cũng không biết từ chỗ nào rơi xuống đất vang một tiếng bang, mảng lớn tinh không bị chấn động đến sụp đổ. Thật sự là hắn tới chậm, đạo thân bị diệt, đồ nhi cũng bị diệt, rau cúc vàng đều lạnh thấu.
Đáng chết! Hắn gầm lên giận dữ, để mới khép lại tinh vũ không gian, lại một lần sụp đổ. Hắn vẫn là áo trắng tóc trắng, nhưng không còn là tiên phong đạo cốt, càng giống là cửu u chi địa leo ra một tôn đại ma đầu, con ngươi tinh hồng không chịu nổi, băng lãnh cô quạnh sát khí, thì tịch thiên quyển địa. Là hắn đánh giá thấp đại la thánh nữ, cũng đánh giá thấp đại la thánh chủ, kế thừa hắn tám thành chiến lực đạo thân, cộng thêm hắn đổ nhi, lại chưa bắt lấy hắn hai người, đạo thân cùng đổ nhi cũng thế, thật mẹ nó phế vật. Hắn che ngực, gọi là một cái đau lòng. Hắn không phải đau lòng đạo thân cùng đồ nhi, mà là đau lòng kia hai cục cưng quý giá. Con vịt đã đun sôi, bay. Nếu là lại một lần, quỷ tài đuổi theo đen trắng song sát, bắt đại la thánh nữ cùng đại la thánh chủ cần gấp nhất, đặc biệt là vĩnh hằng tiên thể, đây chính là nghịch thiên huyết thống. Trách hắn quá tự tin. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt bị hắn ném. Tung chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ tìm tới các ngươi. Lão phu nghiến răng nghiến lợi nói. Thẳng đến một phương tìm đi, mỗi đến một chỗ, thần thức đều sẽ hoành bày bốn phương, tốt suy nghĩ phải có, vạn nhất tìm được đâu. Hắn cái gọi là vạn nhất, nhất định là phí công. Triệu công tử mở lên độn đến, đây không phải là bình thường trơn tru, không chút nào kế đại giới sử dụng trận đài, tiên thạch là thành vạn chồng, rời đi vùng tinh không kia càng xa, bọn hắn liền càng an toàn. Tiền bối, Triệu Bân một đường đều đang kêu gọi đại la thánh nữ. Tiếc nuối là từ lúc trước một trận chiến về sau, vị này liền rơi vào ngủ say, làm sao hô đều kêu không tỉnh, nhìn kia mặt trời lặn cấm chú, thời khắc đều tại quấy phá, thêm nữa đại chiến thụ thương, lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn từng đánh đàn, đáng tiếc hắn tỉnh thế tiên khúc, đối mặt trời lặn cấm chú khắc chế, đang từ từ suy yếu, cũng hoặc là nói, là mặt trời lặn cấm chú đối thánh nữ độc hại, chính từng bước một tăng cường. Chỉ ngọn không chỉ gốc, muốn lụi bại ngày cấm chú. Còn phải đại thần thông giả. Phong nàng đi, Vân Thương tự ỉu xìu không kéo mấy đạo. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng đã xách ra tê dần túi phù chú, tất cả đều là hắn chân tàng cao giai phong ấn phù, bây giờ đều dùng tại thánh nữ trên thân, trước đó, hắn vẫn không quên dùng bản nguyên cho thánh nữ chữa thương. Không bao lâu, đại la thánh nữ trên thân liền bị dán đầy phù chú, dán có bao nhiêu đầy đâu. Hiển nhiên giống một cái xác ướp, một điểm khe hở cũng không cho người lưu. Hắn biết, cho dù phù chú toàn bộ dùng tới, cũng không phong được thánh nữ, nhưng hắn không có gì khác phương pháp tốt, nhưng cầu thánh nữ tỉnh nữa lúc đến, có thanh minh thần trí, đừng giống một cái nữ ma đầu như vậy. Đại khai sát giới thuận tiện. Một câu, phía sau đường không cầu nàng hỗ trợ, chớ quấy rối là được. Lẳng lặng ngủ say thuận tiện. Triệu Bân dùng bột đá, ngăn cách người sống khí, lại cho thánh nữ để vào vĩnh hằng giới. Liền cái này, hắn còn không yên tâm. Dứt khoát đào hố, lấp đầy bột đá, đem thánh nữ cho chôn sống, nhìn Vân Thương Tử cái kia ta lòng rất an ủi, giờ phút này như tại ngôi mộ nhi trước, đứng lên một tòa mộ bia, sẽ càng hợp thời sấn cảnh. Hô! Thu xếp tốt thánh nữ, Triệu Bân mới ngồi xếp bằng. Thánh nữ tổn thương nặng, hắn thương cũng thảm thiết. May mắn, hai người bọn họ đều thông hiểu vạn pháp trường sinh quyết, đều là chống đánh chủ, ngoại thương đều chuyện nhỏ, khó chịu là nội thương. Cũng chính là căn cơ cùng bản mệnh nguyên thần, lúc trước một đạo bản nguyên huyết phù, hơi kém đem hắn đưa tiễn. Đồng dạng tại chữa thương, còn có Vân Thương Tử. Hắn mới là thật số khổ, một đường góp nhặt hồn lực, lại hao tổn đến khô kiệt. Chờ xem, chờ hắn lại tích lũy tốt hồn lực, còn sẽ có một kiếp, cái này gọi Triệu Tử Long Hàng, đỉnh đầu không phải cột thu lôi, là mẹ nó gây tai họa bồn, chỉ cần địa phương của hắn đi, chắc chắn sẽ có dạng này hoặc dạng kia nói nhảm sự tình. Cùng hắn một đạo đồng hành, còn muốn lấy tích lũy hồn lực. 3 năm ngày, lặng yên mà qua. Triệu Bân tỉnh nữa lúc đến, đã là vinh quang đầy mặt, dù còn có ám thương còn sót lại, nhưng đều đã không còn đáng ngại. Vẫn còn ở đó. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nhìn cái kia nhỏ ngôi mộ, đại la thánh nữ liền chôn ở bên trong, chỉ cần nàng không ra mừng rỡ, hắn liền có thể một đường hèn mọn phát dục chạy trốn tới hồng hoang đại lục. Đại la tiên tông cường giả. Hơn phân nửa tại tới đón trên đường đi của ngươi. Vân Thương Tử nói. Đại La Tiên Tông cửu gia, hơn phân nửa cũng đang trên đường tới. Triệu Bân một câu thâm trầm. Đạo lý là đồng dạng đạo lý, bởi vì tin tức đã truyền ra, cùng Đại La Tiên Tông có thủ người, tất nhiên đều có chính mình tiểu tâm tư, thí dụ như, đem hắn sách trở về làm nghiên cứu, cũng hoặc bắt hắn áp chế Đại La Tiên Tông. Cho nên, hắn tốt nhất không ngoi đầu lên. Đang khi nói chuyện,
hắn lại một lần đi ra trận đài thông đạo. Cũng là cùng một giây lát, hắn khắc xuống không gian tọa độ, trồng mười mấy vạn tiên thạch, lại bắt thông đạo. Đoạn đường này, hắn đều là làm như vậy. Cũng nguyên nhân chính là hắn dùng quá mức tấp nập, thậm chí tòa này trận đài, biến có phần không ổn định, nó thời khắc tại hao tổn, lại như vậy tấp nập sử dụng, sớm muộn sẽ sụp đổ. Tiền bối, người có biết nào có bán vực môn? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Cho dù có bán, người mua được sao? Vân Thương Tử tàn hồn run rẩy. Ta có tiền, Triệu Bân ngồi thẳng một điểm, thuận tiện còn mấp máy tóc, lời nói rất có lực lượng, chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này, đoạn đường này càn quét tài phú, có thể xưng được là một tòa bảo tàng. Liền ngươi này một ít gia sản, còn muốn mua vực môn. Vân Thương Tử lo lắng nói. Vực môn, rất đắt, Triệu Bân thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi toàn bộ thân gia, liền nửa cái vực môn cũng mua không được. Cái này. Triệu Bân nghe khóe miệng kéo một cái, mới đến lực lượng, nháy mắt tiết sạch sẽ. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, vực môn cấp bậc cao hơn tinh không trận, truyền tống khoảng cách, thậm chí truyền tống thông đạo, đều xa không phải tinh không trận có thể so sánh, nếu không phải đối không gian pháp tắc tạo nghệ khá cao, ai có thể tạo ra cái đồ chơi này. Vật hiếm thì quý, giá cả đắt đỏ cũng tại tình lý bên trong. Tuy là như thế, hắn làm vực môn sơ tâm vẫn như cũ không thay đổi. Nếu có một tòa vực môn, vậy liền an toàn nhiều, dù sao cũng so khắp thiên hạ tìm tinh không trận bây giờ tới. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn chuyển ra hạo thiên con rối. Lúc trước một trận chiến, hắn tôn này hộ pháp suýt nữa bị đánh tan ra thành từng mảnh. Hạo vũ đã nổ thành cho bụi, hắn tự nhận cứu không được, nhưng cái này hắn được cứu, sửa một chút còn có thể sử dụng, cho dù không cách nào khôi phục đỉnh phong, hắn cũng có thể tạo ra tám thành chiến lực, thời khắc mấu chốt có thể đỉnh đại dụng. Nói làm liền làm, hắn lấy rất nhiều rèn đúc vật liệu. Vì đem hạo thiên xây xong, hắn dùng vật liệu đều là thượng phẩm. Ngươi còn hiểu luyện khôi chi pháp, Vân Thương Tử kinh ngạc. Sư tôn ta giáo, Triệu Bân nói lên láo đến mặt không đỏ hơi thở không gấp. Rất tốt, Vân Thương Tử bay ra lấy cổ tay, liền treo giữa không trung, vòng quanh con rối đổi tới đổi lui. Hắn tuy là tiên vương, lại không hiểu luyện khôi thuật. So sánh hắn. Cái này nhỏ huyền tiên sẽ liền có thêm. Kỹ nhiều không ép thân. Có cái bất niệm thiên làm sư tôn, thật sự là thật là khéo. Siêu. Răng rắc. Ông. Triệu Bân thủ pháp thành thạo, còn rối luyện không chút phí sức. Vân Thương Tử thì nhìn nghiêm túc, trộm đạo còn học chút chân lý. Như thế, lại là nửa tháng lặng yên mà qua. Sau nửa tháng, tàn phế hạo thiên con rối, lại giành lấy cuộc sống mới, không được hoàn mỹ chính là. Lúc trước tổn thương quá ác, bây giờ vô luận như thế nào luyện chế nó, đều không thể trở về đỉnh phong, thật sự tám thành chiến lực. Tám thành cũng không tệ, Vân Thương Tử cười nói. Cũng đúng, dù sao cũng là ngoại lực, Triệu Bân cũng thoải mái, rèn sắt biển tự thân cứng rắn, từ từ hành trình, cần hắn nghịch thiên mà lên. Oanh! Hai người chính nói lúc, chợt nghe thông đạo ông run lên. Lắc lư đến quá đột ngột, Triệu công tử suýt nữa một đầu cắm kia. Không chờ đứng vững, lại là một mảnh oanh minh, toàn bộ thông đạo đều đứt gãy. Lão Vu đuổi tới rồi. Cái này, là Triệu Bân trong lòng ý niệm đầu tiên. Vẫn là Vân Thương Tử nhìn rõ ràng, Lão Vu không có khả năng ngắm chuẩn như vậy, là ngoại giới có người tại hỗn chiến, lại dư chấn to lớn, trùng hợp trận đài cấu tạo thông đạo trải qua nơi đây, lúc này mới gặp dư chấn. Sự thật chứng minh, hắn nhìn không kém chút nào. Hoàn toàn chính xác có người tại đại chiến. Động tính cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Triệu Bân đứng vững, lọt vào trong tầm mắt liền thấy hai cái lão giả, một cái áo bào màu vàng một cái ngân bào, đều thái hư tu vi, lại không thế nào muốn ra mặt, cũng không thế nào thương hương tiếc ngọc, chính liên thủ vây công một nữ tử. Thấy nữ tử kia, Triệu Bân một tiếng ho khan. Vân Thương Tử tiếng ho khan, cũng mang theo xấu hổ ý vị. Không sai, kia là người quen, đen trắng song sát một trong, bạch sát. Sao không gặp hắc sát? Triệu Bân lông mi hơi nhíu. Sợ là bị lão Vu diệt. Vân Thương Tử hít sâu một hơi. Đây không phải khả năng, tại hai người xem ra, đây cũng là tuyệt đối. Phệ tiên lão Vu sâu không lường được, thu thập hai cái rưỡi bước thái hư cảnh nên không khó. Về phần bạch sát, hơn phân nửa là may mắn bỏ trốn, lưu lạc đến khu này tinh không, bởi vì tổn thương quá thảm trọng, mới bị hạng giá áo túi cơm để mắt tới, cũng chính là vàng bạc hai lão giả. Hiển nhiên là muốn giết người cướp của.
hai người như thám tử, đem sự tình suy luận rõ ràng. Mà chân tướng của sự thật, tuy có sai lầm, nhưng cơ bản không sai biệt lắm. Phốc, tinh không huyết quang chợt hiện, Bạch Sát lại một lần đẫm máu. Lại, vì cái gì nói lại, còn không phải bởi vì nàng thương tích quá nặng, khó cản hai tôn thái hư cảnh công phạt, suýt nữa bị Ngân Bào lão giả một chỉ chu diệt nguyên thần, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cần cứu. Triệu Bân trong lòng một câu. Nên áy náy tại quấy phá, Vân Thương Tử cũng không phản đối. Hắc Sát như thật bị lão vu diệt, hai người bọn họ khó từ tội lỗi. Tiêu diệt từng bộ phận. Triệu Bân nói, chủ động hiển lộ vĩnh hằng dị tượng. Hắn dị tượng mới ra, đấu chiến ba người đều vô ý thức bên cạnh mắt. Đều kẻ già đời, sao có thể không nhận ra kia là cái gì dị tượng, nên trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể, cái này rất có ý tứ. Vĩnh hằng tiên thể lại mẹ nó còn có truyền thừa tại thế, còn để bọn hắn đụng vào. Cơ duyên, tạo hóa, áo bào màu vàng lão giả đều ánh mắt lóe sáng, đầy dẫy tham lam chi quang. Triệu công tử đi đứng, liền phá lệ trơn tru, nghĩ cũng không nghĩ, quay đầu liền đột, bỏ chạy thời điểm, hắn còn cố ý lộ ra một tia huyền tiên khí uẩn, chỉ vì mê hoặc kia hai không giảng võ đức hàng. Đúng là cái huyền tiên, trời cũng giúp ta. Áo bào màu vàng lão giả lúc này bước ra, thẳng đến Triệu Bân đuổi theo. Ngân Bào lão giả chưa đi, cái này còn có cái xinh đẹp nương môn chút đấy. Không bắt trở về thật lãng phí. Rất quen thuộc, Bạch Sát một tiếng lẩm bẩm ngữ. Nhìn cái kia mở độn nhỏ huyền tiên, bóng lưng tựa như ở đâu gặp qua. Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Ngân Bào lão giả đã mang theo kiếm giết tới. Siêu! Triệu Bân như một đạo kinh hồng. Tại tinh không phát họa ra một đầu duyên dáng đường vòng cung. Sau lưng, áo bào màu vàng lão giả đuổi sát không buông, cũng hoàn toàn chính xác đạo hạnh không cạn, kia là một bước một cái càn khôn, xem ra, đối không gian tạo nghệ không tầm thường, từng bước một xứng sở đi ra xúc địa thành thôn ý cảnh. Tiểu bối, ngươi chạy cái gì? Áo bào màu vàng lão giả yếu ớt cười một tiếng. Ta, mắc tiểu, Triệu Bân về tùy ý, đi đứng vẫn như cũ trơn tru. Hắn một đường đều đang nhìn, phải cho lão gia hỏa này tìm một cái tốt nơi táng thân. Áo bào màu vàng lão giả tất nhiên là không biết, một đường truy có phần hăng hái, mỗi truy gần một điểm, trong mắt tinh quang, liền óng ánh một điểm, kia là tham lam cùng đê xê vọng, quỷ hiểu được đời trước làm bao nhiêu đại thiện sự tình, hôm nay lại gặp được một cái cục cưng quý giá, vĩnh hằng tiên thể A. Một mạch nghịch thiên huyết thống A. Trong lòng của hắn đã có so đo, đem tiểu tử này bắt sống, liền tìm chỗ ngồi ẩn nấp. Nói trắng ra, hắn muốn ăn một mình, về phần Ngân Bào lão giả, cái kia mát mẻ cái kia đợi đi. Nghĩ thầm lúc, hắn lại là một bước vượt qua, cùng Triệu Bân khoảng cách, nháy mắt rút ngắn một mảng lớn, hắn không kịp chờ đợi ra tay, trong tay áo trả giá một tòa tiểu bảo tháp, cực tốc biến khổng lồ. Ông! Bảo tháp ông run lên, đáng sợ sức cắn nuốt bỗng hiện. Triệu công tử cỡ nào giật mình, sớm một bước độn ra ngoài. Áo bào màu vàng lão giả nhìn trao lên lông mày. Cái này huyền tiên cấp danh con, chạy rất nhanh a. Hắn cái này đường đường thái hư cảnh, truy xa như vậy, sửng sốt mẹ nó không đuổi kịp, quả thực mất mặt. Liền cái này. Triệu công tử nhanh như thiểm điện, chui vào một viên vứt bỏ cổ tinh. Áo bào màu vàng lão giả sau đó liền đến, hai người một trước một sau nhập sơn lâm. Còn muốn chạy. Áo bào màu vàng lão giả cười lạnh, đáng sợ một trường từ phía trên phủ xuống. Năm ngón tay tay rộng rãi bàng bạc. Núi non đều bị nghiền sụp đổ. Triệu Bân kêu đau một tiếng u ám, hơi kém bị vỡ nát gãy xương. Hắn chưa cưỡng ép phản kháng, thật sự thành thành thật thật bị chấn áp, đợi áo bào màu vàng lão giả từ trên trời giáng xuống. Hắn đã như một cây cọc gỗ, tấm tấm dòng dã chạy tại kia, diễn nhiều rất thật, kiệt lực dẫy ruộng. Chạy a, tiếp tục chạy a. Áo bào màu vàng lão giả khóe miệng hơi vểnh, như quỷ mị tới người. Có lẽ là đầu về nhìn thấy vĩnh hằng tiên thể. Hắn cũng có chút mới lạ, đúng là vòng quanh Triệu Bân chuyển lên vòng, khi thì còn đưa tay, xoa bóp Triệu công tử cánh tay nhỏ bắp chân, thể phách rất là mạnh mẽ na. Người ta không oán không cừu, Triệu công tử hí tinh phụ thể, diễn càng rõ ràng. Ai bảo ngươi là vĩnh hằng huyết thống, áo bào màu vàng lão giả vây quanh Triệu Bân trước người. Hắn cái này chân trước vừa xuống đất, liền nghe một đạo chói tai kiếm minh, hạo thiên giết ra đến. Xong việc. Liền thấy một viên đẫm máu đầu lâu, như trái dưa hấu giống như lăn xuống tới. Tất nhiên là áo bào màu vàng đầu của ông lão, bị chặt cái gọn gàng mà linh hoạt,
chủ yếu là bị đánh trở tay không kịp, cũng không đợi hắn phản ứng, Hạo Thiên kiếm thứ hai liền đã đến, cho hắn nguyên thần bổ một đao. Áo bào màu vàng lão giả thân xác ầm vang ngã xuống đất, gọi là một cái phiền muộn đến cực điểm. Trước cùng sau không đến một nháy mắt, hắn tôn này thái hư cảnh lại bị tuyệt sát. Đến, liền một tiếng hét thảm đều không có, thậm chí đều không thấy rõ là cái nào. Ta đều thay ngươi xấu hổ, Vân Thương Tử ý tứ sâu xa nói. Thật xa nghiêu bức hống hống mà đến, đúng là đưa cái đầu người. Triệu Bân đã dở trò, phàm có thể lấy đi bảo vật tuyệt không khách khí. Hắn đến nhanh đi cũng nhanh, lại chạy về phía bạch sát chỗ vùng tinh không kia. Nói đến bạch sát, giờ phút này không phải bình thường thê thảm, màu đen tiên y đã nhuộm đầy máu tươi, uy nghiêm đáng sợ nhất chính là mi tâm, có một cái dày đặc đáng sợ lỗ ngón tay, miệng vết thương quanh quẩn lấy màu bạc u quang, đều là ngân bào lão giả kiệt tác, lúc trước tuyệt diệt một chỉ, suýt nữa tuyệt sát bạch sát. Vô vị dẫy dụa, tội gì khổ như thế chứ? Ngân bào lão giả cười hí ngược, trong mắt không chỉ có hung quang, còn có dâm. Tà chi sắc, hắn là cái thích trưng diện chủ. Hết lần này tới lần khác bạch sát liền sinh dung nhan tuyệt thế, như vậy giết quả thực đáng tiếc, mang về hưởng dụng một phen, tư vị nên không sai, hắn tối nay qua nhất định là vô cùng hài lòng. Bạch sát không nói, đã là cực điểm suy yếu. Nàng muốn đoạt đường bỏ chạy, làm sao có lòng mà không có sức. Bên này, Triệu công tử đã lén lút giết trở lại tới. Hắn toàn thân đều bôi bột đá, toàn thân đều che nhiều chặt chẽ, thậm chí thái hư cảnh ngân bào lão giả. Đều không có chút nào phát giác, đầy trong đầu đều là bạch sát, hôm nay liền chỉ vào cái này mỹ nhân vui sướng. Hắn chưa hiện thân, trong bóng tối cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Đối hạng này phải một kích tuyệt sát, hắn cần gần vừa đủ khoảng cách. Phốc! Hắn trộm đạo tiềm hành lúc, bạch sát lại một lần đẫm máu. Ngân bào lão giả có lòng thích cái đẹp, lại không biết thương hương tiếc ngọc. Bạch sát gãy một cánh tay, càng có băng lãnh kiếm ý xâm nhập nàng thể phách. Chính xác cương liệt tiểu nương tử, ngân bào lão giả Liota đầu lưỡi đỏ chét. Dứt lời, hắn vô ý thức ở giữa về mắt, tổng cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Như vậy xem xét, thật đúng là mẹ nó có người na. Toàn thân đều lồng mộ tại dưới hắc bào. Tất nhiên là tiềm hành mà đến Triệu công tử, dù thấy không rõ hắn tôn vinh, lại lộ một vòng nụ cười sán lạn, nhưng hắn sán lạn, rơi vào ngân bào lão giả trong mắt, nhưng cũng không phải là bình thường khiếp người. Cười, hắn vì mà cười vui vẻ như vậy. Đây là ngân bào lão giả ý niệm đầu tiên. Nhìn nhiều như vậy liếc mắt, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, con hàng này có phải là mới cái kia nhỏ huyền tiên, cũng chính là cái kia vĩnh hằng tiên thể, sao lại trở về, áo bào màu vàng lão giả đâu? Chết đi đâu? Lên đường đi. Triệu công tử thuấn thân biến mất, lại hiện thân nữa đã là trước người hắn. Cũng là cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Triệu Bân tế Hạo Thiên con rối. Phốc, vẫn là một đạo huyết quang, vẫn là một viên lăn xuống đầu lâu. Chớ nói ngân bào lão giả, liền bạch sát đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Cong, Hạo Thiên con rối thừa thắng xông lên, trơn tru cho nó bổ kiếm thứ hai. Còn tại ngây ngốc trạng thái ngân bào lão giả, tại chỗ bị chặt nguyên thần. Hắn chết cũng phiền muộn, hắn đến chết cũng không nhìn thấy là ai đem hắn diệt. Hô, thấy ngân bào lão giả bỏ mình, Triệu Bân mới thở dài một hơi. Tối nay chiến tích quả thực không tầm thường, lại mang hộ đi hai tôn thái hư cảnh. Đương nhiên, đây đều là Hạo Thiên công lao, dùng để âm người tặc dễ dùng. Là ngươi. Bạch sát một bước lảo đảo, cuối cùng là nhận ra là ai. Cho dù nàng cái này đứng không vững, vẫn là một mặt hắc tuyến, ảm đạm đôi mắt đẹp, còn giấy lên ngọn lửa, nếu không phải tiểu tử kia lúc trước nhìn trộm, dẫn xuất một trận họa loạn, nàng làm sao đến như vậy thê thảm. Kia là cái hiểu lầm. Triệu công tử một tiếng gượng cười. Tay ăn chơi, để mạng lại, bạch sát lại nhấc lên sát kiếm. Làm sao, nàng tổn thương quả thực quá thảm trọng, còn đi chưa được mấy bước liền lung la lung lay ngã lệch, khí huyết uể oải không chịu nổi, mỗi một đạo vết thương chỗ, cũng còn oanh lấy băng lãnh u quang, tàn phá lấy nàng thể phách. Triệu công tử vững vàng đem nó đón lấy, quay người biến mất không thấy gì nữa. Lại hiện thân nữa, đã là chu sát áo bào màu vàng lão giả hành tinh cổ kia. Hắn từ vĩnh hằng giới chuyển ra tiên trì, đem bạch sát để vào trong đó, còn tế huyết mạch bản nguyên, giúp nó khử diệt sát ý, về phần đứt gãy cánh tay ngọc, cũng thuận tiện giúp nó nặng tố ra tới. Cảm giác có phải là thật có ý tứ? Vân Thương Tử lo lắng nói. Cái gì,
Triệu Bân một bên hướng trong ao tung ra linh dược vừa nói. Lão phu coi là, mặc xong quần áo bạch sát, mới càng có một phen vận vị. Như tiền bối nói chuyện như vậy rất có đạo lý người, bây giờ đã không thấy nhiều. Cái này một già một trẻ cũng có ý tứ, một cái nói lời nói chân thành một cái nói ý tứ sâu xa, đối nhìn hiện trường trực tiếp, hai người nên vô cùng có ăn ý, biển người mênh mông như vậy gặp nhau cũng là duyên phận. May bạch sát tại trong mê ngủ. Không phải lúc này sẽ rất náo nhiệt. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới thu tay lại, bạch sát thương thế đã không còn đáng ngại, nhưng trong cơ thể ám thương, còn cần chút thời gian điều dưỡng, chủ yếu là nàng nội tình hùng hậu, đổi lại những người khác buổi sáng trời. Ngày thứ hai, tinh không thấy dị tượng. Chính là bạch sát dị tượng. Một trận tử kiếp, một trận niết bàn. Nàng lại chạm đến bình cảnh, rất có đạp đất thăng cấp thái hư dấu hiệu. Triệu Bân không có nhàn rỗi, dùng rất nhiều cấm chế, mới che giấu dị tượng. Đến ngày thứ ba, dị tượng mới tiêu tán, liễm nhập bạch sát trong cơ thể, hóa thành từng sợi ấn ký của đạo, Triệu công tử chắc chắn, như thời khắc này bạch sát, nếu có thanh minh thần trí, nhất định có thể đạp đất thăng cấp. Nàng như độ kiếp, nhất định có thể rước lấy không ít pháp tắc thân. Triệu Bân trầm ngâm nói. Lời này, Vân Thương Tử không phản bác, lấy bạch sát thiên phú, pháp tắc thân từ nhỏ không được. Nhìn một hồi lâu, Triệu Bân mới khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục lắng đọng đạo uẩn, huyền tiên cửu trọng tu vi, đã ở một đường ách nạn tạo hóa bên trong, lại rất tiến lên một bước, bây giờ đã là đỉnh phong huyền tiên. Cái gọi là bình cảnh, hắn cái này có vẻ như cũng đến. Hắn còn cần một cái cơ duyên, liền có thể phá vỡ mà vào động hư. Phía sau mấy ngày, u ám sơn lâm đều là một mảnh tĩnh mịch. Cho đến ngày thứ 9, mới nghe sơn lâm truyền ra ầm ầm tiếng vang, là bạch sát từ trong ngủ mê tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là mang theo kiếm truy sát kẻ nhìn trộm, băng vài chục tòa núi non. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Triệu công tử lời nói này có phần không có sức, bởi vì thật sự là hắn nhìn. Mà giờ khắc này Vân Thương Tử, cũng ỉu xìu không kéo mấy, cũng không dám mạo hiểm đầu. Còn dám nói. Bạch sát đôi mắt đẹp bốc hỏa, hơi kém đem Triệu Bân đánh tan khung. Chẳng qua nàng cũng không có hạ tử thủ, dù sao tiểu tử này cứu mệnh của nàng, nàng cũng là kỳ quái, bất niệm thiên là bực nào chính phái một cái tiên tử, thế nào thu như thế cái không muốn mặt đồ nhi. Bạch sát ngừng. Oanh minh cuối cùng là chôn vùi. Triệu công tử có chút khó chịu, nên bị trùy quá thảm. Giờ phút này chính vịn cây già ho ra đầy máu, đồng dạng gặp nạn còn có Vân Thương Tử, nó kia một sợi tàn hồn, bị bạch sát đánh cái bế tắc. Đại La Thánh Nữ đâu? Bạch sát còn mang theo sát kiếm. Nửa đường bên trên, bị mất, Triệu công tử còn tại ho ra máu. Giúp ta một chuyện, nhìn trộm liền xóa bỏ. Bạch sát tức giận nói. Chuyện gì? Triệu Bân đầu chóng mặt, giờ phút này còn đầy mắt sao kim. Nghĩ cách cứu viện hắc sát. Tướng công của ngươi còn sống. Hắn bị phệ tiên lão vu bắt, muốn luyện ra hắn thuần dương sát khí. Lâu như vậy, sớm luyện thành cho đi. Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Đen trắng song sát ở giữa có cảm ứng, hắn còn sống. Bạch sát ngữ khí nhẹ nhàng một điểm, lúc trước một trận chiến, nếu không phải hắc sát liều mạng hộ nàng rời đi, nàng hơn phân nửa đã táng tại phệ tiên lão vu trong tay. Làm sao cứu, Triệu công tử lại khục một ngụm máu. Ta dẫn ra hắn, người đi cứu người. Bạch sát nhẹ giọng nói. Cái này làm sao có ý tứ? Triệu công tử cuối cùng là đứng vững thân hình, lại đến một câu nói như vậy, nghe bạch sát có chút không hiểu, cứu người liền cứu người, người mẹ nó có cái gì ngượng ngùng. Nàng nghe không hiểu, nhưng Vân Thương Tử môn thanh. Bạch sát dẫn đi lão vu, con hàng này chép quê quán thôi. Phệ tiên lão vu than đường đường tiên vương, trong nhà có thể không có một chút bảo bối. Chưa chừng vẫn là một tòa bảo tàng, để người ta bảo tàng cho nạy ra đi, kia nhiều ngượng ngùng người lão vu trở về sẽ chửi mẹ. Không hổ là cùng Triệu Bân một đường, quả nhiên hiểu rõ này hàng chi bản tính. Triệu công tử chính là tính toán như vậy, đi liền cho hắn càn quét tinh quang. Vũ trụ minh mông, hai đạo kinh hồng vạch trời mà qua. Tất nhiên là bạch sát cùng Triệu Bân, muốn đi nghĩ cách cứu viện hắc sát. Đoạn đường này bầu không khí rất xấu hổ. Bởi vì kia thằng nhãi con cùng lão gia hỏa kia, nhìn không nên nhìn, bây giờ hiện trường trực tiếp nhân vật chính một trong, ngay tại bên người của bọn hắn, không xấu hổ mới là lạ lạc. Bạch sát không rảnh phản ứng cái này hai, tâm hệ chính là hắc sát. Nếu là đi muộn, nàng tướng công thực sẽ bị luyện thành cho bụi. Nếu không,
Ta dùng vực môn, Triệu Bân thăm dò tính nhìn thoáng qua Bạch Sát. Dựa vào cước lực phi hành, ngày tháng năm nào mới có thể đến? Vân Thương Tử bổ nửa câu sau. Vực môn đã bị lão vu hủy. Bạch Sát nhàn nhạt một tiếng, nghe Triệu công tử cái kia đau lòng a. Vực môn thế nhưng là một cái tốt, hắn toàn bộ thân gia cũng mua không nổi, đúng là bị người hủy. Đường đường đại la thánh chủ, hộ vệ của ngươi đâu? Bạch Sát mắt liếc Triệu Bân. Sư tôn ta để ta một mình lịch luyện, người nào đó lại chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Có biết, ngoại giới rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Bạch Sát lời nói bên trong có chuyện, Triệu Bân cũng nghe được hiểu, cái gọi là rất nhiều người, cũng không chỉ là Đại La Tiên Tông cường giả, còn có Đại La Tiên Tông cửu gia. Sư tôn ta còn nói, bị truy cũng là một loại tu hành. Triệu Bân ý tứ sâu xa nói. Bạch Sát nghe một trận kéo khóe miệng, thật bị tiểu tử này chọc cười, cũng bị Tiên Tông chọc cười. Bất Niệm Thiên cũng là tâm lớn, thả cái nhỏ huyền tiên ra tới một mình tản bộ, liền không sợ nửa đường thăng thiên rồi. Phải biết truy sát Đại La Thánh chủ người, cũng không chỉ là một hai cái, kia là nhiều không kể xiết. Không nói cái khác, liền nói mặt trời lặn thần giáo. Theo nàng hiểu biết, đối phương phái không ít người. Nàng nếu là Bất Niệm Thiên, cũng không có lớn như vậy quyết đoán. Cũng không hổ là Bất Niệm Thiên, ánh mắt quả nhiên có đủ độc ác, nàng chọn đồ nhi, hoàn toàn chính xác đủ nghịch thiên, lão vu phái ra đạo thân truy sát, lại đều không có chơi chết tiểu tử này, có thể thấy được nó nội tình mạnh bao nhiêu. Không được hoàn mỹ chính là, con hàng này không thế nào muốn mặt. Trẻ tuổi nóng tính hậu bối, đều đối cái kia cảm thấy hứng thú. Đến, dùng cái này. Triệu Bân không biết Bạch Sát suy nghĩ, dứt khoát chuyển ra trận đài. Trận đài dù so ra kém truyền tống vực môn, dù sao cũng tốt hơn dùng chân lực. Bạch Sát một bước bước vào, không cần Triệu Bân giáo, nhẹ nhõm khắc xuống không gian tọa độ, lão vu hang ổ, nàng biết ở nơi nào, hoặc là nói cảm ứng, đen trắng song sát ở giữa tự có đặc thù liên hệ. Sau 3 ngày, hai người nhập một vùng biển sao. Tinh hải bên trong cất giấu một hòn đảo nhỏ tự, đó chính là lão vu hang ổ, ở trong biển như một hạt cát bụi, nếu không phải có cảm ứng, chưa có người có thể tìm tới cái này, chủ nếu là không có người rảnh rỗi chạy tới đây du lịch. Cứu Hắc Sát liền rời đi, tuyệt đối không thể dừng lại thêm. Bạch Sát nói, không dám, Triệu Bân cầm một cái kính viễn vọng, híp mắt nhìn nhìn xem bốn phương. Nhưng nhìn một lúc lâu, cũng không thấy lão vu đảo nhỏ, vẫn là Bạch Sát cho hắn một cái nhắc nhở. Hắn mới tìm đến vị trí chính xác, nhưng lại nhìn không thế nào rõ ràng, chỉ vì có mây mù che lấp. Tiền bối, ngươi cũng phải coi chừng, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Hắn cũng không muốn cứu Hắc Sát, quay đầu lại cùng Hắc Sát tới cứu Bạch Sát. Bạch Sát chưa đáp lời, lần này chuẩn bị sung túc, đến trước đã chuẩn bị tốt độn pháp. Chiếu đến ảm đạm tinh huy, hai người tới đảo nhỏ cách đó không xa, từ cái này đi xem, hòn đảo như cái minh châu, lóe ra trắng noãn ánh sáng. Thấp thoáng tại mông lung mây mù chỗ sâu, có một loại thần bí ý cảnh. Triệu Bân tặc cơ linh, trốn ở một khối đá ngầm đằng sau. Song chính là bôi bột đá, để ngăn cách hắn người sống khí. Bạch Sát thấy xinh đẹp lông mày trao lên, bực này bột đá thật xinh quỷ dị, rõ ràng tiểu tử này ngay tại nàng bên cạnh thân, lại vẫn cứ cảm giác không đến khí tức, giống như trống rỗng không tồn tại, liền người sống khí lại cũng che lấp. Thứ này rất thực dụng. Triệu Bân cho Bạch Sát cũng xách tê dần túi. Bạch Sát chưa cự tuyệt, có vật này che giấu khí tức, nàng càng có lòng tin trốn qua truy sát. Thu tê dần túi bột đá, nàng rút kiếm một bước lên trời, tuyệt không che giấu tự thân khí tức. Hả? Bên trong hòn đảo nhỏ truyền ra một tiếng nhẹ kêu, nghe âm sắc là Phệ Tiên lão vu. Xong việc, liền thấy lão vu giết ra hòn đảo, càn quét một mảnh bạch quang. Thấy người tới là Bạch Sát, hắn khó có thể tin. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Bạch Sát bị hắn một trường đả diệt, lại còn nhảy nhót tưng bừng, lại vẫn có thể tìm tới cái này, song sát ở giữa cảm ứng như vậy ta gì. Thả Hắc Sát, Bạch Sát nhàn nhạt một tiếng, lời nói băng lãnh cô quạnh. Tiền bối xa tới mà đến, không bằng tiến đến uống một chén. Lão Tổ U cười. Lúc nói chuyện, hắn vẫn không quên nhìn lén bốn phương, thần thức cảm giác hoành bầy tinh hải, Bạch Sát giết trở lại đến, hơn phân nửa còn mang giúp đỡ, thái hư cảnh còn tốt. Nếu là tiên vương, cái kia phiền phức coi như lớn. Cảm giác một phen về sau, cũng không có người nào khác. Là Triệu công tử giấu tốt, nửa điểm khí tức đều không có. Hôm nay đến, không cần đi. Lão vu một tiếng nhe răng cười, cách không dò xét đại thủ. Bạch Sát còn cường thế hơn hắn,
huy kiếm chém ra phong cấm, càn quét sát khí từ thiên khung hướng hòn đảo bao phủ, nàng sát khí là rất bá đạo, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên vương, một mảnh bạch quang hóa diệt sát khí. Oanh! Lão Phu một bước ra hòn đảo, tiên vương chỉ uy hoành bầy cửu thiên. Bạch sát thì mở một loại cấm thuật, khí chàng uy áp đều bạo tăng. Tại Triệu Bân nhìn xem, hai người tức thời khai chiến, cái này cũng tại hắn trong dự liệu, không đem hút diễn thật, không có khả năng đem Lão Vu dẫn đi, cho nên trước đó, làm một trận vẫn rất có cần thiết. Mà hắn, chỉ cần chịu được nhàm chán thuận tiện. Chờ Bạch Sát đem Lão Vu dẫn đi, hắn vây lại quê quán. Phốc! Đại chiến chẳng qua 3 năm hiệp, liền thấy Bạch Sát đẫm máu. Nàng chỉ là nửa bước thái hư, làm sao là tiên vương đối thủ, chính như Vân Thương Tử lúc trước nói tới như vậy. Đen trắng song sát góp một khối khủng bố, đơn độc sách ra liền yếu rất nhiều, bởi vì sát khí không trọn vẹn. Còn chưa đủ, Bạch Sát trong lòng một câu. Nàng như phát điên cuồng, không muốn sống thi triển bí pháp. Nhưng sự điên cuồng của nàng, tại Lão Vu trong mắt quả thực không đáng giá nhắc tới, phần lớn công phạt đều bị nhẹ nhõm hóa giải, ngược lại hắn không gian chi lực, một lần lại một lần mệnh bên trong Bạch Sát, hư không huyết quang không ngừng. Hắn là lưu lại tay. Liền sợ dùng sức quá mạnh, không để ý nhi đem Bạch Sát diệt. Hắc Sát có thuần dương sát khí, Bạch Sát thì có thuần âm sát khí, hắn phải cùng nhau luyện hóa ra tới. Triệu công tử có chút nhìn không được, nhìn Bạch Sát dáng vẻ, rất có ở đây liều mạng tư thế, nếu là thương tích quá nặng, chờ một lúc mở độn lúc, định người thụ ảnh hưởng, chưa chừng bị bắt. Đi mau! Hòn đảo bên trong truyền ra tê uống, là Hắc Sát thanh âm. Bạch Sát có thể cảm giác hắn. Hắn tử cũng có thể cảm giác Bạch Sát, Phệ Tiên Lão Vu cũng không phải bình thường tiên vương, tới chơi bạc mạng tử chiến, căn bản liền không lay động được căn cơ, mà còn có bị diệt khả năng. Ta tìm người cứu ngươi. Vẫn là Hắc Sát dễ dùng, Bạch Sát thoáng qua liền đột. Lão Vu thì cười lạnh một tiếng, một đường truy sát tới, cũng không thể để Bạch Sát còn sống rời đi cái này, nếu là chuyển đến cứu binh, sự tình sẽ trở nên dị thường phiền phức, lần trước để nó trốn, lần này đừng nghĩ đi. Oanh, ầm. Bạch Sát bỏ chạy phương hướng, nhiều liên miên oanh minh. Có lẽ là đấu chiến động tĩnh thái hạo lớn, toàn bộ tinh hải đều một trận lắc lư, có từng mảnh sóng biển lăn lộn, cuối cùng thị lực đi xem, thấy nhiều tịch diệt tiên quang, nhuộm một vòng huyết sắc, đỏ bừng mà thêm mỹ. Tiếng ầm ầm dần dần suy yếu xuống dưới, cho đến nghe không được. Đến tận đây, Triệu Bân mới nhảy ra ngoài, chui vào hòn đảo. Coi chừng chút, nơi đây có không gian cấm chế. Vân Thương Tử nhắc nhở. Nhìn ra, Triệu Bân liếc mắt qua bát phương, nhiều quỷ quyệt không gian chi lực rong chơi, cho dù là tiểu đạo hai bên hoa hoa thảo thảo, đều nhuộm không gian chi quang, những cái kia đều giấu giếm cấm chế. Oanh, ầm. Tinh không cũng không bình tĩnh, mênh mông bên trong nhiều oanh minh. Là Bạch Sát cùng Phệ Tiên Lão Vu, một cái phía trước mở độn một cái ở phía sau truy sát. Bọn hắn nói qua chi địa, ầm ầm một đường nương theo. Bạch Sát thân nhiễm máu tươi, lại khí uẩn không giảm, nàng cũng hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị, sớm làm rất nhiều độn pháp, mỗi lần muốn bị trấn áp, đều hiểm lại càng hiểm chạy thoát. So sánh Bạch Sát, Lão Vu liền rất thất vọng. Hắn đường đường tiên vương, truy hơn phân nửa đêm, sững sờ không đuổi kịp một cái nửa bước thái hư cảnh. Bây giờ càng đuổi càng xa, đối phương khí huyết không những không sa sút, ngược lại sát khí mãnh liệt. Hắn cũng nghĩ qua dừng tay. Nhưng cơ hội này ngàn năm một thuở, quả thực không nghĩ lãng phí. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, Bạch Sát nếu là đi, đó chính là đại họa, thật chuyển đến cường đại cứu binh, sẽ dị thường phiền phức, như thế, Bạch Sát không thể lưu, hoặc là bắt sống, hoặc là giết hết. Nghĩ đến cái này, hắn lại xách một điểm khí uẩn, tốc độ bạo tăng. Bạch Sát cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn, chỉ chơi bạc mạng bỏ chạy. Bây giờ cục diện này, chính là nàng muốn nhìn đến. Khoảng cách kia phiến tinh hải càng xa, Đại La Thánh chủ cứu ra Hắc Sát phần thắng liền càng lớn. Nói trắng ra, kéo dài thời gian. Về phần nàng, sớm tại đến trước liền có sắp xếp, tự tin có thể né qua truy sát. Nói đến Đại La Thánh chủ, giờ phút này tình cảnh có chút xấu hổ. Hắn ngược lại là nhập đảo nhỏ tự, lại bị vây ở một mảnh rừng trúc. Này trong rừng trúc, có rất nhiều không gian cấm chế, còn tiềm ẩn không ít không gian sát trận. Chớ nói hắn cái tiểu bối, liền Vân Thương Tử cũng là đau cả đầu, cho dù từng vì tiên vương hắn, cũng khó mò thấy không gian, so sánh dưới, Phệ Tiên Lão Vu đối không gian có vẻ như càng có tạo nghệ. Nếu không,
thử xem càn chuyển khôn vị. Vô dụng, cái này không gian trận pháp thời khắc tại vận chuyển. Cũng nhìn không thấy cái tinh tượng. Triệu Bân cùng Vân Thương Tử ngươi một lời ta một câu, lại mở nói chuyện phiếm hình thức. Hai người là càng trò chuyện càng xấu hổ, khó được Bạch Sát đem Phệ Tiên lão phu dẫn đi, bọn hắn cái này lại rơi dây xích, như lão phu sớm trở về, chẳng phải là rất xấu hổ, người không có cứu được, sẽ còn đem chính mình dựng tiến đến. Kỳ quái! Triệu Bân lại đi đến rừng trúc biên giới, chay tại kia nói thầm không ngừng. Lại ra bên ngoài một bước, liền có thể ra rừng trúc, nhưng trước mặt lại có một tầng bình chướng vô hình, thiên nhãn thuấn thân vô hiệu, di thiên hoán địa cũng vô pháp xuyên qua. Mắt nhìn thấy chính là ra không được. Đường ra có thể hay không tại thiên khung? Vân Thương Tử đột nhiên một câu. Lời này xách ngược tỉnh Triệu Bân, hắn ngửa đầu nhìn trời, tiện tay còn xách ra một cái la bàn. Như vậy một nhìn, thiên không hoàn toàn chính xác có càn khôn, mà lại, cùng viễn cổ cấm khu giống nhau, để hắn chưa phát giác coi là, Phệ Tiên lão phu cũng đi qua cấm khu, cũng nghiên cứu qua nơi đó càn khôn. Hay là hai mạch truyền thừa có nguồn gốc? Thật đúng là tại thiên khung a. Vân Thương Tử tàn hồn bay ra. Triệu công tử không đáp lời nói, một tay cầm la bàn, khi thì còn ngửa mặt nhìn chân trời. Đồng dạng mánh khóe, hắn cái này cũng đã nhìn ra không ít, nguyên nhân chính là nhìn ra, hắn mới tổn thức không thôi, sợ hãi thán phục lão vu thủ đoạn, như thế một tòa không gian đại trận, đúng là tạo như vậy kỳ diệu. Nhìn tới, lão vu yên tâm đuổi theo Bạch Sát, cũng không phải là không có đạo lý. Kia hàng là có lực lượng a, như thế huyền ảo đại trận, nếu không phải đại thần thông giả, định bị vây chết tại cái này, cùng lý, như thật đến đại thần thông giả, cũng sẽ không lén lút, chắc chắn sẽ tại chỗ đánh. Để lại cho thời gian của bọn hắn không nhiều, cần mau chóng phá trận. Nói toạc trận cũng không xác thực, bởi vì bọn hắn căn bản phá không được. Có điều, chỉ cần có thể xé mở một đạo cái khe nhỏ, bọn hắn liền có thể chui ra đi, phải biết, Triệu công tử cũng thông không gian chi pháp. Một cái tiên nhãn thuấn thân đầy đủ, không đáng tại cái này trong rừng trúc cùng chết. Lão đạo, chờ một lúc còn phải ngươi hỗ trợ. Lão phu sớm có giác ngộ, lấy hạo thiên ấn tới. Hai người phá chuyên nghiệp, một cái đặt kia loay hoay la bàn, một cái tại không trung bay tới bay lui, đều đang nghiên cứu trận pháp, phải xem nhìn từ chỗ nào đánh, khả năng xé mở một vết nứt, đây là có giảng cứu. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới thu la bàn. Tùy theo bị lấy ra. Còn có hạo thiên ấn. Vân Dương Tử có phần tự giác, tàn hồn lại như tiên vương pháp khí, tạm thành nó khí linh, dùng cái này đến thôi động, Triệu Bân Tử cũng trợ chiến, cuồn cuộn khí huyết rót vào hạo thiên ấn, cưỡng ép khôi phục tiên vương sức mạnh. Mở làm, Triệu Bân một tiếng lạnh quát. Ra lệnh, liền thấy chạy ở bên người hắn hạo thiên con rối, mang theo tiên vương kiếm bước lên trời, chỉ lên trời bổ một kiếm, Vân Thương Tử không phân tuần tự, cùng Triệu Bân hợp lực thôi động hạo thiên ấn. Thẳng đến hư vô đánh tới. Răng rắc, thanh âm thanh thúy, vang lên theo. Không gian trận pháp màn ngăn, thật sự bị xé mở một cái khe. Đi, Triệu Bân một bước trùng thiên, lấy thuấn thân từ khe hở thoát ra. Trước khi đi, hắn vẫn không quên thu hạo thiên con rối cùng hạo thiên ấn. Hắn lại hiện thân nữa, đã là rừng trúc bên ngoài, rơi xuống đất một bước không có đứng vững, nửa bên thân thể đều suýt nữa nổ thành thịt nát nát xương. Ngông cuồng xuyên qua không gian trận pháp, hắn gặp không gian giữ uy, suýt nữa bị đánh thành tro. Diệt! Triệu Bân trong lòng một câu, điều động bản nguyên khử diệt sát ý. Sau đó chính là trường sinh quyết, lấy tái sinh lực lượng cực điểm tái tạo. Hắn chưa chậm trễ, lách qua mảnh này rừng trúc, thẳng đến chỗ sâu nhất, cho dù là giờ phút này, hắn cũng không ngửi được hắc sát khí tức, có lẽ là hắn đạo hạnh không đủ, cũng hoặc là hắc sát bị không gian che lấp. Còn tốt! Bạch sát chạy lưu lại không gian tọa độ. Đen trắng song sát ở giữa cảm ứng, nên một loại sức mạnh của ái tình, không nhìn không gian ngăn trở, không cần tiến đến nhìn, liền biết hắc sát bị vây ở kia, chỉ một điểm này, cũng không phải là thiên nhãn truy tung có thể so sánh. Khá lắm lão vu, người chính xác đại thủ bút a. Vân Thương Tử dù ỉu xìu không kéo mấy, lại là một đường thổn thức. Không trách hắn như thế, chỉ vì hòn đảo nhỏ này hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Khắp nơi đều mây mù lượn lờ, sơn sơn thủy thủy đều thấp thoáng tại sương mù chỗ sâu, giống không phải ô trọc tiên thổ, lại tiềm ẩn một vòng thần bí. Siêu, siêu, Triệu Bân một đường đều tại hóa phân thân, phái bọn hắn phía trước mở đường. Đây là cái cử chỉ sáng suốt, bởi vì ở trên đảo khắp nơi là hố, lúc trước rừng trúc, chính là cái ví dụ rất tốt,
như thế, phái phân thân phía trước thay hắn lội lôi, vẫn rất có cần thiết. Trơn Chu, đi tìm bảo bối. Phân thân phân công minh xác, phía trước lội lôi có, chạy về phía bốn phương cũng có. Triệu công tử tới nơi đây, cũng không chỉ là cứu Hắc Sát, còn phải làm hắn một món lớn. Lão đại, cái này có một mảnh tiên trì. Cái này thân cây lớn, chờ một lúc phải đào đi. Thật nhiều kỳ hoa dị thảo, cái này làm sao có ý tứ. Phân thân nhóm đầy hòn đảo tán loạn, thật sự tìm không ít bảo vật. Tự nhiên, phàm có bảo vật chi địa, đều tiềm ẩn nguy cơ, thí dụ như cấm chế, cũng thí dụ như không gian trận pháp, bọn chúng không dám ngông cuồng đi đoạt bảo, chỉ để lại đánh dấu, chờ bản tôn tự mình tới lấy. A, à, mà mẹ nó. Hòn đảo có phần không bình tĩnh, tiếng kêu thảm thiết mắng to âm thanh không dứt. Vẫn là Triệu công tử phân thân, phía trước lội lôi liên tiếp táng diệt, phần lớn là không cẩn thận sợ cấm chế, không để ý nhi liền rơi hố, còn có tầm bảo những cái kia phân thân, cũng bị hố chết không ít. Cũng không sao. Triệu Bân khí huyết mạnh mẽ, chống đỡ ở hóa phân thân tiêu hao. Cũng nguyên nhân chính là có phân thân mở trước mở đường, mới cực lớn tránh hắn bị ách nạn. Ta nói, ta có phải là lại quay lại đến? Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Triệu Bân thì cầm la bàn, trên dưới trái phải nhìn nhìn, nhìn trên la bàn định vị, nơi này, lúc trước vẫn thật là tới qua, cách đó không xa tòa kia cây cầu gỗ nhỏ, cũng là rất tốt chứng minh. Thủ thuật che mắt, Triệu Bân một tiếng trầm ngâm. Là không gian mê tung trận, Vân Thương Tử tàn hồn run lên. Nhưng vô luận là loại kia, đều phá lệ để người đau đầu, đi qua một lần lại tới một lần, nho nhỏ hòn đảo, không biết chôn bao nhiêu hố, cho người một loại ảo giác, nghĩ cách cứu viện Hắc Sát. So thỉnh kinh cũng khó khăn. Lại một lần, Triệu Bân đi đến tòa kia cây cầu gỗ nhỏ. Cầu là đặc thù vật liệu gỗ dựng, đi đến trên đó bàn chân ấm áp. Nhìn dưới cầu chảy ra, thì là trong veo thấy đáy, mát mẻ ý tứ rong chơi, nếu là bên trong thả mấy con cá, vậy thì càng hợp thời sấn cảnh, như tại cầm một cây cần câu tại cái này thả câu, định giá trị tràn đầy. Không đúng. Vừa đi qua cầu gỗ, Triệu Bân lại gãy trở lại. Cầu gỗ không có mau bệnh, nhưng dưới cầu nước chảy liền có vấn đề. Hắn lại hóa ra một đạo phân thân, phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Sau đó, liền không có sau đó. Phân thân nhập nước, liền biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói, phân thân là bị một loại lực lượng thần bí cho hút đi. Càng quỷ dị chính là, giờ phút này phân thân lại vẫn cùng bản tôn cắt đứt liên lạc. Tốt người cái lão vu, sẽ không ít a. Triệu công tử một tiếng thầm mắng, cũng phù phù một tiếng nhảy vào. Phân thân cùng bản tôn sở dĩ đoạn liên hệ, đều là không gian ngăn cách. Cũng chính là nói, trong đó định cất giấu một vùng không gian. Sự thật đúng là như thế, dưới nước thế giới mây mù lượn lờ. Triệu công tử vững vàng rơi xuống, ngay lập tức phóng tầm mắt nhìn nhìn, có thể thấy núi non san sát, có thể thấy tiểu xuyên tung hoành, núi cao dốc đứng trên ngọn núi, có nhiều ba lượng tòa cung điện lầu các, có cổ xưa dị tượng còn quấn. Dưới nước tiểu thế giới, Triệu Bân nói, mở ra bước chân. Vân Thương Tử cũng bay ra, luận không gian tạo nghệ, thật sự là hắn kém xa lão vu. Nhìn tiểu thế giới này, tạo gọi là một cái huyền ảo phi phàm, hắn tự nhận làm không được. Triệu Bân lại hóa phân thân, từng đống sông đi lên, sinh sôi tích tụ ra một con đường. Đợi vượt qua một mảnh linh thảo vườn, hắn mới mơ hồ ngửi được Hắc Sát khí tức, truyền lại từ một ngọn núi, như cảm giác không sai, tại núi đỉnh, đánh thật xa liền thấy vùng không gian kia vặn vẹo, giống hỏa diễm thiêu đốt. Để ta dễ tìm a. Triệu Bân lại hóa một mảnh phân thân, thẳng đến phương kia. Vẫn là phân thân phía trước mở đường, không biết lội bao nhiêu lôi. Nơi đây cấm chế rất nhiều, thậm chí không đến 800 trượng khoảng cách, bọn hắn sửng sốt đi nửa canh giờ, táng diệt hàng trăm hàng ngàn phân thân, liền Triệu công tử bản tôn, đều suýt nữa mắc lừa. Liền cái này, Triệu Bân từng bước một lên như diều gặp gió, rơi vào đỉnh núi. Đỉnh núi bày biện một tòa tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên liệt diễm thiêu đốt, mà Hắc Sát ngay tại chính giữa tế đàn. Như một tòa khắc đá pho tượng khoanh chân, không nhúc nhích tí nào, mặc cho liệt diễm rèn đốt khí lực của hắn. Hắn cũng không phải là không muốn động, là có phù văn dây xích đem khóa cấm. Bạch Sát lúc trước đoán không giả, lão vu thật muốn luyện hóa Hắc Sát. Vị tiền bối này cũng hoàn toàn chính xác đủ có thể chịu, lâu như vậy đều không có bị luyện diệt. Là ngươi. Hắc Sát nhận ra Triệu Bân, cả kinh thần sắc khẽ giật mình. Tiểu tử này lại vẫn còn sống.
là như thế nào né qua lão Vu đạo thân truy sát. Triệu Bân đã vòng quanh tế đàn chuyển lên vòng, tế đàn rất không tầm thường, tế đàn bên trên thiêu đốt liệt diễm càng không tầm thường, hẳn là không gian chi hỏa, tên như ý nghĩa, là một loại sinh sôi ở trong không gian liệt diễm. Chính là bực này hỏa diễm, đem Hắc Sát Ti A Tấn chết đi sống lại. Hắn chắc chắn, như tại muộn mấy canh giờ, Hắc Sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tại sao tới đây? Hắc Sát cau mày hỏi. Bạch Sát tiền bối nói, để ta hỗ trợ liền ngươi. Triệu Bân một tiếng ho khan. Xong, hắn mới bổ nửa câu sau, đem ngươi cứu, lúc trước sự tình xóa bỏ. Hắn không nói chuyện này còn tốt, cái này nói chuyện, Hắc Sát khuôn mặt tái nhợt nháy mắt đen láy. Chính là thằng danh con này, âm thầm nhìn trộm hắn cùng Bạch Sát xâm nhập giao lưu, hắn bị nhìn không sao, nàng dâu cũng bị nhìn sạch sành xanh, cái này rất nén giận, nằm mộng cũng nhớ đem con hàng này bóp chết. Vợ ngươi mệnh, cũng là ta cứu, Triệu Bân nghiêm túc nói. Xem đi, vẫn là sách Bạch Sát dễ dùng, nghe Hắc Sát hỏa khí nháy mắt chôn vùi không ít. Lúc này, hắn nhìn Triệu công tử lại vẫn thuận mắt không ít, nàng dâu ân nhân cứu mạng na. Ông! Triệu Bân không chậm trễ thời gian, mang theo Long Uyên vừa đi vừa về chuyển. Tế đàn bên trên không chỉ có không gian chi hỏa, còn khắc lấy không gian bí văn kết nối lấy phù văn dây xích thì khắc vào Hắc Sát trong cơ thể, cũng chính là nói, không thể cưỡng ép phá phong ấn. Lão phu phá không được, Vân Thương Tử một tiếng ho khan. Triệu công tử dù không nói tiếng nào, nhưng thần thái đại biểu hết thảy. Vân Thương Tử phá không được, hắn cái này nhỏ huyền tiên cũng bó tay toàn tập, tòa tế đàn này là cùng Hắc Sát liên kết, cưỡng ép phá trận pháp này, cùng diệt Hắc Sát không khác, đây chính là phệ tiên lão Vu xảo trá chỗ. Bổ ra khóa lại ta nguyên thần xích sắt, Hắc Sát nhắc nhở. Triệu Bân tùy theo mở tiên nhãn, có thể xuyên thấu qua Hắc Sát thân xác nhìn thấy nó nguyên thần. Lúc trước hắn không chút cẩn thận nhìn, bây giờ lại một nhìn, thật là có mấy đạo hư ảo xích sắt tung hoành, khóa lại Hắc Sát nguyên thần, có như vậy quỷ quyệt xích sắt khóa lại, Hắc Sát có thể nhúc nhích mới là lạ lạc. Mạnh bổ xích sắt, sợ là sẽ phải làm bị thương tiền bối nguyên thần. Triệu Bân thu mắt, dù sao cũng so tại bậc này chết mạnh, Hắc Sát một câu yếu ớt, cũng là đau khổ không chịu nổi. Mảnh này tà dị không gian chi hỏa, thật đem hắn ti a tấn có đủ mạnh, khổ không thể tả. Ông! Triệu Bân không nói nhảm, lúc này huy động Long Uyên. Chẳng qua nghĩ lại, dùng Long Uyên bổ sợ là không thích hợp. Hắn tế một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm, nhắm chuẩn hư ảo xích sắt, đánh cho cái kia gọi âm vang rung động, cọ sát ra một túm hỏa hoa, lại là không thể chém đứt, ngược lại là Hắc Sát, kêu đau một tiếng u ám. Tới! Hắc Sát con người ảm đạm một điểm, còn nhiễm một vòng huyết sắc. Triệu Bân hít sâu một hơi, không hề nghĩ ngợi liền mở tuyệt cảnh. Trạng thái như vậy mới ra, bản thân sắc đau khổ Hắc Sát, kia là một mặt ngây ngốc, cái này mẹ nó, trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể. Đại La Tiên Tông nhỏ thánh chủ, đúng là nghịch thiên huyết thống. Khó trách hắn có thể làm Đại La Tiên Tông trưởng giáo. Khó trách hắn sẽ bị Bất Niệm Thiên Thu làm đồ nhi. Lúc trước hắn không hiểu. Bây giờ hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ lần này một mạch huyết thống, tiểu tử này liền có tư cách, vĩnh hằng truyền thừa người, mỗi cái đều là tuyệt đại ngoan nhân, này hàng năm nào tất cũng tiền đồ vô lượng. Là hắn mắt phụng về. Lúc trước lại chưa nhìn ra. Ông! Hắn kinh dị một nháy mắt, Triệu Bân kiếm thứ hai đã đến. Hắc Sát lại là rên lên một tiếng, bị chấn thất khiếu chảy máu. Lại đến. Triệu công tử xuống tay độc ác, thứ ba kiện tùy theo bổ sung. Răng rắc thanh âm vang lên theo, hư ảo xích sắt thật bị chém đứt, nhưng cũng là bởi vậy, Hắc Sát băng nửa cái nguyên thần, có hay không tác động đến căn cơ hắn không biết, nhưng cảm giác hẳn là không thể nào dễ chịu. Thối lui. Hắc Sát một tiếng âm vang, ảm đạm mắt tỏa thả quang huy. Triệu công tử một bước phi thân sau đột, tựa như biết Hắc Sát muốn làm cái gì, phong ấn này tự đứng ngoài công phá, sẽ làm bị thương tính mạng hắn, nhưng nếu từ Hắc Sát cưỡng ép xông mở, vậy liền không có bỏ mệnh kiêng kỵ. Cho ta, phá. Hắc Sát đã nguyên thần thành kiếm, thuần dương sát khí làm bạn. Hắn một kiếm này đầy đủ bá đạo, thật sự phá phong ấn, có một cỗ băng lãnh cô quạnh không gian chi lực, lấy vỡ vụn tế đàn làm trung tâm, hướng bốn phương lan tràn ra, kém chút đem Triệu công tử sinh bổ. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói phá trận Hắc Sát. Đã không gặp Hắc Sát có hình người, toàn thân đều là máu tươi. Vì phá phong ấn, hắn một nháy mắt hao hết tất cả tiên lực.
liền thuần dương sát khí đều chôn vùi không ít, khó chịu nhất chính là nguyên thần, lúc trước băng nửa bên, đáng sợ phản phệ, cực mãnh liệt. Triệu Bân một bước tiến lên, lấy huyết mạch bản nguyên lồng mộ hắc sát thể phách. Vị này đã là nỏ mạnh hết đà, nửa câu đều không nói liền rơi vào hôn mê. Kinh qua nguyên tẩy luyện, còn sót lại hắc sát trong cơ thể sát ý, đều bị cường thế khử diệt, còn có nó phản phệ, cũng bởi vì Triệu Bân nguyên thần lực lượng tiếp tế, mà dần dần ổn định, tuyệt trần thiên mệnh công hiệu bất phàm. Làm xong những cái này, Triệu Bân mới xách ra bột đá. Hắc sát khí tức bị ngăn cách, bị ném nhập vĩnh hằng giới. Phía sau, Triệu công tử tựa như một thất ngựa hoang mất cương, tại dưới nước tiểu thế giới vừa đi vừa về mừng rỡ, khó được Phệ Tiên lão vu không tại, không đem hắn quê quán chép, quả thực thật xin lỗi lão tổ tiên. Cho ta hướng chết tạo. Triệu Bân lại thả ra hạo thiên con rối, mang theo tiên vương kiếm khắp nơi làm loạn. Tiếng ầm ầm rất nhanh vang vọng, không biết bao nhiêu núi non bị san bằng, không biết bao nhiêu cung điện lầu các sụp đổ, là hạo thiên khôi lỗi kiệt tác, cũng là Triệu Bân phân thân kiệt tác, thật đi đến đâu nháo đến đâu. Giết, ta để ngươi giết. Hôm nay Vân Thương Tử, lửa khí cũng rất lớn. Hắn lại nhập hạo thiên ấn, điều khiển tiên vương pháp khí lung tung va chạm. Cái này, là một cái phá nhà tiểu phân đội, thật tốt một thế giới nhỏ, thật tốt một hòn đảo nhỏ tự, sửng sốt bị bọn hắn náo bừa bộn một mảnh, không nhiễm ô trọc tỉnh thổ, đã thấy phế tích dấu hiệu. Siêu, siêu. Triệu Bân bản tôn cũng không có nhàn rỗi, như một đạo quỷ mị chợt tới chợt lui. Lúc trước bốn phía tầm bảo phân thân nhóm, đã ở nhiều chỗ làm xuống đánh dấu, mỗi đến một chỗ đều không tay không, hoặc tiên chỉ hoặc linh tuyền, hoặc tiên quả hoặc dị thảo, đều cái gì cần có, đều cầm không khách khí. Vì thế, hắn lại dẫm không ít hố. Phải biết, dị bảo chi địa đều có cấm chế. Mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ mặt dày mày dạn đi lên góp, trước trước sau sau góp một thân máu, lấy mạng làm bảo bối, như hắn như vậy chuyên nghiệp tốt đẹp thanh niên, bây giờ đã là không thấy nhiều. Oanh! Tiểu thế giới chỗ sâu, lại gặp một tòa núi cao sụp đổ. Là Vân Thương Tử thủ bút, một kích đụng cái vỡ nát. Nhưng, đầy trời đá vụn bắn bay bên trong, lại có ánh sáng sáng chói sông tiêu mà lên, tại hư vô đỉnh, diễn xuất ảo diệu dị tượng, có thương long xoay quanh, có phượng hoàng kêu vang, bạch hổ cùng huyền võ cũng là không thiếu. Trừ đây, chính là một loại cổ xưa đạo thanh âm. Đạo âm rất có công phạt ý tứ, đụng đổ hạo thiên ấn. Thân ở hạo thiên ấn bên trong Vân Thương Tử, từ cũng không chịu nổi, góp nhặt hồn lực lại hao tổn sạch sành xanh, hơn nữa còn bị kia quỷ quyệt đạo âm, tổn thương hắn tàn hồn, suýt nữa tại chỗ tan thành mây khói. Vật gì, Triệu Bân vô ý thức ngửa mắt. Tiểu tử, mau tới đây, Vân Thương Tử kêu gọi. Triệu Bân đi đứng trơn tru, thẳng đến chỗ sâu. Nghe Vân Thương Tử ngữ khí, kia là ép không được cuồng hỉ, lại phối hợp ảo diệu dị tượng, cùng cổ xưa đạo âm, không khó đoán ra, kia là một kiện dị bảo. Hắn lúc chạy đến, chính thấy Vân Thương Tử tàn hồn tại không trung chợt tới chợt lui. Làm sao, tàn hồn nội tình không tốt, không dám tới gần kia phiến vỡ vụn núi đá. Triệu Bân một bước định thân, trước nhìn thoáng qua thiên khung, mới thấp mắt nhìn về phía đại địa, cái gọi là dị bảo, liền giấu ở phía dưới mặt đất. Bởi vì Vân Thương Tử đụng nát núi non, mới phá nơi đây cấm chế. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt. Vân Thương Tử có phần là phấn khởi, tựa như biết phía dưới là cái gì. Triệu Bân chưa hỏi nhiều, một kiếm cho đại địa bổ ra một đạo khe rãnh. Xong, lại là một mảnh quang từ bên trong sông lên trời, hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đụng đổ, bảo hộ thể phách trời ngự, đều bị chấn cái vỡ nát, màu vàng thân xác hơi kém tan ra thành từng mảnh. Phía dưới vật gì, Triệu Bân lảo đảo một chút, mới miễn cưỡng đứng vững. Bản nguyên, sao trời bản nguyên, Vân Thương Tử ung dung cười một tiếng, như ta đoán không sai, mảnh này mênh mông tinh hải từng là một viên sinh linh cổ tinh, là lão vu lấy đại thần thông tước đoạt cổ tinh bản nguyên, đem sao trời hóa thành tinh hải, đem bản nguyên giam cầm tại trong đảo, dùng cái này làm tu luyện. Cái này cũng được, Triệu Bân chặt lưỡi, quả thực mở rộng tầm mắt. Đều cho hắn dọn đi. Vân Thương Tử không phải bình thường phấn khởi. Hắn phấn khởi không phải là không có lý do, sao trời bản nguyên không chỉ đối Triệu Tử Long hữu dụng, đối với hắn, cũng là một trận tạo hóa, nếu là lấy sao trời bản nguyên tẩy luyện hắn tàn hồn, nhất định có thể làm tàn hồn có lột xác, so góp nhặt hồn lực nhanh nhiều, như cơ duyên đầy đủ, có lẽ còn có thể niết bàn thành hoàn chỉnh hồn phách. Nhất định phải dọn đi, Triệu Bân ánh mắt rạng rỡ. Hắn lại xẹt tới, tìm lôi phong chui vào lòng đất.
lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một mảnh hải dương, lóe ra óng ánh tinh quang, tinh khí dị thường bành trướng, bản nguyên cũng dị thường tinh túy, càng có một cỗ rộng rãi bàng bạc lực lượng, ở chỗ này tùy ý bay múa. Cái này, chính là trong truyền thuyết sao trời chi nguyên. Triệu Bân nhìn mới lạ, đầu hẹn gặp lại cái đồ chơi này. Hắn huyết mạch bản nguyên không an phận, như Vân Thương Tử như vậy phấn khởi, rất có ly thể mà ra dấu hiệu, sao trời chi nguyên nhưng là đồ tốt, trong đó cất dấu thuyết minh tinh túy, có thể làm nó chất dinh dưỡng. Cái này, làm sao có ý tứ? Triệu Bân ngoài miệng nói, phù phù nhảy vào. Hắn cái này vừa tiến đến, sao trời bản nguyên liền hướng hắn lăn lộn, bừng tỉnh giống như tìm được một cái chỗ tháo nước, từ toàn thân hắn các đại huyệt vị tràn vào, bàng bạc lực lượng nháy mắt tràn ngập các lớn kinh mạch. Nó bản nguyên, thì ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu đều nuốt dưới, tinh thần chi lực đều thành nó chất dinh dưỡng. Thoải mái, quả thực thoải mái. Vân Thương Tử vui tươi hớn hở, cũng đã nhảy vào sao trời bản nguyên biển. Tinh thần lực bành trướng, thật sự rèn luyện hắn tàn hồn, gần như hao hết hồn lực, không chỉ có thể bổ sung, còn tại tẩy luyện bên trong tinh túy không ít, so với vất vả tích lũy hồn lực, như vậy tẩy luyện rất nhanh nhiều. Đều cho nó dọn đi. Triệu Bân đã rộng mở vĩnh hằng giới, cũng đã hóa ra tiền lớn phân thân. Liên miên sao trời bản nguyên, được thu vào không gian tùy thân, vốn là mây mù mông lung vĩnh hằng giới, lại được một tầng tinh thần chi quang, diễn dịch ra tới tinh không, cũng so lúc trước càng làm thật hơn cắt. Sao trời bản nguyên bên trong vì sao tiềm ẩn đạo âm? Triệu Bân tò mò hỏi. Lúc trước ở bên ngoài liền nghe tiếng tích, bây giờ xuống tới, đạo âm như quanh thân làm bạn. Người đây liền không hiểu. Vân Thương Tử ung dung nói, phàm bản nguyên đều là cùng thiên địa móc nối, sao trời bản nguyên cũng không ngoại lệ, năm tháng lâu, nhưng lắng đọng hàm ý, nhưng sinh sôi đạo âm. Thì ra là thế. Triệu công tử bận bịu hoảng ngồi xếp bằng, thôn tính châu hấp tinh thần chi nguyên. Hoặc rèn luyện thể phách, hoặc huyết mạch chất dinh dưỡng, hắn nuốt quên cả trời đất. Hả? Còn tại truy sát bạch sát phệ tiên lão vu, đột nhiên nhăn lông mày. Hắn từ trong tay áo lấy ra một viên linh châu, viên này linh châu vốn là hoàn hảo không chút tổn hại, lại quang huy bắn ra bốn phía, lại tại trước một nháy mắt, nổ tung một vết nứt, trên đó tia sáng cũng chôn vùi sạch sẽ. Quê quán bị tịch thu. Đây là lão vô ý niệm đầu tiên. Này linh châu là cùng đảo nhỏ tự liên kết, cả hai một tổn hại thì tổn hại, bây giờ linh châu nổ tung, trên đó quang huy cũng tan hết, đủ chứng minh hắn quê quán, gặp phải một trận không thể dự báo biến cố. Đáng chết. Lão Vu lúc này quay người, thẳng đến đảo nhỏ tự. Hắn sợ là bị đùa nghịch, trúng kế điệu hổ ly sơn. Đi đâu? Bạch sát một tiếng lạnh quát, rút kiếm giết trở về. Phệ tiên lão Vu nghiến răng nghiến lợi, bạch sát như thế cái cử động, lại rất tốt chứng minh suy đoán của hắn, dẫn hắn đi ra ngoài là giả, muốn cứu hắc sát mới là thật, cái này mẹ nó chính là sớm kế hoạch tốt. Thông minh một thế, hắn thời khắc mấu chốt đúng là phạm đục. Bạch sát một kiếm đã đến, cách không chém ra một đạo tinh hà. Lão Vu không chút nào ham chiến, xé mở không gian độn không thấy, so sánh bạch sát, quê quán cần gấp nhất, hắn hơn nửa cuộc đời chân tàng đều ở bên trong, còn có hao tâm tổn trí làm đến sao trời bản nguyên, tuyệt không thể sai sót. Sau lưng, bạch sát thì một bước lảo đảo, khóe miệng còn chảy máu không ngừng. Lão Vu đi như vậy gấp, nhất định là hòn đảo nhỏ kia tự ra nhiễu loạn. Nàng không biết Đại La Thánh Chủ phải chăng đã cứu ra hắc sát, chỉ biết Lão Vu muốn đi, nàng là ngăn không được, nàng đã hết sức, cũng đã tổn thương đầy đủ thảm, chỉ mong kia tiểu bối có thể cứu ra tướng công. Nói đến kia tiểu bối, thời khắc này Triệu Bân, đã nghênh đón một trận lột xác. Sao trời bản nguyên làm chất dinh dưỡng, để hắn vĩnh hằng huyết mạch, có thể niết bàn. Cái gọi là niết bàn, chính là bản nguyên khôi phục, nhất trực quan biểu hiện chính là vĩnh hằng giới, nhìn không gian kia. So lúc trước lớn thêm không ít, càn khôn càng thêm vững chắc, còn có mở mịt đạo âm rong chơi trong đó. 3. Tối tăm hình như có màn ngăn vỡ tan, thanh âm chỉ Triệu Bân một người nghe thấy. Hắn cuối cùng là thăng cấp, huyền tiên đỉnh phong nhất toại nguyện phá vỡ mà vào động hư cảnh. Cái này một cái chớp mắt, cửu tiêu có lôi minh nổ vang, chính là thiên kiếp hiện ra, mây đen cuồn cuộn lồng mộ toàn bộ hòn đảo, còn có một loại đáng sợ uy áp, kia là trời xanh ý chí, mang theo có hủy diệt thiên uy. Người kiềm chế một chút, Vân Thương Tử tàn hồn run lên. Phong, Triệu Bân trong lòng một quát, cưỡng ép phong thiên kiếp. Thiên kiếp là đại sát khí, sao có thể lãng phí ở đây, nhất định phải tìm cảnh tượng hoành tráng.
hắn chưa lại thôn phệ sao trời bản nguyên, hóa ra càng đa phần hơn thân, chơi bạc mạng hướng hắn vĩnh hằng giới chuyển, nơi đây không nên ở lâu, phệ tiên lão phu thời khắc đều có thể giết trở lại đến, sớm bỏ chạy vi diệu. Thật tốt một mảnh sao trời bản nguyên, sừng sốt để bọn hắn rời một điểm không dư thừa. Thấy không có gì chất béo, Triệu Bân ngay lập tức bỏ chạy, sau lưng chính là ầm ầm một mảnh. Là hắn chôn xuống bạo phù, cũng không biết hắn chôn bao nhiêu, chính xác mọc lên như nấm, toàn bộ hòn đảo đều đá vụn bắn bay, sừng sốt bị nổ đổ sụp, nửa cái hòn đảo đều bao phủ tại tinh hải bên trong. Đợi lão phu trở về, thấy lần này hình tượng, hai, ba bước không chút đứng vững. Đây là nơi ở của hắn, không biết kinh doanh bao nhiêu năm, lại thành một vùng phế tích. Là ai? Lão phu tiếng giống giận dữ, chấn tinh hải sóng cả mãnh liệt. Như vậy cũng là một trận chiến, vậy hắn liền bại vô cùng thảm thiết, song sát là một cái không có bắt được, vĩnh hằng tiên thể cũng làm cho hắn trượt, trái lại hắn, một tôn đạo thân táng diệt, bảo bối đầu nhi hồn phi phách tán. Bây giờ, liền chính mình hang ổ đều băng. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cái gì cũng không có mỏ lấy. A, à, hắt xì. Triệu công tử cái này hắt xì, đánh bá khí ầm ầm. Không cần đi xem, liền biết phệ tiên lão vu đã về hòn đảo. Cũng không cần đến hỏi, liền biết kia hàng chính chạy tại kia chửi mẹ đâu. Sau ba ngày, hắn rơi vào một viên tĩnh mịch cổ tinh. Bạch sát đã ở chờ đợi, thấy Triệu Bân, bận bịu hoảng tiến lên đón. Không có nhục sứ mệnh, Triệu Bân nói chứng chạc đàng hoàng, tiện tay thả ra hắc sát. Cái này, thấy hắc sát trạng thái, bạch sát gương mặt một trận trắng bệch, trên người hắn tuy không vết thương, lại là băng nửa cái nguyên thần, đã hư hao căn cơ, sợ là cả đời đều lại vô duyên thái hư cảnh. Không sao, hắc sát cười mỏi mệt không chịu nổi. Tĩnh tâm ngưng khí, bạch sát tế ra nguyên thần lực lượng. Nàng phía sau một câu, là đối Triệu Bân nói, đa tạ tiểu hữu cứu. Triệu Bân thì một tiếng ho khan, rất tự giác rời trận, lui lui liền không còn hình bóng. Nhìn cho ngươi sợ, Vân Thương Tử tàn hồn run lên. Triệu Bân không nói chuyện, đem Vân Thương Tử hái xuống, lại cho ném về cổ tinh. Vân Thương Tử một trận nước tiểu rung động, đi đứng so vậy ai còn trơn tru, quay đầu vọt trở về. Tiền bối, ngươi đừng sợ a. Hắc, ngươi cái danh con. Còn dám bíp bíp, đem ngươi hầm. Lại là cái này một già một trẻ, đi đều đi không yên ổn. Chủ yếu là chột dạ, hiện trường trực tiếp nhìn nhiều cấp trên. Lại là vũ trụ mênh mông, Triệu Bân một thân một mình lên đường. Trong tay hắn treo lấy một đạo hỏa diễm, chính là không gian chi hỏa. Lần thứ nhất thấy cái này tiên hỏa, hắn cũng không tốt nắm chắc vật này cấp bậc. Hôm nay hỗn thiên hỏa có phần phấn khởi, mấy lần không trải qua kêu gọi thoát ra vĩnh hằng giới, vòng quanh không gian chi hỏa, vừa đi vừa về đi dạo, hiển nhiên giống như là một cái ăn hàng, nhìn thấy một cái rất mỹ vị tiệc. Về ngươi, Triệu Bân mỉm cười, lại hỏa diễm cho cái thằng này. Hỗn thiên ma viêm tất nhiên là không khách khí, thật sự cho nuốt. Đáng tiếc, chủ nhân tìm hỏa diễm quá ít, nó thường xuyên ăn không đủ no, đến nay đều không thể mở miệng nói chuyện, thậm chí bị tiên lôi cùng Long Uyên cưỡng chế một chút, gặp kia hai hàng gào to, nó đều trung thực. Triệu Bân nhìn tinh không đồ, cách hồng hoang vẫn như cũ xa xôi. Lại nhìn hắn trận đài, đã bị hắn dùng gần như báo hỏng. Người bây giờ toàn bộ thân gia, miễn cưỡng đủ mua vực môn. Vân Thương Tử đột nhiên một câu, tựa như biết con hàng này đang suy nghĩ cái gì. Không hổ là cùng người nào đó một đường, Triệu công tử thật sự là nghĩ như vậy. Điều kiện tiên quyết là có người bán. Vân Thương Tử lại bổ nửa câu. Đây là lời nói thật, vực môn nhưng là đồ tốt, chưa có người bán ra. Bây giờ Triệu Tử Long, cũng chỉ có mua một tòa vực môn tài lực, không có nghĩa là liền có thể mua được, vạn nhất đụng vào lòng dạ hiểm độc thương gia, chưa chừng ngay tại chỗ lên giá, giết người cướp của cũng khó nói. Thương Miểu Tinh, nơi đó có lẽ có bán. Vân Thương Tử lại mở miệng. Triệu Bân nhìn thoáng qua tinh không đồ, chuyển ra trận đài, Thương Miểu Tinh cách này không xa. Hai ngày về sau, hắn trận đài triệt để báo hỏng, băng mười vài vết rách, không có trận đài làm truyền tống, hắn đành phải bằng cước lực phi hành, cái này rất tốn sức, trước trước sau sau đủ bay đủ nửa tháng. Đợi hắn lại định thân, đã là một viên khổng lồ cổ tinh trước. Đây chính là Thương Miểu Tinh, cũng có một đoạn không tầm thường truyền thuyết. Tương truyền, viên này cổ tinh từng đi ra một tôn bán thần, cũng tương truyền, tôn kia bán thần đã từng vì thần minh, bởi vì một trận xảy ra bất ngờ ách nạn, hắn mới rơi xuống thần vị, cũng không biết là thật hay giả.
Thương Miểu Thành, này cổ tinh lớn nhất một tòa thành trì. Triệu Bân mới tiến đến, liền nghe Vân Thương Tử một tiếng buồn vô cớ. Rất hiển nhiên, lão đầu nhi này năm đó từng tới đây tản bộ qua. Đi thành Đông Tiên Mưa Các. Buồn vô cớ về sau, mới nghe Vân Thương Tử một câu. Triệu Bân được áo bào đen, một đường xuyên qua đám người, Thương Miểu Thành rất lớn, trong đêm cũng vẫn như cũ phồn hoa, bóng người tụ tập như chi địa mà. Tất nhiên là nhiều bát quái, luôn có thể nghe được Đại La Thánh Chủ danh hiệu. Đi ngang qua trong thành tâm lúc, Triệu Bân từng hơi ngừng chân. Trong thành lòng có một tòa tinh thần trận, hơn nữa còn không nhỏ. Cũng như Niết Bàn Tinh, nơi này cũng có mặt trời lặn thần giáo người đóng giữ, muốn mượn tinh không trận ắt gặp kiểm tra, âm thầm chửi mẹ người có không ít, làm sao mặt trời lặn thần giáo quá mạnh, cơ bản giận mà không dám nói gì. Bên tay trái quán trà, Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Triệu Bân từ tinh không trận kia thu thần, theo mắt nhìn về phía quán trà. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy vị trí gần cửa sổ, ngồi một cái thanh niên tóc bạc, đang ngồi kia nhàn nhã uống trà, chỉ khi thì nghiêng đầu, liếc liếc mắt tinh không trận, kia là cái đặc thù huyết mạch, huyết thống rất bá đạo. Có biết, hắn là ai? Vân Thương Tử truyền âm một tiếng. Ta đây cái kia nhận ra, Triệu công tử một bên nhìn vừa nói. Hắn chính là mặt trời lặn thần giáo thần tử, chỉ 800 năm trước hắn vẫn là. Vân Thương Tử nói, tên kia cũng không phải cái đồ chơi hay, đừng nhìn dạng chó hình người, kỳ thực hung tàn vô cùng. Nhìn ra, Triệu Bân hai mắt một cái chớp mắt nhắm lại. Mặt trời lặn thần tử quanh thân có dị tượng, là một vòng huyết sắc mặt trời. Nhưng hắn rõ ràng từ kia vòng huyết sắc mặt trời bên trong, nhìn thấy oán linh cái bóng, như hắn đoán không sai, kia hàng là dùng sinh linh máu tươi tế luyện dị tượng, còn có nó tiên lực, cũng là ẩn giấu huyết sát. Mới chỉ động hư cảnh, Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, hắn cũng hàng cảnh giới. Chưa chừng là tự phong, Triệu Bân cũng trầm ngâm một tiếng, tựa như Đại La Thánh Nữ. Hắn tới đây, sợ không phải du sơn ngoạn thủy, Vân Thương Tử cảm giác nói một câu nói nhảm. Triệu Bân cũng tạm thời cho là nói nhảm nghe, đánh thật xa chạy tới đây, nói là du sơn ngoạn thủy quỷ đều không tin. Theo hắn suy nghĩ, nhất định là người tới bắt. Cũng là theo hắn suy nghĩ, người kia họ Triệu. Mặt trời lặn thần tử cảm giác lực không yếu, cảm thấy được có người nhìn lén, có chút bên cạnh mắt hướng Triệu Bân cái này xem ra, làm sao Triệu công tử che quá chặt chẽ, đừng nói là chân dung, hắn liền khí uẩn đều không nhìn thấy. Triệu công tử chưa lại nhìn. Biến mất tại trong đám người. Mặt trời lặn thần tử thì hai mắt nhắm lại, kia con người thật kỳ quái. Hắn nhìn lên, có một lão giả đi tới, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, lúc này mới đưa một đạo phù, là một loại cao giai gọi đến phù, giải cấm chế về sau, giấu tại trong đó bí mật đều bị bắt giữ. Thánh chủ nói thế nào? Lão giả xích lại gần một điểm, nhỏ giọng hỏi. Sư tôn mời Diễn Thiên lão nói. Mặt trời lặn thần tử tiện tay đốt diệt phù chú. Diễn Thiên lão đạo, lão giả nghe một trận kinh hãi, tựa như biết kia là thần thánh phương nào, đạo hiệu bên trong treo diễn trời hai chữ, liền biết là một cái thôi diễn đại thần thông giả, thôi diễn thuật đoạt thiên tạo hóa. Diễn trời một mạch thật đúng là nể tình, mặt trời lặn thần tử hí ngược cười một tiếng. Có hắn trợ chiến, nhất định có thể tìm được Đại La Thánh Chủ. Lão giả cười âm trầm. Bên này, Triệu Bân xuyên qua mấy đầu đại giới, cuối cùng là tìm được cái gọi là Tiên Mưa Các. Tiên Mưa Các bề ngoài, chỉnh có chút thanh tú, ngồi cửa hàng lão bản hẳn là một cái nữ. Đợi đi vào cửa hàng nhìn lên, vẫn thật là cái nương môn, dáng dấp còn rất xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế, một bộ áo tím không nhiễm trần thế, định nhãn một nhìn, đúng là một tôn tiên vương, khí uẩn rất bất phàm. Đừng nói nhận ra ta, Vân Thương Tử truyền âm nói. Nói chuyện, lão tiểu tử này liền giấu vào Triệu Bân trong tay áo. Triệu Bân nhìn không hiểu, thế nào cái ý tứ? Hai người có thù. Thấy Vân Thương Tử giấu chặt chẽ, hơn phân nửa liền cùng tôn này nữ tiên vương có khúc mắc, bằng không thì cũng sẽ không tránh, tại cái này sách tên tuổi của hắn cũng không tốt làm, không những không dùng được, còn có bị thu thập khả năng. Hắn lúc đi vào, áo tím nữ tiên vương đang ngồi kia đọc sách. Có lẽ là cảm thấy được khí tức quen thuộc, nàng có một cái chớp mắt ngước mắt. Nàng cái này ngước mắt không sao, chỉnh Vân Thương Tử lại một trận mắc tiểu, liền sợ bị này nương môn cảm thấy được. Hai người bọn họ là thật có khúc mắc, còn nhớ năm đó, hắn bị vị này truy sát hơn 8 triệu dặm. Nếu không phải bị đuổi giết, hắn cũng sẽ không đi cái kia viễn cổ cấm địa. Về phần cái gì nghỉ lễ mà, kia liền có một chút, thiếu nhi, không nên.
Áo tím nữ tiên vương nhìn thoáng qua liền thu mắt, cũng trách Vân Thương Tử kia hàng giấu quá chặt chẽ, nếu không phải đến mua vực môn, hắn cũng sẽ không chạy tới đây du lịch, thật như bị phát giác, sẽ chết rất xấu hổ. Đạo hữu, nhưng có vực môn. Triệu Bân đã định thân, tiếng nói có phần già nua. Nghe ngóng, áo tím nữ tiên vương xinh đẹp lông mày trao lên, vực môn thế nhưng là vật hy hữu, đã là rất hy hữu, kia tất nhiên là giá cả không ít, nếu không phải nội tình hùng hậu thế lực hoặc truyền thừa, ai có thể mua được. Có, áo tím nữ tiên vương buông xuống cổ thư. Bao nhiêu tiền, Triệu công tử hỏi dò. Vậy phải xem cấp bậc gì? Áo tím nữ tiên vương tiện tay cầm hết nợ sổ ghi chép, bày ở quầy hàng, trên đó một nhóm một hàng đều là chữ viết, bao quát giá cả cùng cấp bậc, đều viết rất là rõ ràng. Huyền cấp vực môn, thiên cấp vực môn, thần cấp vực môn. Triệu Bân mắt to một nhìn, là thuộc cái này ba cái tên tuổi nhất chói mắt. So với chúng nó càng chói mắt, là bọn chúng đằng sau đánh dấu giá cả, cả kinh hắn tiểu tâm can bay nhảy, Vân Thương Tử quả nhiên không có lửa hắn, vực môn không phải bình thường đắt đỏ. Quả thực là giá trên trời a. Lúc này, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua vĩnh hằng giới. Theo giá cả để tính, toàn bộ thân gia chỉ đủ mua huyền cấp. Về phần thiên cấp cùng thần cấp mà, hắn cái này không cần suy nghĩ nhiều, lại chép mấy cái tiên vương quê quán, đều chưa hẳn góp đủ, có thể tạo vực môn đại lão, kia mới là chân chân chính chính đại phú hào. Muốn loại nào, áo tím nữ tiên vương hỏi. Cho ta đến cái thần cấp, cũng không biết Triệu công tử thế nào nghĩ. Há miệng chính là một câu như vậy. Hắn chủ yếu là không tin, không tin tiên mưa các có thể tạo ra thần cấp vực môn. Đạo hữu tiền, nhưng mang đủ, áo tím nữ tiên vương nhàn nhạt một tiếng. Có thể hay không tiện nghi chút. Bản điếm tổng thể không trả giá. Kia, cho ta đến cái huyền cấp A. Triệu Bân hít sâu một hơi, hơi có vẻ vẻ lúng túng, nghe vị này ngữ khí, có vẻ như thật đúng là có thể tạo ra thần cấp vực môn, cái này làm người ta kinh ngạc. Tiên mưa các lưng sau. Là một tôn thần minh sao? Đúng, khẳng định như thế. Nếu không phải thần minh, ai có thể tạo ra thần cấp vực môn? Nhìn áo tím nữ tiên vương, nhìn Triệu Bân ánh mắt không khỏi nghiêng một điểm. Ta thử trước một chút, dùng tốt không? Triệu Bân ngữ trọng tâm trường nói. Tiền đặt cọc 5 triệu, sau 3 ngày tới lấy vực môn. Áo tím nữ tiên vương nhạt nói. Đạo hữu sẽ không vòng quanh tiền của ta, chạy trốn đi. Triệu công tử ung dung một câu. Chủ nhân nhà ta là muốn mặt, áo tím nữ tiên vương liếc qua Triệu Bân, bị con hàng này đùa muốn cười, liền thần cấp vực môn đều có thể tạo ra tiên mưa các, sẽ vì 5 triệu bại hoại thanh danh. Là ta suy nghĩ nhiều. Triệu công tử một tiếng ho khan, tùy theo đưa ra một cái túi đựng đồ. Áo tím nữ tiên vương thì cầm một viên ngọc giản, không quên đặc biệt căn dặn, sau 3 ngày tới lấy vực môn lúc, cần dùng vật này làm bằng chứng. Ngụ ý cũng rõ ràng, nàng tiên mưa các cũng chỉ nhận khối này ngọc giản. Không dám. Triệu công tử thu ngọc giản, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn lưu lại một đạo phân thân nhìn chằm chằm nơi đây. Áo tím nữ tiên vương thì cách quầy hàng, đây là một món làm ăn lớn. Cũng như nàng nói, tiên mưa các có đạo đức nghề nghiệp, đối phương cái gì lai lịch, bọn hắn tia không quan tâm chút nào, tiền cho đủ thuận tiện, tiền nào đổ nấy, tiên mưa các xuất phẩm, tuyệt không làm ẩu. Hô! Trên đường cái, Vân Thương Tử hung hăng thở dài một hơi. Cơ chí như hắn, may giấu đủ che giấu, không phải. Cục diện hôm nay sẽ rất xấu hổ. Tiên mưa các cùng thần có nguồn gốc, Triệu Bân truyền âm hỏi. Nghe ta ra sư tôn nói, tiên mưa các chủ nhân là một tôn thần minh, ẩn cư tại tiên giới. Vân Thương Tử chưa giấu giếm, nói thần minh lúc, trong mắt còn rất nhiều kính sợ, kia là siêu thoát thế gian tồn tại. Khó trách! Triệu Bân một tiếng thổn thức, tiên mưa các lai lịch không nhỏ a. Hắn chắc chắn, ẩn cư tại tiên giới thần minh, định còn có không ít, cho dù bị áp chế đến tiên vương cảnh, cũng không phải bình thường tiên vương có thể so sánh, có thể phong thần, cái nào không phải đối đạo rất có lĩnh hội. Cho nên nói, tiên giới cũng là ngọa hổ tàng long. Xuyên qua đường đi, hắn mướn một tòa nhỏ vườn. Đợi đóng chặt vườn cửa, hắn mới chuyển ra một khối đá. Ngộ đạo thạch, Vân Thương Tử thấy. Bay ra Triệu Bân thủ đoạn. Tiền bối lại cũng nhận ra, Triệu Bân đã khoanh chân ngồi lên, từ ngày đó tại viễn cổ cấm khu phải vật này, hắn còn chưa chân chính dùng qua, bây giờ chờ vực môn 3 ngày nhàn rỗi, hắn cũng sẽ không sống uổng thời gian. Thứ này, ngươi từ chỗ nào đến? Vân Thương Tử bận bịu hoảng hỏi. Sư tôn truyền ta, Triệu Bân rất cơ chí, lại vung nồi cho bất niệm thiên.
Người sư tôn chính xác đại thủ bút a. Vân Thương Tử thổn thức chặt lưỡi, hắn đã có thể nhận ra ngộ đạo thạch, từ cũng biết vật này bất phàm, ngồi xếp bằng trên đó ngộ đạo, sẽ có không tưởng được thần kỳ. Còn rất thơm. Này hàng vòng quanh ngộ đạo thạch, vừa đi vừa về xoay quanh. Chớ nhìn hắn là tàn hồn, mũi tặc dễ dùng, có thể ngửi ra nữ tử hương. Theo hắn suy nghĩ, đã từng ngồi xếp bằng trên đó ngộ đạo, chính là Bất Niệm Thiên. Triệu công tử chưa phản ứng, tiện tay lấy ra một bộ sách cổ, chính là Đạo Kinh, hắn từng nghiên cứu nhiều lần, cũng chưa thấy trên đó có chữ viết hiển hóa, theo Vân Thương Tử thuyết pháp, là hắn đối đạo lĩnh hội không đủ. Hắn là cái hiếu học chủ, vùi đầu nhìn tặc nghiêm túc. Đừng nói, ngộ đạo thạch tăng thêm Đạo Kinh, thật là một cái tuyệt phối. Hương, thật là thơm. Vân Thương Tử còn đặt kia lắc lư, nghe ngữ khí còn rất hưởng thụ. Đây cũng là Triệu Bân, coi như yếu điểm nhi mặt, như đổi lại cái nào đó họ Diệp, chắc chắn sẽ cho hắn thả cái rắm. Hôn chết ngươi nha. Trời tối người yên, Vân Thương Tử mới nổi lên ngộ đạo thạch. Cái đồ chơi này hắn chỉ nghe qua, vẫn là đầu hẹn gặp lại chính phẩm. Cũng đúng như truyền thuyết như vậy, khối đá này rất thần kỳ, tiên thiên tự mang đạo âm, nghe hắn tâm thần rong chơi, như quanh năm suốt tháng ngồi lên ngộ đạo, nào chỉ là làm ít công to, nhất định có nghịch thiên chi tạo hóa. Diệu. Triệu Bân tâm không ngoại vật, cũng đã tâm thần xa vào. Ngồi xếp bằng ngộ đạo thạch, hắn có thể lắng nghe đạo âm, tay cầm không có chữ đạo kinh, cũng bừng tỉnh giống như có thể bắt giữ đạo uẩn, nhưng hắn nhìn hơn phân nửa đêm, vẫn như cũ không thấy có chữ viết, hắn đối đạo lĩnh hội sợ là thật không đủ. Đột nhiên, gió nhẹ nhẹ phẩy, Triệu Bân sờ sờ cái ót, tổng cảm giác phía sau lạnh lẽo, cũng tổng cảm giác âm thầm có hai mắt, tại nhìn hắn chằm chằm, nhưng ngoái nhìn đi nhìn. Cái này nhỏ vườn trừ hắn cùng Vân Thương Tử, nào có người thứ ba. Hắn chưa sâu tra, tiếp tục tham ngộ đại đạo. Làm sao, Thanh Phong không hiểu ý, gió mát nhi là một trận tiếp một trận. Còn có, bị người nhìn lén cảm giác, cũng bởi đó mà càng phát ra mãnh liệt. Thôi diễn. Triệu Bân thì thào một câu, lông mi cũng theo đó nhăn dưới. Hai ba lần như thế, có lẽ là trùng hợp, nhưng liên tiếp có ý lạnh, vậy thì không phải là đùa giỡn. Âm thầm nhất định có người tại lấy đại thần thông làm thôi diễn, có lẽ là Đại La Tiên Tông, có lẽ là mặt trời lặn thần giáo. Lão đầu nhi, người có thể thông hiểu phản thuật tính toán. Triệu Bân hỏi, êm đẹp, vì sao hỏi cái này? Vân Thương Tử ngáp một cái. Như có người tại thôi diễn ta, Triệu Bân đem giờ phút này cảm giác nói thẳng ra. Nghe ngóng, Vân Thương Tử cũng nghiêm chỉnh, tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không chấn kinh. Tiểu tử này tu vi tuy thấp. Nhưng thân phận tôn quý, người tìm hắn cũng không ít, như tìm không ra, chắc chắn sẽ mời người thôi diễn vị trí của hắn, đối phương là tam lưu nhân vật còn tốt, không dễ dàng như vậy tìm được, nhưng nếu là diễn trời một mạch người tài, hoặc là đối thôi diễn rất có tạo nghệ người, vậy liền khác nói. Chỉ cần thời gian đầy đủ, cái gì đều có thể cho ngươi đào rõ ràng. Đại La Tiên Tông, Vân Thương Tử một tiếng nói thầm. So sánh cái này, hắn càng có khuynh hướng Đại La Tiên Tông cửu gia. Không biết đối phương là ai, từ không biết địch ta, cần vạn phần cẩn thận. Tiền bối, thấy Vân Thương Tử không ngôn ngữ, Triệu Bân thăm dò tính hô kêu một tiếng. Thôi diễn càng huyền ảo, lão phu không có liên quan đến. Mây kho một câu thâm trầm. Xong, hắn mới bổ sung nửa câu sau, nhưng trong thành này. Có loại này người tài ba. Ngươi không nói sớm, Triệu công tử xoay người nhảy xuống hiểu đạo thạch. Đẩy ngược diễn chính là tuyệt mật truyền thừa. Hắn không có khả năng dạy ngươi. Vân Thương Tử lo lắng nói. Sách ngươi, không dùng được. Sách ta, ngươi phải bò ra tới. Nghe lời này, Triệu công tử ánh mắt cũng nghiêng một điểm. Hắn không cần bấm ngón tay tính toán, liền biết cái này con hàng này làm không ít chuyện thất đức. Có nhất pháp, có lẽ nhưng thử một lần. Vân Thương Tử nói, tung cầu không được phản thuật tính toán, cũng có thể cầu một đạo tị thế phù, loại kia phù chú. Cũng có một loại đẩy ngược diễn năng lực. Cái gì biện pháp? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Thả một chút máu, Vân Thương Tử lo lắng nói. Cái này, không tốt à. Tiểu tử, bảo mệnh quan trọng. Sắc trời sáng rõ. Triệu Bân mộc lấy nắng sớm ra nhỏ vườn. Cũng như lúc trước, hắn được một cái hắc bào. Áo bào đen phía dưới, thì thoa khắp một tầng bột đá, toàn thân trên dưới, đều che cực kỳ chặt chẽ, gây không ít người ghé mắt. Tổng cảm giác đây là một bộ con rối, không phải vì mà ngửi không đến nửa chút khí tức. Dấu thiên các, chính là kia. Ngươi nha nhưng tuyệt đối đừng nói nhận ra ta.
Vân Thương Tử chỉ đường sáng, lại trốn vào Triệu Bân trong tay áo. Hắn rất cơ trí, cũng cho tàn hồn khỏa một tầng bột đá. Thấy hắn như thế cẩn thận, Triệu công tử cái kia ta lòng rất an ủi a. Có phần muốn hỏi một chút lão gia hỏa này, trong thành này đến tột cùng có người mấy cái cửu gia, người đến tột cùng gặp bao nhiêu nghiệt, khả năng như vậy tài năng xuất chúng. Đang khi nói chuyện, hắn đã định thân ở dấu thiên các trước cửa. Này cửa tiệm mặt đúng quy đúng củ, duy chỉ có bảng hiệu bất phàm. Hoặc là nói, là bảng hiệu bên trên dấu thiên các ba chữ rất bất phàm, cũng không biết là ai khắc xuống, giải rác ba chữ, viết cái kia đại khí bàng bạc, rộng rãi khí uẩn, chính đối mặt nhào tới. Chữ tốt. Triệu Bân một tiếng sợ hãi thán phục, nhấc chân nhập cửa hàng. Xong việc, liền gặp hắn ngửa đầu nhìn xa nhà, bởi vì trên xa nhà, ngồi một lão đầu, chính bắt chéo hai chân, cộp cộp hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong, như giống như tu tiên. Thật mẹ nó, có tư tưởng, Triệu Bân nhìn khóe miệng kéo một cái. Hắn, chính là dấu thiên lão nói. Vân Thương Tử nhắc nhở một tiếng. Tùy tiện nhìn, dấu thiên lão đạo lời nói ung dung. Sương mù nhà cái kia thâm trầm, không để ý, giá trị còn dần vào giai cảnh, cũng không biết là cái gì cái tật xấu, chạy trên xà nhà đi hút thuốc. Không dám. Triệu Bân thu mắt, thật sự trong cửa hàng chuyển. Dấu thiên các bên trong thành một giới, không gian rất lớn, từng dãy kệ hàng bày sự chẳng chịt tinh tế, kệ hàng bên trên đặt vào vật phẩm, cũng là đủ loại mà nói, binh khí đan dược bí quyển đều có. Triệu Bân một đường đi qua, chưa chừng có thể đào một chút bảo bối. Như vậy xem xét, này cửa hàng thật là có một tông bất phàm chi vật. Kia là một viên linh châu, nói cho đúng, là một viên tàn tạ linh châu, bày ở kệ hàng nhất nơi hẻo lánh, lóe ra ảm đạm chi quang, hắn nhìn linh châu là, hắn vĩnh hằng giới thiên linh châu đột nhiên run lên. Không sai, đây cũng là một viên thiên linh châu. Chỉ tiếc, này thiên linh châu chỉ có nửa viên. Cái này xấu hổ, Triệu Bân chạy tại kia một trận nhức cả trứng, Lá Thương từng nói qua, tập hợp đủ 7 viên thiên linh. Liền có thể mở ra một tòa bảo tàng, nhưng viên này linh châu đã hư hao, không biết được còn có thể hay không dùng. Ai như vậy bại gia? Vân Thương Tử một tiếng thầm mắng. Triệu công tử nhận được thiên linh châu, hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra. Nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới thịt đau không thôi, đây chính là khai thiên linh bảo giấu trong đó một cái chìa khóa, lại bị hư hao, cho dù có cái khác 6 khỏa thiên linh châu, cũng chưa chắc có thể mở ra bảo tàng. Có dù sao cũng so không có mạnh, Triệu Bân gỡ xuống nửa viên thiên linh châu. Thấy hắn như thế, dấu thiên lão đạo tùy ý liếc qua, cũng là tùy ý thu mắt. Hoàn chỉnh thiên linh châu, tất nhiên là đáng tiền, hết lần này tới lần khác viên kia thiên linh châu là hư hao, như thế để tính, vậy liền không thế nào đáng tiền, nếu không phải đầu óc nước vào, ai sẽ cầm không thiếu sót thiên linh ra bán. Không có bảo bối. Triệu Bân dạo qua một vòng, mới về quầy hàng. Cũng không thể nói không có bảo bối, đồ tốt là có không ít, nhưng ở hắn cái này phần lớn là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không có tiền nhàn rỗi mua những cái này, đợi sau này lấy vực môn, hắn cái này cần trồng lên toàn bộ thân gia. Tiền thả quầy hàng thuận tiện, dấu thiên lão đạo ngáp một cái. Có một vật, nghĩ mời đạo hữu chướng xem một chút, Triệu Bân cười một tiếng. Dứt lời, liền gặp hắn lấy một chiếc thạch đèn, vững vàng treo tại trong lòng bàn tay. Không đợi hắn lại nói, liền thấy dấu thiên lão đạo như quỷ mị hiện thân tại trước quầy, hai mắt nhắm lại, cực điểm nhìn lén cái này ngọn thạch đèn, cái đồ chơi này không đáng tiền, đáng tiền chính là trong đó máu tươi. Vĩnh hằng tiên thể, trong lòng của hắn một câu, nhận ra này máu lai lịch. Máu tươi bên trong cất giấu dị tượng, người bình thường nhìn không ra, lại khó thoát hắn nhìn lén. Dị tượng lừa gạt không được người, đây tuyệt đối là một mạch vĩnh hằng tiên thể bản nguyên máu. Một chiếc phá đèn không đáng tiền, dấu thiên lão đạo rất tự nhiên thu mắt. Ây, Triệu công tử vừa nói vừa thu thạch đèn, quay người liền muốn đi. Lão phu cùng đèn này rất là hữu duyên, 3000. Ta thu, dấu thiên lão đạo vuốt vuốt sợi râu, không hổ là một tôn tiên vương, hắn ngược lại là gà tặc, nói là phế phẩm, kỳ thực muốn gấp đâu. 3 giọt vĩnh hằng tiên thể bản nguyên máu, liền đáng giá 3000. Triệu công tử ngừng bước chân. Một mặt mỉm cười nhìn xem dấu thiên lão nói. Dấu thiên lão nghe lông mày trao lên, hóa ra con hàng này sớm biết trong đó huyền cơ a. Ra giá đi, dấu thiên lão đạo đập đập khói bụi, đều kẻ già đời, cũng không giả bộ ngớ ngẩn, vĩnh hằng bản nguyên máu có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn đã làm tốt lấy máu chuẩn bị, tiền không là vấn đề.
hắn cũng muốn qua giết người cướp của, nhưng hắn không biết đối phương lai lịch. Mà lại, hắn cũng nhìn không thấu đối phương, bị lực lượng thần bí che lấp. Như thế như vậy, vậy liền không thể hành sự lỗ mãng, vạn nhất con hàng này phía sau là một mạch khủng bố truyền thừa, đó chính là không có chuyện tìm kích động, so sánh giết người đoạt bảo, dùng tiền giải quyết mới an toàn hơn. Ta muốn, đẩy ngược diễn chi pháp, Triệu Bân vỗ nhẹ đầu vai cho bụi. Lão phu còn thiếu cái cháu trai, ngươi làm không, dấu thiên lão đạo mắt liếc. Đẩy ngược diễn chi pháp, đây chính là nhà hắn bí mật bất truyền, này hàng khẩu vị cũng không nhỏ. Còn có, trước mặt vị này sợ là thật lai lịch không đơn giản, có thể chạy hắn cái này đến cầu đẩy ngược diễn chi pháp, hẳn là đối với hắn có hiểu biết, người bình thường căn bản cũng không biết, những cái kia siêu cấp đại phái ngoại trừ. Làm tôn tử của ngươi, ngươi truyền ta không? Lời này, là Vân Thương Tử thay Triệu Công Tử nói. Chẳng phải cháu trai mà, gọi hắn cái ra ra lại có làm sao, chỉ cần đem đẩy ngược diễn chi pháp học đến tay, cái này cọc mua bán chính là kiếm, quay đầu vỗ vỗ. Cái mông rời đi, để hắn khắp thiên hạ tìm cháu trai đi thôi. Ta cuối cùng đã rõ, ngươi vì sao bối phận thấp. Triệu Công Tử cái này một lời, nói cái kia lời nói chân thành. Cái này gọi mây thương lão ra hỏa, nên không ít hô người ra ra. Lại vẫn cất giấu người. Dấu thiên lão đạo lại tại vuốt râu ria, nhìn chằm chằm Triệu Bân ống tay áo xem đi xem lại. Không biết vì sao, liền mới câu nói kia, hắn nghe có chút quen tai. Làm tôn tử của ngươi, truyền ta đẩy ngược diễn chi pháp không? Vân Thương Tử lại một lần mở miệng, lời này cố ý che giấu tiếng nói. Không truyền, dấu thiên lão đạo sờ lên cằm, còn tại nhìn Triệu Bân ống tay áo, có phần nghĩ xốc lên nhìn một cái, bên trong đến tột cùng giấu cái gì đồ chơi. Làm sao còn có làm người cháu trai đặc thù đam mê đâu. Ta muốn tị thế phù, Triệu Bân tại giá cả bên trên làm nhượng bộ. Cái này, ngược lại là có thể thương lượng, dấu thiên lão đạo cười cười. Tị thế phù dù chân quý, nhưng cùng đẩy ngược diễn chi pháp, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Phía sau, chính là mặc cả tên vở kịch, cái này Triệu Công Tử lấy tay, chững chạc đàng hoàng thổi phồng thôi. Có thể nhiều muốn tuyệt không ít đi, dù sao đường xá còn rất xa xôi. Hắn cần tị thế phù làm che lấp. Thành giao. Chẳng biết lúc nào, hai người mới đạt thành chung nhận thức. Đều theo như nhu cầu mà, giá cả coi như công đạo. Tốt huyền ảo phù chú. Về nhỏ vườn, Triệu Bân liền xách ra một đạo tị thế phù, lật qua lật lại quét lượng. Này phù cùng bình thường phù chú khác biệt, lá bùa là hư ảo, trên đó phù văn, cũng là hư ảo, hắn tốt xấu cũng coi như một cái vẽ bùa người trong nghề. Như bực này phù chú, vẫn là lần đầu thấy. Mà lại, trên thị trường cũng không có bán. Vật hiếm thì quý, Vân Thương Tử ung dung nói, dấu trời một mạch phù, cơ bản không ngoài bán, còn có hòa tị thế phù chi pháp, cũng là tuyệt mật truyền thừa, nguyên nhân chính là như thế, giá tiền của nó mới dị thường đắt đỏ, cho ngươi tám đạo tị thế phù, lão tiểu tử kia coi như công đạo. Nếu ta học được bức họa này phù thuật, chẳng phải là muốn phát tài. Triệu Bân sờ sờ cái cằm. Tẩy tẩy ngủ đi, Vân Thương Tử nói tùy ý. Nói đùa cái gì, người ta tuyệt mật chi pháp, há lại ngươi muốn học liền có thể học được. Nhưng Triệu Công Tử không như vậy cho rằng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể nghiên cứu triệt để. Nghĩ như vậy, hắn đem một đạo tị thế phù dán tại trước ngực. Phù chú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dung nhập khí lực của hắn. Song, chính là một loại huyền dị ánh sáng, lồng mộ toàn thân của hắn. Trước sau chỉ một nháy mắt, liền lại liễm ở vô hình, cũng chính là tích tắc này, sau lưng của hắn lạnh lẽo cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là có thể ngăn cách thôi diễn. Triệu Bân một tiếng nói thầm, cực điểm nội thị thể phách. Nhưng, vô luận hắn như thế nào nhìn lén, tìm khắp không ra tị thế phù. Tị thế phù dù huyền ảo, nhưng cũng phải nhìn thôi diễn người người là ai. Vân Thương Tử lời nói ung dung, nếu là diễn thiên một mạch đám người kia mới. Dù có thị thế phù, cũng khó nén hành tung của ngươi. Diễn thiên một mạch, Triệu Bân hiếu kỳ hỏi một câu. Nếu nói dấu trời một mạch, am hiểu đẩy ngược diễn thiên một mạch liền vừa vặn tới tương phản. Vân Thương Tử tàn hồn bay ra, năm tháng quá lâu, họa loạn cũng quá nhiều, dấu trời một mạch đã xuống dốc, truyền thừa nhiều đã không trọn vẹn, nhưng diễn thiên một mạch, lại kéo dài không suy, liền dấu trời một mạch đều chưa hẳn phòng ở diễn thiên thôi diễn, ngươi cho rằng bằng mấy đạo thị thế phù. Có thể hộ ngươi chu toàn sao? Nhiều như vậy mơ hồ truyền thừa sao? Tiên giới rất lớn, ngọa hổ tàng long. Trơn chu mở độn thôi.
Triệu Bân hít sâu một hơi, liền chờ truyền tống vực môn. Về phần Diễn Thiên một mạch, sẽ không như vậy không giảng võ đức đi. Bọn hắn không oán không cừu, đối phương sẽ lội lần này vũng nước đục. Không có gì tuyệt đối. Vạn sự cẩn thận mới là tốt. Hắn lại ngồi xếp bằng ngộ đạo trên đá, có lấy ra đạo kinh. Ngộ đạo thạch run rẩy, đạo âm vang vọng. Đạo kinh trang sách lật qua lật lại, thì hàm ý liên tục xuất hiện. Triệu Bân nhìn tâm thần xa vào, phảng phất ăn độc dược, là càng xem càng nghiện, mà cái này bộ đạo kinh, cũng bừng tỉnh giống như nhiễm một loại ma lực, thời khắc ràng buộc hắn tâm cảnh, chính muốn đem hắn kéo vào trong sách. Vân Thương Tử cũng thấy nghiêm túc, đồng dạng tâm không ngoại vật. U Tĩnh Tường Hòa nhỏ vườn, biến vắng lặng một cách chết chóc. Cẩn thận ngưng nhìn, Triệu Bân trên thân, khi thì có huyền dị chi quang lấp lóe, giống như ngầm hiện, kia là tị thế phủ ánh sáng, là từ tị thế phủ biến thành, không có gì lực công kích, cũng vô pháp che đậy thần thức nhìn lén, nhưng nó phòng thôi diễn lại là nhất tuyệt. Cũng nguyên nhân chính là đạo phù này, để âm thầm thôi diễn hắn người, rất là phiền muộn. Kia là một cái tóc trắng thanh niên, chính là Diễn Thiên một mạch thần tử, giờ phút này ở xa hồng hoang đại lục, thôi diễn lúc ánh mắt sáng tối chập chờn, lúc đầu hết thảy thuận lợi, rất nhanh liền có thể tìm ra đối phương vị trí, lại chẳng biết tại sao, đại la thánh chủ trên thân, nhiều hơn một loại thần kỳ lực lượng. Nguyên nhân chính là cỗ lực lượng kia, ngăn trở hắn thôi diễn, thậm chí chỗ nhìn thấy, đều mơ hồ một mảnh. Tị thế phù, Diễn Thiên thần tử lẩm bẩm nói. Cái này từng cái suy đoán, nhưng đạo lý là giống nhau. Nếu không phải trên người đối phương có dị vật, như thế nào lại như vậy tốn sức? Như thế nào, mặt trời lặn thần giáo cường giả hỏi. Vẫn cần thời gian, Diễn Thiên thần tử thản nhiên nói, ngữ khí có chút lãnh đạm, nghe được mặt trời lặn thần giáo cường giả, đều một trận khó chịu, dù sao đây là cái tiểu bối, lại cho bọn hắn bày mặt thối. Tuy là khó chịu, ở đây không người phát tác. Diễn Thiên một mạch người, cũng không thể tùy ý trêu chọc, mời bọn họ là hoa giá tiền rất lớn. Cái này như một cái không hài lòng ý, bỏ gánh không làm làm sao xử lý, chỉ cần có thể tìm ra đại la thánh chủ kia thằng nhãi con, nhịn một chút cũng không sao. Trò mèo. Diễn Thiên thần tử cười lạnh một tiếng, tùy theo ngồi xếp bằng. Trước người hắn, treo lấy một cái la bàn, mi tâm thì khắc ra một đạo cổ xưa bí văn. Đối thôi diễn, hắn rất có tự tin, cho dù người kia có thị thế phù, cũng giống vậy khó thoát bắt giữ, đơn giản vấn đề thời gian, như thế cái nhỏ tình cảnh. Cũng không cần sư tôn nhúng tay, hắn chính mình liền có thể chỉnh rõ ràng. Lại là một ngày, khoanh chân ngộ đạo thạch Triệu Bân, thể phách đột nhiên run lên. Hắn nên có chút đột nhiên giác ngộ, ánh mắt biểu lộ ra khá là thâm thúy, treo ở trước người đạo kinh, trang sách không gió mà bay, cổ xưa xa xăm đạo uẩn, dòng chơi ở trong đó, mơ hồ trong đó, bừng tỉnh giống như có thể nhìn thấy chữ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng thị lực, cũng không có thể thấy rõ ràng. Còn có Vân Thương Tử, đường đường chính chính nhìn thật lâu, cũng bị ngộ ra cái nguyên cớ. Đạo gia vô thượng chí bảo, quả nhiên một mạch bất phàm chi vật, liền từng vì tiên vương hắn, đều tham không thấu huyền cơ, nghiên nhìn đến nay, liền nửa chữ đều không có nhìn ra, trang sách bên trên vẫn là một mảnh trống không. Không nhìn. Lão đầu tử tức hổn hển, bị một bộ cổ thư chỉnh không còn cách nào khác. So sánh hắn, Triệu công tử hoàn toàn như trước đây tiến tới. Mà lại là càng xem tâm thần càng mơ hồ. Trong lúc lơ đãng, hắn còn sinh ra một loại u ám buồn ngủ, thật sự ngồi tại ngộ đạo thạch ngủ, nhưng kia bộ đạo kinh, vẫn là trang sách lật qua lật lại, chợt nhìn rất phổ thông, kỳ thực đạo uẩn tiềm ẩn. Đây là, đây. Triệu Bân mông lung mở mắt, ngơ ngác nhìn qua bốn phương. Đây là một mảnh tinh không, mênh mông vô ngần, đầy trời đều là sao trời, nhưng cẩn thận đi xem, có vẻ như không phải sao trời, mà là từng khỏa chữ cổ. Treo tại tinh vũ giống như ngầm hiện, tinh quang rất cổ xưa. Đạo kinh bên trong chữ, Triệu Bân lẩm bẩm ngữ. Không ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì tinh không không người. Hắn mở ra bước chân, vừa đi vừa bốn phía nhìn nhìn, những nơi đi qua, có ngôi sao nhỏ tô điểm, có sao băng vạch ra yêu mỹ đường vòng cung, trừ này chính là đạo âm, đi đến đâu đều có thể nghe thấy. Quả thực huyền diệu, Triệu Bân thổn thức sợ hãi thán phục. Dành thời gian. Hắn còn nhìn thoáng qua mình, cũng là hư ảo. Cũng chính là nói, hắn cũng không phải là chân thân tiến đến, nên ý thức tâm thần, mà mảnh này tinh không mênh mông, hẳn là đạo bên trong thế giới, mà cái này lơ lửng sao trời chữ cổ, hẳn là chính là đạo bên trong chữ. Hắn suy nghĩ một chút không kém, thật sự là hắn không phải chân thân.
mà mảnh này đại tinh không, cũng đích thật là đạo kinh bên trong thế giới. Ngoại giới, Vân Thương Tử đã vòng quanh Triệu Bân, vừa đi vừa về chuyển tầm vài vòng, đứa nhỏ này cũng là tiến tới, nhìn cái sách thế nào còn có thể nhìn ngủ đây. Ngủ là ngủ, thế nào còn có dị tượng thường bạn quanh thân. Còn có cái này bộ đạo kinh, cũng trở nên không ra thế nào đồng dạng. Cái gọi là không giống, chính là đạo kinh được một tầng tiên quang. Không đúng, hắn tâm thần nhập ý cảnh. Vân Thương Tử một tiếng nói thầm, bắt đầu vòng quanh đạo kinh chuyển, lúc này nhìn xem cổ thư, trên đó phảng phất có chữ, phảng phất còn có người ở bên trong tản bộ. Người này, chính là Triệu Công Tử. Vân Thương Tử đạo hạnh quá nhỏ bé, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Không biết vì sao, hắn đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ. Nếu là đem cái này bộ đạo kinh đốt, vị bên trong kia có thể hay không rất chua thoải mái. Nói thực ra, ý tưởng này rất nguy hiểm. Tốt ngươi cái danh con, chính xác thiên phú dị bẩm a. Vân Thương Tử tàn hồn bay tới bay lui, cũng muốn nhập đạo kinh đi nhìn một cái. Làm sao a, hắn đi dạo hơn phân nửa đêm, chính là tìm không được cửa vào, cũng hoặc nhân phẩm hắn có vấn đề, thậm chí đạo kinh không ra thế nào chào đón hắn, muốn đi vào hết lần này tới lần khác không để ngươi tiến, chính là như thế làm giận. Đạo bên trong thế giới. Triệu Bân lại một lần ngừng chân. Trước người hắn, treo lấy một viên ngôi sao nhỏ, chi hài nhi nắm đấm như vậy lớn, nhìn nó hình thái hình dáng, hẳn là một cái chữ đạo, vì cái gì nói hẳn là, chỉ vì mấy cái này chữ, đều quá cổ xưa. Hắn vô ý thức duỗi tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút ngôi sao nhỏ. Cái này như đúc không quan trọng, chữ đạo lại bay đi, tựa như một viên sao băng. Phía sau tên vở kịch, cơ bản đều như thế, gặp hắn đụng vào sao trời, kia chữ cổ đều sẽ nghênh trời bay đi, đổi chỗ khác, lại lơ lửng tại kia, tiếp tục lấp lóe tinh quang, vang vọng cổ xưa đạo âm. Tốt bí cảnh. Triệu Công Tử cười cười, xếp bằng ở tinh không. Lần ngồi xuống này chính là 3 năm ngày, chỉ tại ngoại giới đã là 3 năm ngày. Vân Thương Tử rất thất vọng, mấy lần đều muốn cho hắn cưỡng ép tỉnh lại. Nhưng, nghĩ đến chỗ này hàng còn tại ngộ đạo, cuối cùng là nhịn xuống xúc động. Không còn ra, 5 triệu nhưng là không còn. Vân Thương Tử một tiếng thầm mắng. Tiên Vũ các bán truyền tống vực môn, cũng là giảng phép tắc, vượt qua ước định thời gian quá nhiều tức là từ bỏ, như thế. Tiền thế chấp là sẽ không lui, lại nghĩ đi mua, còn phải lại giao 5 triệu. Ngày thứ 6, Triệu Công Tử mới chậm rãi mở mắt. Mở mắt nháy mắt, hắn trong mắt diễn tận đạo uẩn. Quỷ hiểu được hắn ngộ cái gì, cũng không biết hắn được cái gì chân lý, chỉ biết hắn trận này ngộ đạo, để hắn lắng đọng hùng hậu hàm ý. Nhìn cặp kia thâm thúy đôi mắt, đã giống như một mảnh tinh không. Quả thực diệu, Triệu Bân thì thào cười một tiếng. Đạo bên trong thế giới ảo diệu vô cùng, mỗi một chữ đều bừng tỉnh giống như biến hóa ngàn vạn. Đạo ra các tiền bối, quả là đoạt thiên tạo hóa, lại tạo bực này kỳ thư. Oanh! Đột nhiên, đối diện tinh không ông run lên. Đợi hắn nhìn lại lúc, chính thấy ngôi sao đầy trời đang bay múa, đúng là tụ ra một đạo mơ hồ bóng người, sinh khí vũ hiên ngang. Một tấm khuôn mặt tuấn mỹ hiển thị rõ xoáy khí, giá trị cũng đầy đủ chói mắt. Người này, chợt nhìn rất quen mặt. Cẩn thận một nhìn, cũng không đúng là hắn sao. Ân, khó trách lớn lên a soái. Tình huống như thế nào? Triệu Bân vô ý thức đứng dậy, ánh mắt có đủ kỳ quái. Hắn có chút không rõ chân thực hư ảo, tổng cảm giác cùng một chính mình khác đối lập mà đứng, giống soi gương, hắn cười đối phương cũng cười, hắn đưa tay đối phương cũng đưa tay. Làm cái gì động tác đều cùng hắn nhất trí. Ngươi là ai? Triệu Bân hơi nhíu mày vũ. Ngươi là ai? Đối diện hắn cũng là câu nói này. Triệu Bân hít sâu một hơi, tiện tay hóa ra một thanh kiếm. Cái này đạo bên trong thế giới không chỉ huyền ảo, xem ra còn rất tà dị, mơ mơ hồ hồ xuất hiện một chính mình khác, thật sự như soi gương, thật sự như không khác biệt phục chế, cái này khiến hắn cảm giác rất là khó chịu. Con! Đồng dạng kiếm ngân vang âm thanh, cũng tại đối diện vang vọng. Thứ hai Triệu Bân trong tay, cũng hóa một thanh kiếm. Thế gian này, chỉ có một cái Triệu Bân. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, dẫn theo tiên kiếm mà tới. Thật sự là không khác biệt phục chế, hắn không tin cái này tà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con. Đạo bên trong thế giới, hai kiếm ngân vang cùng vang lên. Là Triệu Bân cùng thứ hai Triệu Bân. Một cái từ đông hướng tây, một cái từ tây hướng đông, công hướng đối phương. Tên giả mạo, ăn ta một kiếm.
Triệu Bân quát một tiếng âm vang, huy kiếm chém ra một đạo tinh hà. Thứ hai Triệu Bân cũng có hét lớn một tiếng, nhẹ nhõm chặt đứt tinh hà. Chu Tiên Quyết, Chu Tiên Quyết. Triệu Bân tiếng quát có hồi âm, thứ hai Triệu Bân là chiêu thức giống nhau. Hai đạo Chu Tiên Tiên mang va chạm, có một đạo màu vàng vầng sáng hướng ra ngoài lan tràn, Triệu Bân bị một kích đẩy lui, thứ hai Triệu Bân động tác cùng hắn đồng bộ, liền kia tiếng kêu đau đớn, đều đến chính là giống nhau như đúc. Ta còn liền không tin. Triệu Bân thu kiếm, tay không tấc sắt đánh tới. Hắn tiếc trời một quyền, hoàn toàn như trước đây bá liệt. Thứ hai Triệu Bân tử cũng không sợ, tiếc thiên chỉ uy bá đạo vô song. Phong. Triệu Bân một bước lên trời, đại la thiên tay thành năm chỉ đại ấn, từ thiên khung phủ xuống. Nhìn hắn giữa ngón tay bí văn lưu chuyển, liền biết là phong cấm thuật pháp, quỷ dị như vậy một chính mình khác, hắn phải bắt trở về thật tốt tâm sự, còn phải thật tốt nghiên cứu một chút, đến tột cùng là cái gì cái chủng loại. Thứ hai Triệu Bân biến con đường, một đạo kiếm khí bổ ra đại thủ. Triệu Bân như gió mà tới, lấn người nó phụ cận, mở đấu chiến thánh pháp. Pháp này chủ công, cường mãnh mà bá liệt, là cường công mạnh đánh bí mật bất truyền, cho tới bây giờ đều mọi việc đều thuận lợi, chịu qua pháp này, cơ bản đều không thể nào dễ chịu, lại phối hợp trộm tiên thuật, còn rất mát mẻ. Hắn lúc trước nhất quán đấu pháp, mát mẻ về sau chính là bạo phù loạn nổ. Nhưng, hắn dựa vào làm ngạo đấu chiến thánh pháp, hôm nay không ra thế nào dễ dùng. Thứ hai Triệu Bân chính diện ngạnh chiến, dùng cũng là bá đạo vô song đấu chiến thánh pháp. Triệu Bân bị đánh quả thực trở tay không kịp, cho tới bây giờ đều là hắn đối với người khác dùng pháp này, hôm nay, vẫn là đầu về chịu đấu chiến thánh pháp chém giết gần người, quyền quyền đến thịt cảm giác, thật gọi một cái chua thoải mái. Dị tượng, mở. Triệu công tử một tiếng lạnh quát, mở vĩnh hằng tiên vực. Cũng là cùng một giây lát, thứ hai Triệu Bân lại cũng chống ra đồng dạng đại thế giới. Hai cái vĩnh hằng tiên vực, từ đông tây hai phương chạm vào nhau, dị tượng đều liên miên vỡ nát, trong đó núi non cỏ cây cũng hỗn loạn. Ngô! Triệu Bân tiếng rên rỉ u ám, gặp dị tượng phản phệ. Không đợi hắn định thân, liền nghe một đạo chói tai kiếm minh. Là thứ hai Triệu Bân thuấn thân tuyệt sát, một chỉ hướng Triệu Bân mi tâm ra tới. Ta để ngươi đâm! Triệu Bân thông suốt duỗi tay, không sai không kém nắm lấy đối phương ngón tay. Xong! Chính là răng rắc một thanh âm vang lên, thứ hai Triệu Bân ngón tay bị bẻ gãy, thuấn thân rất không tầm thường, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào dùng, ăn đấu chiến thánh pháp thua thiệt, Triệu công tử sao có thể không có điểm phòng bị. Quang minh thân, thứ hai Triệu Bân một tiếng lạnh quát. Thật sao, Triệu công tử một chút mất tập trung, bị lắc hai mắt bôi đen. Không chờ hắn khôi phục thanh minh, đối mặt liền thấy thứ hai Triệu Bân thiên diệt nguyên thần kiếm. Phá! Triệu Bân tiếng quát âm vang. Lấy lôi thần giận chấn vỡ nguyên thần kiếm. Thứ hai Triệu Bân nhanh như thiểm điện, bàn tay như đao lăng thiên đánh xuống. Oanh! Triệu Bân đạp bầu trời mà lên, né qua một cái trưởng đao. Hắn vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, tụ thành một cái lôi đình thần kiếm. Thứ hai Triệu Bân là tên hán tử, đúng là chính diện đối đi lên. Tại lôi đình kiếm sắp tới người lúc, hắn lại thi di thiên hoán địa. Nơi đây liền hai người. Tất nhiên là cùng Triệu Bân đổi vị trí, muốn lấy Triệu Bân lôi đỉnh kiếm đến bổ Triệu Bân, bực này đấu chiến tâm cảnh, để Triệu Bân đều một cái chớp mắt nhíu mày, cái này tên giả mạo có ý thức tự chủ. Phốc, hư ảo huyết quang chợt hiện, chiếu đầy nửa cái tinh không. Nhưng, Triệu lôi đỉnh kiếm cũng không phải là Triệu Bân, mà là thứ hai Triệu Bân. Di thiên hoán địa mà, tên giả mạo đều thông hiểu, Triệu công tử sao có thể không biết, đối phương cùng hắn đổi vị trí. Hắn cảm giác lại cùng đối phương đổi trở về, lôi đình kiếm đánh cho tặc ngay ngắn, suýt nữa sinh bổ. Quy định phạm vi hoạt động. Triệu Bân một tay phất động, hóa một cái vòng sáng. Mới đứng vững chỗ ngồi Triệu Bân, bị vây ở trong đó, nhưng chỉ một cái chớp mắt, liền phá phong cấm mà ra. Triệu Bân tận dụng mọi thứ, cô động một đạo kiếm khí, ngang qua cửu thiên, kiếm ngân vang tiếng vang đầy tinh vũ. Trời ngự. Thứ hai Triệu Bân mở thủ hộ chi pháp. Dùng cái này ngăn lại kiếm khí. Hắn cũng thông vạn pháp trường sinh quyết, vết thương giờ phút này đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Không chỉ hoàn toàn phục hồi như cũ, hắn còn mở tuyệt cảnh, sán sán kim tóc, như mặt trời mắt vàng, đều cùng Triệu Bân không có sai biệt, chủ yếu là khí chàng, giờ phút này đã hoàn toàn nghiền ép Triệu công tử. Ngươi sẽ không ít sao? Triệu Bân cười lạnh một tiếng, cũng mở tuyệt cảnh. Đồng dạng đều là bật hách trạng thái. Đồng dạng đều là chống đánh chủ,
hai người đánh dị thường phách lối, vẫn là một đông một tây, mở bí thuật đối oanh, đao mang kiếm quang cộng thêm trưởng ấn quyền ảnh, đầy trời bắn bay, mỗi một lần va chạm, đều có một áng lửa nổ tung, cho tinh không thêm lộng lẫy sắc thái. Nhìn chiến cuộc, đúng là chiến không phân sàn sàn nhau. Triệu Bân bắt không được tên giả mạo, thứ hai Triệu Bân cũng đặt xuống không ngã bản tôn. Nơi đây không khán giả, lại có ngôi sao đầy trời làm bạn, tinh quang lóe lên, giống như đang gieo hò trợ uy, tùy theo mà đến đạo âm, cũng không còn như vậy tường hòa, nhiều một cỗ băng lạnh ý sát phạt. Ta có, hắn đều có, Triệu Bân trong lòng một câu. Vẫn như cũ không ai trả lời vấn đề, sự thật chính là câu trả lời tốt nhất. Đạo bên trong thế giới quỷ dị, có vẻ như hoàn mỹ phỏng chế ra một cái khác hắn, bao quát bí thuật huyền pháp, bao quát đấu chiến tâm cảnh, bao quát đạo cảm ngộ, đều là không khác biệt giống nhau, không khác biệt phục chế. Nói trắng ra, hắn đây là tại cùng chính mình đánh nhau. Có ý tứ. Triệu Bân dành thời gian vòng nhìn bốn phương, nơi này thật đúng là mẹ nó tà dị. Chẳng lẽ, người tiến vào là tiên vương, cũng không khác biệt phục chế. Có ý tứ. Ngoại giới, cũng có một câu nói như vậy. Là Vân Thương Tử, chính treo tại đạo kinh sách cổ trước, tựa như có thể nhìn thấy bên trong có hai người đặt kia đánh nhau, lại giống nhau như đúc, đều giá trị chói mắt, một đông một tây làm cái kia khí thế ngất trời. Tối nay lại không tới, chính là tự động từ bỏ vực môn. Vân Thương Tử nhìn lên, Triệu Bân bên hông treo ngọc giản có chuyện âm vang lên. Vân Thương Tử nghe ra được, là tiên vũ các vị kia, có thể lấy ngọc giản làm truyền âm. Làm phiền đạo hữu, thư thả mấy ngày, Vân Thương Tử bận bịu hoảng nói. Để tránh đối phương nghe được, hắn lời này còn tận lực đã bí pháp làm che giấu. Chậm nhất ngày mai, áo tím nữ tiên vương lại vang lên, cũng không phải nghĩ cuốn đi kia 5 triệu, mà là cuộc làm ăn này hoàn toàn chính xác không nhỏ, vực môn đều tạo ra đến, dù sao cũng phải đem tiền đưa qua. Vân Thương Tử không đáp lời nói, tiếp cận Triệu Bân. Tiểu tử này thể phách bên trên, có được một tầng huyền dị chi quang. Rất hiển nhiên, lại có người tại thôi diễn, mấy ngày nay đều là như thế, nếu không phải tị thế phủ che lấp nhìn lén, đối phương hơn phân nửa đã tìm được vị trí chính xác, quả nhiên là diễn thiên một mạch, vậy liền kéo lớn nhạt. Nơi đây, không nên ở lâu. Vân Thương Tử nghĩ như vậy, lấy tàn hồn vỗ nhẹ đạo kinh sách cổ. Hắn cái vỗ này, toàn bộ đạo bên trong thế giới, đều bởi đó một trận lắc lư, còn tại đánh nhau hai người mới, đều một bước không có thế nào đứng vững, lại một người chịu một tia chớp, toàn thân trên dưới bốc lên khói xanh. Thứ hai Triệu Bân còn tốt, vốn là cái tên giả mạo, vốn là không tồn tại. Triệu công tử liền rất thất vọng, không biết làm sao tiến đến, lại càng không biết như thế nào ra ngoài. Ra không được liền thôi, cái này còn có cái giống nhau như đúc mình, mưu đủ sức lực muốn đem hắn quật ngã, để hắn chưa phát giác coi là, không đem một chính mình khác chạm diệt ở đây, cũng đừng nghĩ ra ý cảnh này. Không ít bạn đọc hỏi hai sách cảnh giới, nơi này đơn giản so sánh một chút. Tiên võ đế tôn, ngưng khí, người nguyên, chân dương, lăng hư, không minh, thiên cảnh, hoàng cảnh, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế, thiên đế, hoàng đế, thái hoang. Vĩnh hằng chi môn, ngưng nguyên, chân linh, huyền dương, địa tạng, thiên vũ, tiên nhân, huyền tiên, động hư, thái hư, đạo hư, bán thần, thần minh, đế thần, hoàng thần, thái hoang. Chú thích, vĩnh hằng chi môn đạo hư cảnh, đều xưng tiên vương. Danh con, người đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a. Dưới cây già, Vân Thương Tử tàn hồn vòng quanh Triệu công tử đổi tới đổi lui. Mắt thấy đã là sau nửa đêm, cách hừng đông đã không có bao nhiêu thời gian, như tiểu tử này còn tỉnh không đến, kia 5 triệu tiền đặt cọc, thật là liền đổ xuống sông xuống biển, tiền đều vật ngoài thân, chủ yếu là lãng phí thời gian. Thôi diễn thời khắc đều tại. Bọn hắn thời khắc đều có thể bại lộ. Là Đại La Tiên Tông còn tốt, nếu là đối địch liền rất nguy hiểm. Không biết địch ta, bọn hắn liền không thể loạn cược. Sớm mở độn vi diệu. Nói đến Triệu Bân, giờ phút này thật có một chút sứt đầu mẻ chán. Để ý cảnh mình cùng mình đánh nhau, nghe liền rất mới mẻ. Oanh! Thứ hai Triệu Bân một bước lên trời, quay người chính là một đạo Đại La Thiên tay. Triệu Bân không sợ. Tiếc trời một quyền nghịch thiên đánh lên, oanh âm thanh rung động tinh không. Không có tuyệt đối không khác biệt phục chế. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, đấu thời gian chiến tranh cũng không quên suy tư nghiên cứu. Hắn xem trận chiến này vì một cái khảo nghiệm, tạo đạo kinh tiền bối hơn phân nửa ngụ ý cũng ở đây.
dùng một chính mình khác ma luyện tự thân, khả năng chân chính siêu thoát bản thân, nghịch cảnh niết bàn. Ta hiểu. Triệu Bân thì thào cười một tiếng, trong mắt nhiều minh ngộ chi sắc. Cái gọi là không khác biệt phục chế, phỏng chế chỉ là nhập nơi đây trước đó hắn, muốn ra cái này bí cảnh, muốn đấu bại một chính mình khác, hắn cần tại đạo bên trong thế giới niết bàn, lấy siêu thoát hắn tự thân. Niết bàn đơn giản, hoặc là nói hắn có cái phương pháp đơn giản. Chỉ cần hắn nguyện ý, giờ phút này liền có thể chân chính phá vỡ mà vào động hư cảnh. Tu vi triệt để thăng cấp, cũng coi như niết bàn một loại phương thức, nhưng phương pháp kia sợ là có chút nguy hiểm, bởi vì động hư có thiên kiếp, vậy hắn vĩnh hằng huyết mạch, chắc chắn sẽ ở trước công chúng bại lộ. Pháp này dù có thể giúp hắn ra ý cảnh, nhưng lại sẽ đem hắn đẩy hướng một cái khác vực sâu. Lại nói, thiên kiếp thế nhưng là đại sát khí, hắn phải tìm cảnh tượng hoành tráng náo nhiệt một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi đường này, tung không thăng cấp, hắn đồng dạng có tự tin niết bàn, ý cảnh này ảo diệu vô cùng, nếu như đọa thân đạo bên trong, hắn muốn niết bàn chỉ cần một cái đột nhiên giác ngộ. Đạo kinh không có chữ, đạo bên trong có chữ viết. Triệu Bân tự mình lẩm bẩm, chậm rãi đóng mắt. Đúng lúc gặp thứ hai Triệu Bân giết tới, phong lôi quyết dễ như trở bàn tay. Triệu Bân không cùng chiến, lên trời mà đi, chân đạp phong thần bước, như một cái du khách, đạp không mà đi, cùng hắn đụng vào sao trời, vẫn là từng khỏa bay đi, thành từng khỏa sao băng xẹt qua thiên vũ. Hắn tại lĩnh hội, tìm hiểu đạo kinh ảo diệu. Sách cổ không có chữ, lời giấu ở đạo bên trong. Hắn giống như bắt được một tia chân lý, thậm chí thân pháp đều mờ mịt không ít, từng bước một dù đi chậm chạp, lại bừng tỉnh giống như nghịch loạn tinh không càn khôn. Gặp phải hắn sao trời, lại có như vậy mấy khỏa không tránh. Oanh, ầm. Hắn lĩnh hội cũng không bình tĩnh. Thứ hai Triệu Bân một bên truy một bên đánh. Tâm hắn không ngoại vật, nhắm mắt đạp không mà đi, muốn từng bước một đi đến tinh không nhất cuối cùng, làm sao tinh không quá lớn quá mênh mông, vô luận hắn đi ra bao xa, cũng không thấy biên giới, vẫn là thâm thúy một mảnh. Đạo không có tận cùng, tinh không liền không có cuối cùng. Hắn lại đột nhiên giác ngộ một điểm. Nhưng bước chân tuyệt không ngừng. Hắn đi ở phía trước, thứ hai Triệu Bân ở phía sau truy, không biết từ chỗ nào một cái chớp mắt lên, hai người thân pháp, biến có chút không giống, đồng dạng đều là phong thần bước, nhưng Triệu Bân có vẻ như càng huyền diệu hơn. Lột xác đã kéo ra màn che, nhưng Triệu Bân niết bàn, một vị khác lại không cách nào phục chế. Cái này, cũng chỉ là trong đó một phương diện, còn có hai người khí tức uẩn, cũng nhiều sai lầm. Tình cảnh càng quái quỷ. Cũng theo đó trình diễn, treo tại tinh không sao trời, thấy Triệu Bân đều không tại tránh, thậm chí có như vậy mấy khỏa, còn dung nhập Triệu Bân trong cơ thể, cho nó nhiễm cổ xưa tinh quang. Thứ hai Triệu Bân lại đuổi không kịp hắn, bởi vì hắn thân pháp đã siêu thoát bản thân. Mà thứ hai Triệu Bân thân pháp, thì còn dừng lại tại Triệu Bân tiền ý này cảnh trước đó. Không người nào biết thứ hai Triệu Bân phải chăng có ý thức, nhưng kia hàng thời khắc này ánh mắt, đã thấy phiền muộn, rõ ràng là cùng một người. Là không khác biệt phục chế, vì mà vị này giống như này tài năng xuất chúng. Nhìn không thấy. Ngoại giới, Vân Thương Tử một tiếng nói thầm. Ngay tại trước một giây, đạo kinh bên trong diễn hóa tinh không, biến mơ hồ không chịu nổi, còn có kia hàng thân ảnh, cũng bị che đậy ở trong đó, từng vì một tôn tiên vương hắn, giờ phút này có vẻ như chính là cái mắt mù. Nhìn một chút, đạo kinh trang sách, lại có chút ố vàng. Cái này giống như là lá cây mất đi sinh cơ. Chính từng mảnh chóc ra. Nói trắng ra, cái này bộ đạo kinh ngay tại tự hủy, đang từ từ đi hướng hủy diệt. Đạo bên trong thế giới xảy ra biến cố. Vân Thương Tử lẩm bẩm ngữ, tàn hồn tránh đầy hồn quang. Đối đạo kinh hắn không ra thế nào hiểu rõ, cũng không biết gia nhân ở sách cổ bên trong, đến tột cùng làm cái gì cấm chế, một khi có người tiến đạo vừa ý cảnh, liền sẽ đếm ngược. Giới định thời gian ra không được liền tự hủy. Nếu không thế nào nói hắn từng vì tiên vương, đầu chính là dễ dùng. Hoàn toàn chính xác, đạo kinh có tự hủy cấm chế, để tránh người ngoài học trộm. Nhưng, lần này cùng cấm chế không quan hệ, đều bởi vì đạo bên trong thế giới vị kia, tại niết bàn bên trong siêu thoát bản thân, khiến hai cái Triệu Bân mất cân bằng, niết bàn vị kia, ngay tại hấp thu đầy trời sao trời. Triệu Tử Long, Vân Thương Tử một tiếng kêu gọi, gấp cái kia luồn lên nhảy xuống. Nếu là cái này bộ đạo kinh hủy diệt, nó ý biết sợ là về không được. Hắn kêu gọi không có người đáp lại, chỉ nói kinh trang sách từng mảnh chóc ra, quanh quẩn đạo uẩn, giờ phút này cũng là từng sợi trừ khử,
đạo gia vô thượng chí bảo, chính từng bước đi hướng hủy diệt. Nếu có đạo gia người ở đây, không biết nên có bao nhiêu đau lòng. Chẳng qua cũng không sao, đạo gia đạo kinh cũng không chỉ cái này một bộ. Đạo gia truyền thừa cổ xưa xa xăm, tạo đạo kinh người vô số kể, đơn giản phẩm giai cao thấp khác biệt, mạch này thường xuyên ra người tài, có thể nhập đạo bên trong thế giới người, từ xưa cũng là vừa nắm một bó to. Oanh, ầm. Đạo bên trong thế giới bên trong, oanh âm thanh vẫn như cũ không đoạn tuyệt. Nơi này tiếng oanh minh, không chỉ thứ hai triệu bân công phạt, còn bởi vì mảnh này trời sao mênh mông vô ngần, chính từng tấc sụp đổ, tinh không nhan sắc, cũng theo đó từng tấc lột xác thành đen nhánh. Triệu bân còn tại đi, tại hủy diệt bên trong tiến lên. Mặc cho tinh không tại sụp đổ, hắn cũng chưa từng mở mắt. Nhìn đạo bên trong thế giới sao trời, thì tại từng khỏa bay tới, một viên tiếp nối một viên dung nhập hắn thể phách, mỗi tan một viên, tinh không vốn nhờ chi sụp đổ một điểm, mà đạo kinh, cũng bởi đó hủy diệt một điểm. Đến một viên cuối cùng sao trời dung nhập, toàn bộ tinh không đều đen. Nhìn thứ hai triệu bân, giờ phút này cũng cuối cùng là ngừng truy sát bước chân. Hắn đang chậm rãi tiêu tán, thân hình hòa khí ẩn đều ẩn vào hắc ám bên trong, tựa như chưa hề xuất hiện qua, trước khi đi hắn có một cái chớp mắt ý thức, hoặc là nói, hắn vốn chính là triệu bân ý thức. Triệu bân cũng ngừng, chậm rãi mở mắt. Mở mắt tích tắc này, hắn trở về bản thể. Gặp hắn thức tỉnh, Vân Thương Tử cảm giác xông tới, lại bị triệu bân trên người một cỗ đáng sợ khí ẩn, chấn lộn ra ngoài, nhiều ngày để dành hồn lực, cũng bởi vì cái này chấn động mà tán đi hơn phân nửa. Ngô! Vân Thương Tử rên lên một tiếng, cưỡng ép ổn hạ hồn thể. Hắn vốn định bão nổi, nhưng thấy triệu bân thời khắc này trạng thái lúc, lại không khỏi một tiếng nhẹ kêu, tiểu tử này, cùng lúc trước có chút khác biệt, khí ẩn cùng lúc trước rất khác nhau, nhiều cổ xưa tang thương ý tứ. Trừ đây, chính là từng khỏa hư ảo chữ cổ, thường bạn quanh người hắn. Những chữ kia hình như có linh tính, lại giống như ngầm hiện bên trong tự hành sắp hàng. Vân Thương Tử nghe thấy ảo diệu thiên âm, cũng không biết xuất từ triệu tử long, vẫn là phát ra từ những chữ cổ này, thời gian lâu dài, còn có thần kỳ dị tượng diễn hóa, bừng tỉnh dường như một mảnh tinh không, thâm thúy mênh mông. Hô! Triệu công tử than dài một ngụm chọc khí, ý thức chân chính khôi phục thanh minh. Đạo kinh hủy, chỉ còn đạo bên trong chữ, với hắn bên cạnh thân sắp xếp diễn hóa. Cảm giác thật là kỳ quái. Triệu bân vô ý thức vòng nhìn quanh thân. Có thể rõ ràng trông thấy đạo bên trong chữ. Bọn chúng là hư ảo, nhưng cũng là bất phàm, mỗi một viên đều tự mang đạo âm, cho hắn một loại ảo giác, đó chính là còn tại đạo bên trong thế giới, chỉ có điều ngôi sao đầy trời, hóa thành đầy trời chữ cổ. Không sai, triệu bân sờ sờ cái cằm. Hắn tâm niệm vừa động, quanh thân chữ cổ đều liễm nhập thể phách. Tâm hắn niệm lại khẽ động, ảo diệu chữ cổ liền lại hiển hóa, nhìn xem huyền ảo, nhìn xem cũng rất thần kỳ. Nhưng đây cũng không phải là bầy biện nhìn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chữ cổ đối chiến lực có bổ trợ. Đương nhiên, ở giữa nhất định còn có càng nhiều ảo diệu. Chỉ có điều, hắn giờ phút này còn chưa khai quật ra tới thôi. Đợi tìm cái nhàn rỗi, hắn còn phải thật tốt lĩnh hội một phen đạo kinh. Tỉnh ngủ rồi, Vân Thương Tử tức giận nói. Triệu công tử chỉ lo bốn phía nhìn nhìn, giống như đang tìm vật gì. Tìm cái gì đâu, tìm kia bộ đạo kinh. Thế nào cái không còn hình bóng? Đã tự hủy, Vân Thương Tử lo lắng nói. Tự hủy, Triệu Bân nghe không hiểu ra sao. Đạo gia không truyền chi mê, sao có thể không có cấm chế? Vân Thương Tử treo giữa không trung, tiếp tục nói, như lão phu đoán không sai, là ngươi ngộ nhập ý cảnh, mới phát động đạo bên trong cấm chế. Ta còn muốn lại lĩnh hội một phen đâu. Triệu Bân một trận thịt đau, chủ yếu là nếm đến ngon ngọt. Đạo kinh nhưng là đồ tốt. Đi đạo bên trong thế giới dạo qua một vòng, cơ duyên kia cùng tạo hóa rất nhiều, hắn cũng phải không ít đột nhiên giác ngộ, bằng không thì cũng không có khả năng siêu thoát bản thân, nói không có liền không có rồi. Có lĩnh hội cũng không tệ, còn muốn bao nhiêu? Vân Thương Tử mắng. Vậy cũng đúng, Triệu Bân cười ha ha, thu lại quanh thân đạo bên trong chữ. Trơn Chu đi lấy vực môn, hôm nay chính là kỳ hạn chót. Vân Thương Tử lại bay vào Triệu Bân trong tay áo, còn cần bột đá che lấp hồn lực. Cũng không thể để tiên vũ các vị kia, ngửi được hắn tồn tại. Đúng vậy, Triệu Bân quay người ra nhỏ vườn, tiện tay còn được áo bào đen. Đạo vừa ý cảnh là một thế giới như thế nào? Vân Thương Tử tò mò hỏi. Tất cả đều là đại mỹ nữ, không mặc quần áo cái chủng loại kia.
Triệu công tử nói cái kia ý tứ sâu xa, cái này ví von rất là thỏa đáng, những cái kia chữ đạo, nhưng so sánh không mặc quần áo mỹ nữ đẹp mắt nhiều. Mây kho tử từ không tin, cái này thằng danh con lại tại lắc lư hắn. Nhìn này hàng như vậy phấn khởi, đạo bên trong thế giới nên rất bất phàm. Không nói cái khác, liền nói cái thằng này khí uẩn, liền xa không phải lúc trước có thể so sánh, còn có những cái kia đạo bên trong chữ, cũng là từng cái huyền ảo, cổ xưa thiên âm, thần kỳ dị tượng, đều diễn tận đạo ý tứ. Hậu sinh khảo ý. Vân Thương Tử trong lòng một tiếng cảm khái. Đồng dạng nhìn đạo kinh. Đồng dạng đều tại ngộ đạo thạch. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này tiến ý cảnh. Đang khi nói chuyện, Triệu Bân đã đến Tiên Vũ Các, áo tím nữ tiên vương là ở, chính đặt kia lật xem cổ thư, cái này nữ tiền bối sinh tuyệt mỹ, thậm chí liền lật sách trang động tác, đều là vô cùng ưu nhã. Tiên Vũ Các cũng không chỉ áo tím nữ tiên vương, còn có một cái tóc bạc thanh niên. Không sai, chính là mặt trời lặn thần giáo thần tử, lại còn tại trong tòa cổ thành này. Triệu Bân lúc đi vào, tên kia ngay tại kệ hàng trước đi dạo, một tờ quạt xếp dao gọi là cái có tiết tấu. Bình thường như vậy trang phục người, bên cạnh thân đều hẳn là có cái mỹ nữ, lúc này mới lộ vẻ có giá trị. Sự thật đúng là như thế, mặt trời lặn thần tử bên cạnh thân thật có một cái bạch y tiên tử. Chợt nhìn, liền biết đây là cái gì cục diện, vợ chồng trẻ nhi chạy cái này dạo phố đến. Mặt trời lặn thần tử hắn đã thấy qua, bạch y tiên tử vẫn là đầu hẹn gặp lại, nó huyết mạch không phải bình thường quái dị, rõ ràng là một mạch đặc thù huyết thống. Lại vẫn cứ ngửi không đến huyết mạch chi lực cùng bản nguyên nội tình. Thiên tộc thánh nữ, Vân Thương Tử một tiếng kinh dị. Thiên tộc, Triệu công tử nghe có chút nhíu lông mày. Thiên tộc chữ này, hắn bây giờ đã là lần thứ hai nghe nói, lần đầu tiên là nghe từ đầu chọc lão tiểu tử kia từng nói qua, phàm thiên tộc người, vô luận nam nữ, đều là tiên thiên mở tử phủ. Không đúng, Vân Thương Tử có chút mơ hồ. Không đúng chỗ nào, Triệu Bân thuận miệng hỏi một câu. Lấy lão phu biết, thiên tộc cùng mặt trời lặn thần giáo là đối địch. Vân Thương Tử tàn hồn run rẩy, thiên tộc thánh nữ như thế nào cùng mặt trời lặn thần tử trộn lẫn khối, hai mạch cổ xưa truyền thừa thông ra rồi. Người bị nhốt phiến cổ cấm khu 800 năm, ngoại giới sao có thể một điểm không thay đổi. Ta đây đương nhiên biết, nhưng thiên tộc khác biệt, bọn hắn có huyết hải thâm cừu. Chẳng lẽ bỏ trốn ra tới, Triệu Bân thầm nói, không khỏi nhìn nhiều mấy lần thiên tộc thánh nữ. Thấy nó thần sắc dị thường lạnh lùng, lại phủ định chính mình suy đoán, nàng sợ là bị buộc. Từ cái này phương thu mắt, hắn mới đến trước quầy. Áo tím nữ tiên vương thấy chi, ánh mắt phá lệ nghiêng. Đến tiên vũ các mùa vực môn người, từ xưa nhiều không kể xiết, cái nào không phải sớm chạy cửa hàng chờ lấy, vị này lại trọn vẹn muộn mấy ngày, từ tiên vũ các khai sáng, hắn vẫn là đầu cái đến trễ. Có việc chậm trễ, Triệu Bân lấy ngọc giản. Sau đó, hắn biểu tình kia tựa như là gả nữ nhi. Mua vực môn, phải cho người ta tiền na. Hắn cái này túi chữ vật là một cái tiếp một cái, đều nhồi vào tiên thạch không đủ, chính là bảo bối đến góp, đem hắn một đường chân tàng lần lượt chuyển sạch sành xanh. Ta, có phải là lại thành một người nghèo rất mồng tơi? Đợi đưa lên cuối cùng một cái túi đựng đồ, Triệu công tử cả người đều không tốt. Tính toán đâu ra đấy, hắn thời khắc này vĩnh hằng giới bên trong. Cũng chỉ thừa 3 năm bách tiên thạch. Cái này nếu là gả nữ nhi, hắn phải gả đi bao nhiêu, đều là tâm can bảo bối nhi a. Mua bán mà, tất nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Triệu Bân lấy một đống lớn, đối phương lại chỉ đưa tới một đạo phù, vực môn ngay tại trong đó. Đây là một đạo màu đen phù chú, trên đó cứng cáp hữu lực viết một cái phong chữ, đạo uẩn liên tục xuất hiện, lại nói trên đó bí văn, họa gọi là một cái huyền ảo, đoán không sai. Là đạo tắc tuyên khắc. Cao cấp như thế phù, Triệu Bân là đầu hẹn gặp lại. Nguyên nhân chính là hắn là đầu hẹn gặp lại, giờ phút này mới phá lệ rung động. Vực môn như thế nào dùng, đạo hữu nên biết. Áo tím nữ tiên vương lại ngồi về vị trí cũ, lại cầm lấy cổ thư. Triệu Bân thì thu màu đen phù, đều là truyền tống dùng đồ chơi, đơn giản chính là khắc không gian tọa độ, đơn giản chính là hướng chết chồng tiên thạch, hắn dùng qua trận đài. Không có giảng giải cũng là vô sự tự thông. Cáo từ, Triệu Bân đến nhanh đi cũng nhanh. Trước khi đi, hắn còn nhìn thoáng qua thiên tộc thánh nữ cùng mặt trời lặn thần tử. Có lẽ là bởi vì trong túi quá ngượng ngùng, hắn xem ra thần mặt trời tử tựa như một tòa tiên thạch xếp thành núi, nếu là đem con hàng này buộc, muốn bao nhiêu tiền phù hợp lạc. Muốn hay không cho hắn tới một cái quý nhất gói phục vụ.
ngẫm lại vẫn là coi như thôi. Sớm mở độn an toàn nhất. Đem cái kia đạo màu đen tiên phù cầm về. Mặt trời lặn thần tử thản nhiên nói, cho âm thầm hộ vệ truyền âm. Có thể làm một mạch truyền thừa thần tử, sự thông minh của hắn là online, mới triệu bân giao dịch, hắn thấy rõ, nếu không phải đặc biệt vật quý giá, tiên vũ các là sẽ không động loại kia tiên phù. Cũng chính là nói, đạo phù kia bên trong bịt lại một tông đại bảo bối. Như hắn chưa đoán sai, trong đó nên một tòa truyền tống vực môn. Vực môn thế nhưng là một cái tốt vật, giết người cướp của rất có cần phải. Giao cho chúng ta. Được thần tử mệnh lệnh, âm thầm hộ vệ đều đuổi theo Triệu Bân. Không hổ là mặt trời lặn thần giáo thánh tử, hộ vệ của hắn đội hình hoàn toàn chính xác đủ lớn, vì đoạt truyền tống vực môn, đủ đi ba tôn chuẩn tiên vương, mà lại từng cái nội tình hùng hậu, tiên vương cũng có thể chính diện ngạnh chiến. Thừa dịp thần hy chi quang, Triệu Bân nhập vũ trụ minh mông. Mới được vực môn, hắn phải tìm rộng rãi thí nghiệm một phen. Trong lúc đó, hắn từng không chỉ một lần nhìn vĩnh hằng giới, lúc trước từng đống kim lắc lư bảo bối, bây giờ đã giống tuếch, ngẫm lại đều đau lòng, mua cái truyền tống vực môn, cho hắn làm đến trước giải phóng. Tiền không có thể lại kiếm. Mệnh không có coi như thật không có. Hắn thường xuyên như vậy an ủi mình. Hả? Hắn chính lúc đi, chợt thấy phía trước không gian một trận vặn vẹo. Sau đó, liền thấy một cái lồng mộ hắc bào bóng người đi ra. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng, cũng đều có bóng người hiển hóa, lại đều được một cái hắc bào, thấy không rõ nó tôn vinh, lại có thể nhận ra ba người khí uẩn, đều là hàng thật giá thật chuẩn tiên vương. Ta bấm ngón tay tính toán, giết người cướp của, Vân Thương Tử lo lắng nói. Tiên vũ các cường giả, đây là Triệu Bân trong lòng ý niệm đầu tiên. Hắn ý nghĩ này cũng không có gì mau bệnh, mua bán sau giết người cướp của sự tình hắn gặp qua rất nhiều, tựa như Hắc Sơn lão ma, hắn chân trước vừa mua đi đèn trong, lão gia hỏa kia chân sau liền chạy đuổi theo giết hắn. Tiên vũ các là có đạo đức nghề nghiệp. Vân Thương Tử nói, ngữ khí còn có chút khẳng định. Áo tím nữ tiên vương làm người, hắn vẫn tương đối hiểu rõ, bực này hạ lưu hoạt động, cô nương kia là sẽ không làm, cũng khinh thường tại làm, chính như nàng nói, nhà nàng chủ nhân là muốn mặt. Màu đen tiên phù giao ra, để ngươi chết thống khoái chút. Thứ nhất người áo đen một câu cô quạnh, lời nói bên trong mang theo khặc khặc cười. Triệu Bân không có phản ứng con hàng này, hai tròng mắt trên dưới trái phải đong đưa, nghĩ nhìn một cái từ chỗ nào chạy, khả năng một bước lên mây, đối phương đội hình quá lớn, hắn chỉ có chịu trùy phần, trước tiên cần phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì?